Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 681, đi trước Quy Nguyên Môn. Nương Tôn Hiểu Lệ ly khai Diệp Thần Phong gian phòng đi tắm thời gian, Tôn Hằng Phi vừa vặn tắm rửa xong hứng thú tràn đầy xung vào phòng trong, hắn cảm thụ được thể nội thiên giai trung phẩm cường hãn thực lực, kích động có loại hoảng như đang nằm mơ ảo giác, hắn vậy mà thật tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, từ địa giai thượng phẩm đột phá đến thiên giai trung phẩm. Nội tâm hắn thật không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung tâm tình bây giờ. Tôn Hằng Phi hưng phấn đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, cả người bởi vậy quá mức kích động, thân thể có vẻ có chút hơi run, nói rằng, Thần Phong, sau đó chỉ cần dùng nhận được ta Tôn Hằng Phi địa phương, ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Tôn Hằng Phi thanh âm nhượng ở đây ở vào trong khiếp sợ người tỉnh lại, Tôn Bác Dịch thong thả thoáng cái hô hấp sau đó, mở miệng hỏi, Thần Phong, ngươi là như thế nào bang Hiểu Lệ cùng Hằng Phi để thăng thực lực? Diệp Thần Phong bang Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đề thăng xong thực lực sau đó, trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng tiêu hao không ít, cảm thụ được chu vi từng đạo hiếu kỳ lại ánh mắt nóng bỏng, hắn giải thích ta lực lượng trong cơ thể không giống với các ngươi cổ võ giới tu luyện giả chân kình chi lực, dùng lực lượng của ta bây giờ có thể cải thiện nhân thể các bộ vị cơ năng, do đó tới trợ giúp cái khác người đề thăng thực lực, cái này loại đề thăng thực lực biện pháp không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bất quá! Hiện nay mà nói chỉ đúng thiên giai thượng phẩm đỉnh phong dưới người hữu dụng, hay là đẳng thực lực của ta tăng lên nữa một đoạn lớn, đến khi đó biện pháp như thế khả năng đúng thiên giai chi thượng cao thủ cũng hữu dụng. Ở đây thực lực tại thiên giai thượng phẩm dưới Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa chúng nhân, bọn họ một đám là ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn làm trưởng bối lại không quá không biết xấu hổ mở miệng, nhất là Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa. Bọn họ hai cái này cậu tại Diệp Thần Phong cái này cháu ngoại trai vừa tới đến Trấn Thiên Môn thời gian, bọn họ có thể là có chút không định gặp Diệp Thần Phong. Tuy rằng sau đó bọn họ hai cái cũng đặc biệt chân thành tha thiết nói xin lỗi, thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy là có chút có lỗi với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cảm nhận được từng đạo ánh mắt nóng bỏng sau, lập tức nói rằng, đại cữu, nhị cữu, các ngươi cũng yên tâm, ta ngày mai sẽ bang hai người các ngươi để thăng thực lực. Ngày hôm nay ta lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao không ít, cho nên ngươi còn phải môn đẳng một đêm. Nghe vậy, Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa vội vàng một cái kình lắc đầu, Tôn Chính Trực hưng phấn đỏ lên mặt, nói rằng, Thần Phong, ngươi thực sự là đại cữu tốt cháu ngoại trai a. Đại cữu ta thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Dù sao sau đó bất kể gặp phải chuyện gì, đại cữu ta khẳng định hội nghĩa vô phản cố đứng tại Thần Phong ngươi bên này. Tôn Chính Nghĩa cũng điểm gật đầu, nói rằng, Thần Phong, đại cữu ngươi nói không sai, tiểu cữu ta lời khách khí cũng không muốn nói nhiều, Thần Phong ngươi phần ân tình này, ta cả đời này cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Tại Tôn Chính Nghĩa vừa nói xong, tóc ướt nhẹp Tôn Hiểu Lệ vội vã đi vào phòng trong, nhìn ra được nàng là đặc biệt vội vội vàng vàng tắm một cái, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, lạnh giá mặt thượng lộ ra một vòng nhu hòa dáng tươi cười, nói rằng, Thần Phong, cảm ơn ngươi. Tôn Hiểu Lệ không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ tới tạ ơn Diệp Thần Phong. Kết quả là thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành cảm ơn ngươi cái này ba cái chân thành tha thiết tự. Một bên Tôn Bác Dịch biểu tình đột nhiên biến được ngưng trọng, hắn tầng ngoại Tôn Diệp Thần Phong loại năng lực này. Tại cổ võ giới trung tuyệt đối là một loại nghịch thiên năng lực, cho nên cái này kiện sự tình là trăm triệu không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Tôn Bác Dịch đặc biệt nghiêm túc nói, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe kỹ cho ta. Thần Phong sự tình các ngươi không thể tiết lộ đi ra ngoài một chữ, bằng không cần phải muốn cấp Thần Phong, cấp ta Trấn Thiên Môn rước lấy sát sinh họa, các ngươi đều nghe rõ chưa? Nghe được Tôn Bác Dịch lời nói này sau đó, Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ chúng nhân, bọn họ một đám mới phản ứng được Diệp Thần Phong loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên, mượn Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ hai cái này ví dụ mà nói, Tôn Hằng Phi nguyên bản chỉ có địa giai thượng phẩm thực lực. Có thể thoáng cái đột phá đến thiên giai trung phẩm, nếu như đổi lại là Tôn Hằng Phi bản thân đau khổ tu luyện muốn đạt được thiên giai trung phẩm thực lực, dùng tư chất của hắn khả năng còn phải tốn thượng vài chục năm đến 20 năm không đợi, dù sao thực lực đến địa giai sau đó càng lên cao thì càng khó tăng lên, nhưng mà cái này nguyên vốn cần vài chục năm đến 20 năm không đợi tài tu luyện ra được thực lực, vậy mà được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ đạt tới. Lẽ nào như thế mà còn không gọi là nghịch thiên sao? Còn có,
Tôn Hiểu Lệ vốn là thực lực ở vào thiên giai hạ phẩm, tuy rằng Tôn Hiểu Lệ tư chất đúng vậy, thế nhưng nàng muốn đột phá đến thiên giai trung phẩm tối thiểu cũng muốn 5-6 năm đến 7-8 năm không đợi thời gian, chứ nói chi là đột phá đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Từ thiên giai trung phẩm đột phá đến thiên giai thượng phẩm là một đạo đặc biệt khó khăn nhảy tới cánh cửa, muốn có một đặc biệt thích hợp đột phá cơ hội, rất có thể là 2-3 năm, cũng có thể là 7-8 năm, thậm chí là cả đời cũng đột phá không đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Mà Diệp Thần Phong tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bang Tôn Hiểu Lệ làm xong rồi, lẽ nào như thế mà còn không gọi là nghịch thiên sao? Gia Gia, ngài yên tâm đi, chúng ta minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Tôn Chính Trực trịnh trọng đúng Tôn Bác Dịch nói rằng, Gia Gia, Thần Phong là chúng ta Trấn Thiên Môn hy vọng, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ dùng Thần Phong làm trung tâm. Tôn Chính Nghĩa cũng không chút do dự nói rằng, tất cả mọi người tại chỗ sôi nổi cam đoan không hội tướng Diệp Thần Phong sự tình tiết lộ ra ngoài sau, cái này mới để cho Tôn Bác Dịch hài lòng điểm gật đầu, ánh mắt hiền hòa nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi là ta Tôn Bác Dịch tốt tằng ngoại tôn. Ta Tôn Bác Dịch kiếp này có thể có ngươi như thế một cái tằng ngoại tôn, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Thần Phong, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người tất cả giải tán đi, không cần ở trong phòng quấy rối Thần Phong ngủ, Tôn Bác Dịch đúng mọi người nói. Tôn Bác Dịch khi nhìn đến tất cả mọi người lần lượt ly khai sau đó, hắn tài cùng Tôn Dương An cùng đi ra khỏi trong phòng, tại không có ra khỏi phòng rất xa. Tôn Bác Dịch đúng bên cạnh con trai Tôn Dương An, đặc biệt trịnh trọng phân phó nói, Dương An, ngươi cấp ta chăm chú nghe, sau này coi như là dùng hy sinh Trấn Thiên Môn đại giới, chúng ta cũng tuyệt đối không thể đủ ruồng bỏ Thần Phong. Dương An, ngươi có thể nhìn, một ngày nào đó Thần Phong hội đứng thượng cổ võ giới nhất đỉnh cao, thậm chí là vượt lên cho những thần kia bí đỉnh cấp thế lực chi thượng, ngươi có một tốt ngoại tôn, ta có một tốt tầng ngoại tôn a. Diệp Thần Phong thính giác là sao mà nhạy cảm, Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An ở bên ngoài, một chữ không lầm rơi vào rồi trong lỗ tai của hắn, nhưng trên mặt hắn không nén nổi lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hắn là càng tới càng có thể tiếp thu Tôn gia, tiếp thu Trấn Thiên Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, nửa tháng vội vã trôi qua. Trong nửa tháng này, Diệp Thần Phong bang Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa tăng lên thực lực, còn giúp hắn tiểu di phu Trương Phong cũng tăng lên thực lực, thuận tiện giúp phụ mẫu hắn Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm cải thiện thoáng cái thể chất, thời gian còn lại hắn trái lại khó được cùng phụ mẫu trò chuyện tâm sự. Nhất luân mặt trời mới mọc từ Đông Phương chậm chậm thăng khởi. Hôm nay là Quy Nguyên Môn trưởng môn ngày đại thọ. Diệp Thần Phong chúng nhân rất sớm đã thức dậy, nhất là Tần Nghị. Hắn tối hôm qua kích động một đêm không ngủ giấc ngủ, thuộc về hắn tôn nghiêm, thuộc về hắn tất cả, hắn muốn vào hôm nay toàn bộ đoạt lại, chỉ cần có hắn lão đại Diệp Thần Phong tại, hắn trong lòng tự tràn đầy vô hạn tự tin. Trấn Thiên Môn cực đại tu luyện trường thượng, hai chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tần Nghị vai, hỏi Tần Nghị, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão đại ta ngày hôm nay có thể phải đi hoàn thành đáp ứng ban đầu cam kết của ngươi. Ngươi cấp ta ngẩng đầu, ưỡn ngực tới, còn nhớ rõ chưa có tới đến cổ võ giới trước ta đã nói sao? Lão đại ta sẽ nhường này đã từng nhục nhã qua người của ngươi, toàn bộ quỳ xuống tới cho ngươi liếm đế giày. Cho nên, Tần Nghị, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong tướng Quy Nguyên Môn dẫm nát dưới bàn chân sao? Diệp Thần Phong thanh âm đột nhiên đề cao. Tần Nghị song quyền chăm chú tụ lại, thanh âm vang dội quát, lão đại, ta chuẩn bị xong. Đứng ở một bên Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đang nghe được Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đối thoại sau, bọn họ hai cái thân thể trong cũng là nhiệt huyết dâng trào, bọn họ phát hiện Diệp Thần Phong trên người có loại đặc thù nhân cách mị lực, cùng Diệp Thần Phong sống chung một chỗ lâu, người hội không tự chủ bắt đầu đúng Diệp Thần Phong sản sinh kính phục. Lần này ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị, đi trước Quy Nguyên Môn người có Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ. Bất kể như thế nào, Diệp Thần Phong nếu như muốn cùng Quy Nguyên Môn là địch, Trấn Thiên Môn cũng sẽ ủng hộ đến cùng. Chương 682, xuất thủ. Quy Nguyên Môn, cổ võ giới trung nhất lưu một trong những thế lực, kỳ môn trung tổng cộng có 38 tên thiên giai cao thủ, đến nỗi Quy Nguyên Môn trung phải chăng tồn tại thiên giai chi thượng cao thủ.
Loại chuyện này các đại môn phái thông thường là không hướng ra phía ngoài công khai. Lần này, Quy Nguyên môn trưởng môn Đỗ Vạn Năm 50 đại thọ, có thể nói là tổ chức tương đương long trọng, trên cơ bản rất nhiều nhất lưu môn phái cùng nhị lưu môn phái đều bị mời, đến nỗi tam lưu môn phái, cùng với này bất nhập lưu môn phái, tắc không có tư cách tới tham gia hôm nay trận này thọ yến, đương nhiên cũng có cực cá biệt ví dụ, nói thí dụ như bất nhập lưu Thanh Vân môn. Là Quy Nguyên môn con của trưởng môn Đỗ Bạch Bình điểm danh muốn bọn họ tham gia, nhất là Đỗ Bạch Bình điểm danh muốn đem Tần Nghị cái phế vật cùng nơi mang đến. Từ đường chân trời hạ đụng tới màu lửa đỏ mặt trời càng lên càng cao, ánh mặt trời ấm áp, chiếu khắp đại địa. Quy Nguyên môn trước mặt có một phiến cực đại quảng trường, các đại môn phái mã xa, tại Quy Nguyên môn đệ tử dưới sự an bài, đặc biệt có tự đỗ tại trên quảng trường. Từ hai chiếc màu xanh trên mã xa đi xuống 9 cá nhân, trong đó một là trung niên nam nhân, 3 cái là 20 nhiều tuổi nữ nhân, cuối cùng 5 cái là 60-70 tuổi lão đầu. Cái này 9 cái không chính là Thanh Vân môn người mà. Trung niên nam nhân là phụ thân của Tần Nghị Tần Bạch Ngôn, 3 nữ nhân là Thanh Vân môn nữ đệ tử, đến nỗi cuối cùng 5 cái lão đầu tắc là Thanh Vân môn 5 đại trưởng lão. Cái này 5 đại trưởng lão sắc mặt đặc biệt không đẹp. Từ trước đây cháu trai của bọn họ bị Diệp Thần Phong giết đi thời gian, bọn họ liền một cái thí cũng không dám phóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong sau khi rời đi, bọn họ cái này 5 cái lão đầu sẽ không có một ngày là tâm tình tốt. Hạ Tử Ninh, đem chúc thọ lễ vật cho chúng ta cầm chắc, ngươi nếu là đem lễ vật cho chúng ta làm hư, xem chúng ta thế nào thu thập ngươi. Đại trưởng lão trừng mắt thụ nhãn hướng về phía 3 gã nữ đệ tử chung một người quát dẹp đường. Bị đại trưởng lão quát lớn Thanh Vân môn nữ đệ tử dáng dấp đặc biệt thanh tú động lòng người, cái này vị tên là Hạ Tử Ninh nữ đệ tử không chính là ban đầu ở Thanh Vân môn chủ động mượn kiếm cấp Diệp Thần Phong người mà. Nhưng mà, tại trước đây Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị ly khai Thanh Vân môn sau, 5 đại trưởng lão ngẫu nhiên gian hiểu được cái này kiện sự tình, vì vậy cái này 5 cái lão đầu sôi nổi tướng thịnh nộ phát tiết đến nơi này vị tên là Hạ Tử Ninh Thanh Vân môn nữ đệ tử trên người. Hạ Tử Ninh mân mân trắng mịn môi, nàng không dám phản bác đại trưởng lão mệnh lệnh, từ một chiếc xe ngựa trong mang ra một cái đủ hơn một thước hình chữ nhật hộp. Nhìn nàng cắn môi dáng dấp, cái này hình chữ nhật hộp trọng lượng nên không khinh. 5 đại trưởng lão khi nhìn đến Hạ Tử Ninh từ trên xe ngựa bàn hạ hình chữ nhật hộp sau đó, bọn họ liền không để ý tới nữa Hạ Tử Ninh, tự mình đi về phía trước đi, Hạ Tử Ninh cật lực xách hộp đi theo đằng sau. Hai gã khác Thanh Vân môn nữ đệ tử mặc dù có chút đồng tình Hạ Tử Ninh. Thế nhưng các nàng có thể không dám đi giúp Hạ Tử Ninh bang, chỉ là theo sau lưng Hạ Tử Ninh thấp giọng nghị luận. Hạ Tử Ninh trước đây thì không nên xen vào việc của người khác, ai bảo nàng thanh kiếm mượn cấp cái kia cùng với Tần Nghị người. Hiện tại vừa vặn, 5 đại trưởng lão đem cơn giận dữ phát tiết đến trên người nàng đi. Sau đó nàng tại Thanh Vân môn ngày cũng không dễ chịu lắm. Ta tại Thanh Vân môn trong có thể nghe được một ít tin tức, đằng lần này cấp Quy Nguyên môn trưởng môn hạ hoàn thọ, 5 đại trưởng lão sẽ đối Hạ Tử Ninh động thủ. Có người nói 5 đại trưởng lão chuẩn bị tướng Hạ Tử Ninh biến thành bọn họ nữ đại tớ, bọn họ 5 cái muốn tướng Hạ Tử Ninh cấp thượng. Lời như vậy chúng ta còn là không cần thảo luận, nếu như bị 5 đại trưởng lão nghe, chúng ta 2 cái chỉ sợ cũng muốn bước lên Hạ Tử Ninh theo gót. Nhưng mà, chính xảo bất xảo. Hai cái này Thanh Vân môn nữ đệ tử đối thoại, bị phía sau cách đó không xa Diệp Thần Phong chúng nhân nghe thấy được. Từ lúc vừa rồi đại trưởng lão quát lớn Hạ Tử Ninh thời gian, Diệp Thần Phong chúng nhân cũng ngồi ở mã xa vừa đã tới Quy Nguyên môn quảng trường, xe ngựa của bọn họ vừa vặn đình tại Thanh Vân môn bên cạnh xe ngựa, chỉ là vừa rồi Diệp Thần Phong chúng nhân còn không có từ trên xe ngựa đi xuống, cho nên Tần Bạch Ngôn cùng 5 đại trưởng lão mới không có phát hiện Diệp Thần Phong đám người. Lão đại, ngươi là không phải chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Nghị nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào chính sách hộp Hạ Tử Ninh, hắn nhịn không được hỏi, từ trước đây hắn cùng Thanh Vân môn đoạn tuyệt quan hệ sau đó, hắn liền không ngừng tự nói với mình không phải Thanh Vân môn người, cho nên bây giờ lần thứ 2 nhìn thấy phụ thân của hắn, nhìn thấy Thanh Vân môn người. Hắn mới có thể làm được như vậy đạm nhiên đối mặt. Cái này kiện sự tình là bởi vì ta lên. Nếu như một cái thật tốt nữ nhân bị cái này 5 cái lão già kia làm bẩn thuần khiết, ngươi nói ta có thể qua ý đi không? Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, Thần Phong, ngươi nên không sẽ là coi trọng người nữ đệ tử đi.
Nếu không huynh đệ ta giúp ngươi đi nói một chút. Tôn Hằng Phi không có cái nghiêm chỉnh nghi vấn hỏi, hắn còn cũng không biết trước đây Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị tại Thanh Vân Môn chuyện đã xảy ra. Hằng Phi, ngươi cho là Thần Phong giống như ngươi nhìn đến nữ nhân xinh đẹp đã đi không động đường sao? Tôn Hiểu Lệ băng lạnh mặt nói. Sau đó, Tần Nghị đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ nói ban đầu ở Thanh Vân Môn chuyện đã xảy ra, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ giờ mới hiểu được vì sao Diệp Thần Phong hội nhìn chăm chú vào cái kia Thanh Vân Môn nữ đệ tử. Tôn Hằng Phi nhìn thoáng qua xa xa đang cùng người quen tự cựu Tôn Bác Dịch chúng nhân, hỏi hắn, Thần Phong, có muốn hay không ta đi cùng Thái Công bọn họ nói một chút? Không cần, lẽ nào chút chuyện nhỏ này, chúng ta còn không giải quyết được sao? Diệp Thần Phong trực tiếp hướng chính vận chuyển vừa dày vừa nặng hộp Hạ Tử Ninh đi tới. Dựa vào, Thần Phong thế nào lúc nào nói đều có thể đủ như thế phong cách. Xem ra Thần Phong sau đó là ta học tập đối tượng. Tôn Hằng Phi không nén nổi nói rằng, Hằng Phi, Thần Phong có Lạp Phong tư bản, mà ngươi không có. Tôn Hiểu Lệ bạch Tôn Hằng Phi liếc mắt sau, liền đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Tần Nghị, ta lẽ nào rất kém cỏi sao? Tôn Hằng Phi không phục hỏi một bên Tần Nghị. Tần Nghị điểm gật đầu, nói rằng, nếu như cầm ngươi và lão đại so sánh, như vậy ngươi có thể không phải thông thường kém. Nói xong, Tần Nghị liền cũng đi theo. Chính đang khổ cực vận chuyển vừa dày vừa nặng hộp Hạ Tử Ninh, cánh tay của nàng trong lúc bất chợt bị một người kéo lại, đương nàng nhìn thấy kéo người của nàng là Diệp Thần Phong thời gian, mắt của nàng con ngươi trung mịt mở lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, có chút ngượng ngùng hỏi, là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đem trong tay ngươi mặt hộp ném xuống đất, là bởi vì lần trước ngươi mượn kiếm cấp ta, năm cái lão già kia tài làm khó dễ ngươi đi. Ngươi cũng không cần lưu tại Thanh Vân Môn. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập Trấn Thiên Môn? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Tử Ninh nghi vấn hỏi. À, Hạ Tử Ninh đột nhiên có chút phản ứng không kịp, từ trước đây gặp qua Diệp Thần Phong sau, nàng một mực nghĩ Diệp Thần Phong cái này chỉ gặp một lần mặt nam nhân, trong lòng nàng có loại dự cảm mãnh liệt, người đàn ông này nên có năng lực giúp nàng hoàn thành trong lòng một cái nàng không có cách gì hoàn thành chuyện. Gặp Hạ Tử Ninh không nói gì, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng Hạ Tử Ninh trong tay hộp đoạt lấy. Sau đó, không chút do dự ném xuống đất, chỉ nghe thấy từ hộp trong phát sinh một tiếng vỡ vụn thanh âm răng rắc, trong hộp nên thị phi thường dễ vỡ vụn vật phẩm. Đi sau lưng Hạ Tử Ninh hai gã Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng nhìn đến Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, sau đó, Diệp Thần Phong lại không chút do dự tướng cấp Quy Nguyên Môn trưởng môn chúc thọ lễ vật cấp xuất rơi, mà đi ở phía trước Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão còn giống như không có phát hiện. Hai người bọn họ biết phải muốn đi nhắc nhở thoáng cái trưởng môn cùng năm đại trưởng lão, hai người bọn họ lại không muốn đi thừa thụ năm đại trưởng lão thịnh nộ. Vì vậy, cái này hai gã nữ đệ tử chạy chậm đến trưởng môn cùng năm đại trưởng lão trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ, giữa lúc đại trưởng lão không nhìn được muốn quát lớn thời gian, một tên trong đó nữ đệ tử chỉ đằng sau. Nương Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão quay đầu lại, nhìn đến Diệp Thần Phong chính lôi kéo Hạ Tử Ninh cánh tay. Bọn họ chuẩn bị xong lễ vật bị xuất nát vụn thời gian, sắc mặt của bọn họ biến được khó coi, nhất là cùng Diệp Thần Phong có thâm cừu đại hận năm đại trưởng lão. Bất quá, đương năm đại trưởng lão nhìn đến đứng sau lưng Diệp Thần Phong Tần Nghị thời gian, bọn họ năm cái mặt thượng lại lộ ra một vòng yên tâm chi sắc, lần này thế nhưng Quy Nguyên Môn trưởng môn chi tử điểm danh muốn bọn họ mang Tần Nghị tới tham gia, nguyên bản bọn họ đang giàu nên như thế nào cùng Quy Nguyên Môn giải thích. Hiện tại Tần Nghị bản thân xuất hiện ở đây, điều này cũng làm cho bọn họ bớt đi một cái cọc lo lắng sự tình. Đại trưởng lão nhìn đến chúc thọ lễ vật bị xuất nát vụn, trên mặt của hắn hiện lên một vòng âm ngoan dáng tươi cười, đi tới cách Diệp Thần Phong hai thước địa phương xa, dù sao Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ hắn là đã lĩnh giáo rồi, căm giận nói rằng tiểu tử, ngươi là không phải thật quá mức. Đây là ta Thanh Vân Môn đưa cho Quy Nguyên Môn trưởng môn lễ vật, ngươi bây giờ đem rất hư. Ngươi là không phải khinh thường Quy Nguyên Môn. Ý định tới Quy Nguyên Môn quấy rối. Đại trưởng lão trong lời nói ý tứ lại không quá minh bạch, hắn muốn khơi mào Quy Nguyên Môn đúng Diệp Thần Phong không vừa lòng, do đó những Quy Nguyên Môn xuất thủ giải quyết rồi Diệp Thần Phong. Chương 683, kinh ngạc. Thanh Vân Môn đại trưởng lão thanh âm không thấp, hắn lời nói này rất nhanh liền tại Quy Nguyên Môn trên quảng trường truyền ra, chu vi ánh mắt của người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên này.
nhất là trên quảng trường một ít phụ trách thăm hỏi các đại môn phái Quy Nguyên môn đệ tử, khi bọn hắn nhìn đến xuất tại Diệp Thần Phong trước mặt hộp thời gian, bọn họ một đám trong ánh mắt để lộ ra bất hiếu thiện thần sắc. Thần Phong, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang cùng người quen tự cựu Tôn Bác Dịch cũng phát hiện Diệp Thần Phong động tĩnh bên này, vì vậy Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An chúng nhân đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong không để ý đến Thanh Vân Môn đại trưởng lão kêu gào, đúng Tôn Bác Dịch chỉ bên cạnh Hạ Tử Ninh, hỏi, ngoại thái công, ta muốn cho nàng gia nhập Trấn Thiên Môn, không biết có thể hay không? Thần Phong, loại chuyện nhỏ này ngươi còn dùng được hỏi ngoại thái công ta sao? Ngươi hoàn toàn có thể mình làm chủ, Tôn Bác Dịch thống khoái nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nhìn bên cạnh Hạ Tử Ninh, hỏi, ngươi nguyện ý gia nhập Trấn Thiên Môn sao? Hạ Tử Ninh tại ngẩn người sau đó, không chút do dự nói rằng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Thanh Vân Môn năm đại trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà cùng Trấn Thiên Môn có quan hệ. Thế nhưng Diệp Thần Phong không chỉ xuất nát phụn bọn họ hạ lễ, còn đăng cái này loại trường hợp công khai trước mặt mọi người đào đi bọn họ Thanh Vân Môn đệ tử. Tuy rằng Thanh Vân Môn là một cái bất nhập lưu thế lực, thế nhưng cái này có phần cũng quá mất mặt đi. Lúc này, chẳng những là năm đại trưởng lão sắc mặt triệt để khó coi, ngay cả trưởng môn Tần Bạch Ngôn thể diện cũng có chút không nhịn được. Tần Bạch Ngôn trước đúng Tôn Bác Dịch chắp tay, nói rằng, Tôn tiền bối, không nghĩ tới ngày ngày hôm nay cũng tới tham gia Quy Nguyên môn trưởng môn 50 đại thọ A. Tôn tiền bối thân thể vẫn là cùng từ trước giống nhau thân thể cường tráng A. Ngược lại, Tần Bạch Ngôn rồi hướng Tôn Dương An khẽ mỉm cười nói, Tôn trưởng môn, ngày hôm nay cái này kiện sự tình các ngươi là không phải làm quá mức một điểm. Vị tiểu huynh đệ này xuất nát phụn chúng ta hạ lễ, hiện tại còn muốn trước mặt mọi người đào đi chúng ta Thanh Vân môn người. Điều này làm cho chúng ta Thanh Vân môn thể diện đặt đất. Đúng, chúng ta trưởng môn nói không sai, hôm nay là Quy Nguyên môn trưởng môn ngày đại thọ, chẳng lẽ các ngươi Trấn Thiên môn muốn ở chỗ này nháo sự? Đại trưởng lão châm ngòi thổi gió nói rằng, hắn thấy Trấn Thiên môn chỉ là một nhị lưu thế lực. Quy Nguyên môn là nhất lưu thế lực, chỉ cần Quy Nguyên môn xuất thủ, Trấn Thiên môn khẳng định không dám tạo thứ. Không biết, bây giờ Trấn Thiên môn cũng có thể xưng là nhất lưu thế lực. Dù sao Tôn Bác Dịch đã đột phá đến tiên thiên cảnh, có thể là chuyện này tình Trấn Thiên môn còn không có đối ngoại công khai. Các ngươi Thanh Vân môn đệ tử muốn rời khỏi Thanh Vân môn gia nhập chúng ta Trấn Thiên môn. Cái này nguyên bản chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu như cái này vị nguyên bản các ngươi Thanh Vân môn nữ đệ tử không muốn rời khỏi Thanh Vân môn, lẽ nào ta vẫn có thể miễn cưỡng nàng sao? Lại nói chúng ta Trấn Thiên môn sự tình, ta ngoại tôn nói, bằng chính là ta nói lời nói. Thanh Vân môn cái này bất nhập lưu môn phái, Tôn Dương An còn là chút nào không để vào mắt. Ngày hôm nay nguyên bản bọn họ chính là tới cấp Diệp Thần Phong trợ trận, đến lúc đó cơ hồ là khẳng định hội cùng Quy Nguyên môn náo lên, liền Quy Nguyên môn còn không sợ, chẳng lẽ còn biết sợ như thế một cái Thanh Vân môn sao? Thế nào, mấy người các ngươi lão già kia muốn động thủ sao? Ta tùy thời phụng bồi tới cùng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai nói rằng. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi, tại Diệp Thần Phong vừa dứt lời chi tế, bọn họ hai cái trong cơ thể liền lập tức đề thăng khởi chân kình chi lực, một cái là thiên giai thượng phẩm khí thế từ thân thể trong tán phát ra rồi. Một, khác là thiên giai trung phẩm khí thế từ bên trong thân thể tán phát ra rồi, bọn họ hai cái ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Thanh Vân môn người. Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Thiên giai trung phẩm. Cảm thụ được từ Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi trên người phát ra khí thế, Thanh Vân môn Tần Bạch Ngôn chúng nhân không nén nổi nuốt một ngụm nước bọt, không riêng gì Thanh Vân môn người, chu vi những môn phái khác người cũng sôi nổi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phải biết rằng theo bọn họ Trấn Thiên môn chỉ là một nhị lưu thế lực mà thôi, nhưng này nhị lưu thế lực làm sao có thể bồi dưỡng được Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi thiên tài như vậy. Phải biết rằng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ tài 20 nhiều tuổi, coi như là nhất lưu thế lực công tử ca, tại 20 nhiều tuổi cũng đơn giản chính là thiên giai trung phẩm thực lực, có thể Trấn Thiên môn không chỉ bồi dưỡng được 20 nhiều tuổi thiên giai trung phẩm cao thủ, còn bồi dưỡng được 20 nhiều tuổi thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ. Cái này ý vị như thế nào? Cái này sợ rằng ý nghĩa Trấn Thiên môn thế tất yếu tại tương lai quật khởi đi. 20 nhiều tuổi thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ, tại sinh thời đặc biệt có thể bước vào tiên thiên cảnh. Thậm chí là tầng thứ cao hơn.
Nếu để cho chu vi những môn phái này người biết, Diệp Thần Phong cái này vẻ mặt phong đạm vân khinh, trên người không có biểu hiện ra ngoài chút nào khí thế thanh niên. Thực lực của hắn đủ để cùng tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ sánh ngang, còn có Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi hai vị này cao thủ đều là Diệp Thần Phong chế tạo ra lời nói, chỉ sợ bọn họ cần phải muốn kinh ngạc rơi cằm. Ta cháu ngoại trai nói không sai, nếu như các ngươi thanh vân môn muốn so chiêu, để ta Tôn Chính Trực tới bồi cùng các ngươi. Diệp Thần Phong đại cứu Tôn Chính Trực đứng dậy, thân thể chi thượng đồng dạng là phóng xuất ra thiên giai thượng phẩm đỉnh phong khí thế. Cháu ngoại trai đều bị khi dễ, ta cái này tiểu cữu làm sao có thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Tôn Chính Nghĩa cũng lập tức đứng dậy, một cổ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong khí thế đồng dạng là từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Trải qua Diệp Thần Phong linh hồn lực trợ giúp, Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa hiện nay toàn bộ ở vào thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Đây là Chấn Thiên Môn sao? Ta nhớ kỹ Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa thực lực vẫn ở vào thiên giai trung phẩm, thế nào có đoạn thời gian không có gặp, bọn họ hai cái toàn bộ đột phá đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Xem ra cái này Chấn Thiên Môn thật muốn quật khởi a. Thanh Vân Môn cái này bất nhập lưu môn phái, bọn họ cùng Chấn Thiên Môn cường ngạnh cái gì? Cho dù Chấn Thiên Môn còn là thì ra là Chấn Thiên Môn, cũng không là bọn hắn Thanh Vân Môn có thể đắc tội. Huống chi bây giờ Chấn Thiên Môn sợ rằng sớm đã là thoát thai hoán cốt, nói không chừng dùng hiện tại Chấn Thiên Môn trình độ, sớm tựu đã đạt đến nhất lưu thế lực tư cách. Chu vi những môn phái khác chung người là nghị luận ầm ĩ. Tại Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa triển lộ ra thực lực sau, nguyên bản trên quảng trường đúng Diệp Thần Phong lộ ra không tốt ánh mắt quy nguyên môn đệ tử, bọn họ một đám là thu hồi ánh mắt, so sánh Chấn Thiên Môn mà thôi. Thanh Vân Môn theo bọn họ chỉ là một cười nhạo, huống chi bây giờ Chấn Thiên Môn bày ra tiềm lực, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì tại cái này thời gian cùng Chấn Thiên Môn trở mặt. Nghe chu vi tiếng nghị luận, Tần Bạch Ngôn sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ, nhưng khi hắn nhìn đến đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Nghị thời gian, hắn trong lòng lại thâm sâu sâu thở dài, thầm nghĩ tiểu nghị, cho dù vị bằng hữu kia của ngươi là Chấn Thiên Môn trưởng môn ngoại tôn, thực lực của ngươi bây giờ cũng đạt tới thiên giai trung phẩm. Có thể quy nguyên môn dù sao cũng là nhất lưu thế lực, cũng không là Chấn Thiên Môn nguyện ý giúp ngươi xuất đầu, ngươi là có thể tìm về trước đây mất tôn nghiêm. Thanh Vân Môn năm đại trưởng lão cần phải so Tần Bạch Ngôn tâm tình ba động nhiều, cái này năm cái lão đầu khí phải là ngực kịch liệt phập phồng, cảm thụ chu vi từng đạo hài hước ánh mắt, bọn họ cảm giác mình hình như chính là nhảy nhót vai hề, cổ họng trong thiếu chút nữa trực tiếp phun ra máu tươi tới. Lúc này quy nguyên môn người không có đi ra giúp bọn hắn Thanh Vân Môn nói, mà Chấn Thiên Môn lại cho thấy như vậy thực lực kinh người, Thanh Vân Môn cái này năm đại trưởng lão vẫn có thể làm sao bây giờ ni. Nguyên bản dùng bọn họ môn phái tiêu chuẩn, ngày hôm nay căn bản không có tư cách tới tham gia lần này thọ yến, bọn họ vốn chính là đảm đương nhảy nhót vai hề. Năm đại trưởng lão tại trong lòng tận lực khống chế được sắp bạo phát tâm tình, bọn họ năm cái ánh mắt không hẹn mà cùng liếc hai mắt. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Nghị, nếu Diệp Thần Phong là bạn của Tần Nghị, có thể đợi một lát Tần Nghị khẳng định bị quy nguyên môn con của trưởng môn Đỗ Bạch Bình nhục nhã, như vậy đến lúc đó sợ rằng Diệp Thần Phong không hội khoanh tay đứng nhìn đi. Cho nên, theo bọn họ quy nguyên môn cùng Chấn Thiên Môn, ngày hôm nay sớm muộn hội chống lại. Tại suy nghĩ minh bạch cái này kiện sự tình sau đó, Thanh Vân Môn cái này năm cái lão đầu tạm thời tướng cái này khẩu khó chịu trước nuốt trở về trong bụng. Cho dù vừa rồi Tôn Chính Trực chúng nhân cho thấy thực lực, cho dù bọn họ năm cái biết Diệp Thần Phong thân thủ rất khủng bố, có thể theo bọn họ quy nguyên môn là nhất lưu thế lực, muốn ngăn chặn Chấn Thiên Môn, tướng Diệp Thần Phong tiểu tử này giải quyết cũng còn là có thể làm được. Ta là Hạ Tử Ninh. Hạ Tử Ninh có chút ngượng ngùng tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ta là Diệp Thần Phong, sau đó ngươi chính là Chấn Thiên Môn đệ tử. Trước đây quên cảm ơn người tướng thiếp thân bảo kiếm cho ta mượn. Chương 684, lão đại cho ngươi chỗ dựa. Ta thế nào cảm giác tiểu tử này có chút quen thuộc. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Hai bên trái phải một gã mặt chữ quốc trung niên nam nhân khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, hắn chân mày nhìn không được nhíu lên. Cái này tên trung niên nam nhân là Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Trì. Ngày hôm nay Huyền Thiên Môn cũng bị thụ yêu tới tham gia quy nguyên môn trưởng môn đại thọ. Cùng Trung Thiên Chỉ sóng vai một gã trên môi giữ lại hai phiết tiểu hồ tử trung niên nam nhân,
hơi điểm gật đầu, âm trầm ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong mặt thượng, nói rằng, là có chút quen thuộc. Cái này tên giữ lại hai phiết tiểu hồ tử nam nhân là lãnh hải các trưởng môn tôn Nam Phi, trước lãnh hải các lần thứ hai phái đến thế tục giới cao thủ, đến hiện tại cũng liên lạc không được, cho nên này phái ra đi cao thủ 100% là gặp phải bất trắc. Cho nên, tại sau đó tôn Nam Phi không có lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là tự mình đi một chuyến Huyền Thiên Môn, dù sao hắn cũng nghe nói Huyền Thiên Môn cao thủ tại thế tục giới toàn quân bị diệt. Với lại căn cứ hắn điều tra, các loại đầu mâu cũng toàn bộ nhắm ngay Diệp gia Diệp Thần Phong. Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi là gặp qua Diệp Thần Phong ảnh chụp, chỉ bất quá bây giờ Diệp Thần Phong ăn mặc toàn bộ cải biến, hơn nữa hiện tại Diệp Thần Phong tóc so từ trước trường không ít, lúc đó Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi tại bản thân môn phái thu thập tới trong tài liệu, bọn họ cũng chỉ là đại khái xem thoáng cái, cũng không có cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong ảnh chụp. Cho nên bọn họ mới không có tại trước tiên nhận ra Diệp Thần Phong tới. Thanh Vân môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão, bọn họ thật sự là chịu không nổi chung quanh giễu cợt, chính khi bọn hắn chuẩn bị ly khai quảng trường, hướng tới Quy Nguyên môn trong đại điện đi đến thời gian. Bốn nam nhân một nữ nhân đi tới cách Diệp Thần Phong bọn họ 2-3 thước địa phương xa, trong đó một người cầm đầu khoảng chừng 30 tuổi nam nhân. Thân thể hắn rất cao ngất, mặc trên người hoa lệ bạch sắc quần áo. Mặt thượng từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt cao ngạo, mà bên cạnh hắn một gã 20 nhiều tuổi nữ nhân, ăn mặc toàn thân màu xanh ti chất quần áo, tóc đen thui tùy ý phi ở đầu vai, trắng mịn mặt thượng hơi có chút tái nhợt. Một trương mặt trái xoan có vẻ quá qua gầy gò một ít, trong con ngươi xinh đẹp thần sắc là không yên lòng. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Nghị, ánh mắt của hắn là như ngừng lại cái này tên ăn mặc thanh sắc quần áo trên người nữ nhân, trong lỗ mũi hô hấp có chút dừng lại. Diệp Thần Phong nhìn đến Tần Nghị khác thường sau, theo ánh mắt của hắn thấy được tên nữ nhân, hắn căn cứ Tần Nghị tâm tình phán đoán. Tên ăn mặc thanh sắc quần áo nữ nhân chính là Tần Nghị thích người, mà đứng ở đó tên nữ nhân bên cạnh cái kia cao ngạo nam nhân, phải là trước đây phế đi Tần Nghị tên hỗn đản nào. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu. Tên nữ nhân chính là Tần Nghị thanh mai trúc mã Tiết San San, mà đứng tại Tiết San San bên cạnh tên cao ngạo nam nhân, hắn là Quy Nguyên môn trưởng môn con trai của Đỗ Vạn Niên Đỗ Bạch Bình. Đến nỗi mặt khác ba nam nhân, trong đó một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân là phụ thân của Tiết San San Tiết Thường Sơn, mặt khác hai một nam nhân chừng 30 tuổi là Tiết Thường Sơn con lớn nhất Tiết Cảnh Đông cùng tiểu nhi tử Tiết Cảnh Văn. Tiết Thường Sơn là cổ võ giới thiên cơ môn hiện giữ trưởng môn. Nguyên bản thiên cơ môn tại cổ võ giới cùng thanh vân môn giống nhau, toàn bộ đều là bất nhập lưu thế lực, nhưng mà, tại trước đây Đỗ Bạch Bình coi trọng Tiết San San sau, Tiết Thường Sơn chúng nhân là một cái kình tác hợp hai người kia. Bọn họ biết chỉ cần leo lên Quy Nguyên môn, như vậy bọn họ thiên cơ môn khẳng định hội có chuyển biến tốt. Sự tình cũng đúng như Tiết Thường Sơn đám người sở liệu, mấy năm này tại Quy Nguyên môn dưới sự trợ giúp, thiên cơ môn đã từ bất nhập lưu thế lực tấn thăng làm tam lưu thế lực. Tiếp qua 3-4 thâm niên gian nên vững vàng có thể tiến nhập nhị lưu thế lực phạm vi, cho nên Tiết Thường Sơn chúng nhân đúng Đỗ Bạch Bình là mọi cách lấy lòng cùng vuốt mông ngựa, bọn họ không có chút nào bận tâm đến Tiết San San cảm thụ. Tại Tần Nghị nhìn đến Tiết San San chớp mắt, Tiết San San ánh mắt cũng vừa vặn đón đi tới, Tần Nghị mặt thượng lộ ra một vòng nhu hòa dáng tươi cười, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Hắn chờ đợi ngày này, đợi lâu lắm quá lâu. Tiết San San khi nhìn đến Tần Nghị nhu hòa dáng tươi cười sau, nàng rất muốn lập tức hụt Tần Nghị trong ngực, trong lòng nàng khẳng định Tần Nghị vẫn như cũ là trước đây cái kia ái nàng Tần Nghị, có thể nàng còn là trước đây cái kia hồn nhiên nha đầu sao. Quy Nguyên môn thiếu chủ Đỗ Bạch Bình, hắn khi nhìn đến Tần Nghị cùng Tiết San San hàm tình mạch mạch nhìn nhau sau, sắc mặt của hắn là trong nháy mắt âm lạnh xuống, hướng về phía Tần Nghị quát dẹp đường, người cái phế vật, thế nào? Là không phải là muốn đem mình nữ nhân đoạt lại đi. Cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Lập tức cấp ta quỳ xuống, ta đặc biệt điểm danh muốn ngươi tới tham gia hôm nay thọ yến, vì chính là nhượng Tiết San San nhìn thấy rõ ràng, ngươi Tần Nghị vĩnh viễn đều chỉ là một phế vật, nàng cả đời cũng không thể có thể trở về đến ngươi cái phế vật này bên cạnh. Tần Nghị, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn đúng nữ nhi của ta tâm tồn ảo tưởng sao? Ta Tiết Thường Sơn con rể vĩnh viễn sẽ chỉ là Bạch Bình, không thể nào là ngươi cái phế vật này. Tiết Thường Sơn lạnh giá nói rằng. Tần Nghị, vội vàng cấp Bạch Bình quỳ xuống,
ngươi cái phế vật căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này, ngươi xứng đôi muội muội ta sao? Cũng không nhìn một chút mình là một bộ đức hạnh gì. Tiết Cảnh Đông giễu cợt nói. Tần Nghị, nơi này là Quy Nguyên môn địa phương, đàng hoàng cấp Bạch Bình quỳ xuống, sau đó lập tức cấp ta cút ra khỏi Quy Nguyên môn. Tiết Cảnh Văn lớn tiếng quát dẹp đường. Tiết San San nghe đến mấy cái này nhục nhã Tần Nghị lời nói sau, trong lòng nàng là lại cũng không thể chịu đựng được, nàng thầm nghĩ, Tần Nghị, xin lỗi, bây giờ ta không xứng với ngươi, ngươi nên có thuộc về cuộc sống của mình, cho nên ta phải muốn cho ngươi tự do, ta phải muốn cởi bỏ ràng buộc ở ngươi tâm linh gông xiềng. Tiết San San mặt thượng chậm chậm hiện lên một vòng lạnh giá chi sắc, hướng về phía Tần Nghị quát dẹp đường, Tần Nghị, ngươi lập tức cấp ta ly khai Quy Nguyên môn. Ta đã sớm cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Đang nói ra câu nói này thời gian, Tiết San San một khỏa tâm hoàn toàn vỡ vụn khai tới, nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra viền mắt, trên mặt hắn tận lực vẫn duy trì lạnh giá. Tần Nghị đang nghe Tiết San San lời nói sau, thân thể hắn run rẩy, hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, nắm chặt nắm tay có loại muốn buông ra dấu hiệu. Vừa lúc đó, Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, các ngươi chua không chua a? Cái này loại giả cỗi tiết mục chỉ có tại trong phim ảnh mới phải xuất hiện đi. Tần Nghị, ngươi thật đúng là tin tưởng nàng nói. Nàng vừa rồi đang nói ra lời nói này thời gian, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng, nếu như ta đoán không lầm, nàng là cảm thấy mình bây giờ không xứng với ngươi, lại mà nàng không muốn nhìn thấy ngươi thụ làm nhục, cho nên ta dám khẳng định nàng còn là yêu Tần Nghị ngươi. Nghe được lão đại của mình lời nói này sau, Tần Nghị chậm chậm buông ra song quyền, một lần nữa tụ họp lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiết San San, nói rằng, San San, ngươi so trước đây gầy, còn nhớ rõ ta đáp ứng qua chuyện của ngươi sao? Ta Tần Nghị đời này nhất định hội cho ngươi hạnh phúc. Cố nén nước mắt, giả vờ lạnh giá Tiết San San, nàng đang nghe Tần Nghị đoạn văn này sau, nàng là cũng không nhịn được nữa, nước mắt quyết đệ tử trong hốc mắt chảy ra. Trong nháy mắt biến thành một cái khóc sướt mướt. Nhìn đến Tiết San San trước mặt mọi người vì Tần Nghị chảy nước mắt, Đỗ Bạch Bình cảm giác mình thể diện không nhịn được, loại cảm giác này hình như là hắn bị Tần Nghị đội nón xanh cho cắm sừng giống nhau, đề cao âm lượng quát dẹp đường, Tần Nghị, ngươi cái phế vật này, ta cho ngươi 10 giây chung thời gian, ngươi lập tức cấp ta quỳ xuống. Một bên Thanh Vân môn năm đại trưởng lão, bọn họ nhìn đến Tần Nghị cùng Đỗ Bạch Bình phát sinh xung đột. Trên mặt bọn họ không nén nổi lộ ra dáng tươi cười, bọn họ đang đợi chính là giờ khắc này. Tần Nghị nắm tay càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt, tuy rằng thực lực của hắn đạt tới thiên giai trung phẩm, thế nhưng bằng vào cái này điểm hắn căn bản không có cùng Quy Nguyên môn gọi nhịp tư cách, hắn trong lòng một nửa tự tin nơi phát ra cho hắn lão đại Diệp Thần Phong. Tần Nghị, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ngươi cái phế vật, ngươi lập tức cấp ta quỳ xuống. Đỗ Bạch Bình lại một lần nữa tức giận quát dẹp đường. Diệp Thần Phong lười biếng móc móc tai, nói rằng, ong ong la hoảng con ruồi quá đáng ghét. Tiếp theo, Diệp Thần Phong lại vỗ vỗ Tần Nghị vai, nói rằng, Tần Nghị, nguyên bản nhìn thấy cái này loại con ruồi, ta đã sớm một cái tát đưa hắn đập chết, thế nhưng ngày hôm nay ta tướng con ruồi này lưu giải quyết cho ngươi, ngươi một cách tự tin tướng con ruồi này một cái tát đập chết sao? Tần Nghị cắn răng nói rằng, có. Rất tốt, nhớ kỹ một điểm, cho dù ngày hôm nay ngươi tướng Quy Nguyên môn khối cái hôn thiên địa ám, cũng có lão đại ta tự cấp ngươi chỗ dựa, ngươi cấp ta đem lá gan phóng đại, Quy Nguyên môn nhằm nhò gì. Diệp Thần Phong tướng Tần Nghị cho rằng chân chính hảo huynh đệ, ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ bang Tần Nghị tìm về đã từng mất tôn nghiêm. Chương 685, chiến đấu kịch liệt, Tần Nghị quyết tâm. Ở đây những môn phái khác chung người cũng không nghĩ tới có người hội đứng ra bang Tần Nghị nói, nhưng lại tướng Quy Nguyên môn thiếu chủ tỷ dụ trở thành con ruồi, kết quả là một đôi ánh mắt kinh ngạc sôi nổi phóng đến Diệp Thần Phong trên người. Chẳng lẽ nói Chấn Thiên môn muốn cùng Quy Nguyên môn đối nghịch sao? Xem ra hôm nay là có một hồi vở kịch hay, bất quá, Tần Nghị đã từng cũng có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài, chỉ tiếc hắn đã sớm là bị Đỗ Bạch Bình phế đi a. Chấn Thiên môn tuy rằng bày ra những chúng ta kinh ngạc thực lực, thế nhưng Quy Nguyên môn trở thành một tốc độ dòng chảy lực đã lâu, trong môn phái nội tình khẳng định không phải Chấn Thiên môn có thể so sánh, nếu như Chấn Thiên môn thật muốn cùng Quy Nguyên môn đối nghịch, ta rất không coi trọng Chấn Thiên môn.
không phải nói Tần Nghị thực lực đã sớm thối lui đến hoàng giai sao? Có người nói còn cả đời không thể đủ tu luyện, hắn thế nào còn một cách tự tin nói có thể đánh bại Đỗ Bạch Bình. Tại Diệp Thần Phong vừa dứt lời chi tế, chu vi các đại môn phái chung người liền xì xào bàn tán, theo bọn họ rất nhanh thì có một hồi vở kịch hay muốn diễn ra. Quy Nguyên môn thiếu chủ Đỗ Bạch Bình, hắn đang nghe Diệp Thần Phong cái này lần nhục nhã lời của hắn sau, trên mặt hắn cao ngạo hóa thành dữ tợn, hướng về phía Diệp Thần Phong quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám tại chúng ta Quy Nguyên môn ngang ngược. Diệp Thần Phong không nhìn thẳng Đỗ Bạch Bình kêu gào, đúng Tần Nghị nói rằng, bây giờ là ngươi tìm về mất tôn nghiêm lúc. Tần Nghị trịnh trọng điểm gật đầu, một đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Đỗ Bạch Bình, quát dẹp đường, Đỗ Bạch Bình, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Ta Tần Nghị muốn bắt hồi đã từng thuộc về ta tất cả. Hai mắt đẫm lệ mông lung Tiết San San, nàng đang nghe Tần Nghị muốn cùng Đỗ Bạch Bình đối chiến. Dù sao nàng đã đem chân tình lưu lộ ra rồi, vì vậy nàng đơn giản lập tức đi tới Tần Nghị bên cạnh, cầu khẩn nói, Tần Nghị. Ngươi nghe ta, ngươi vội vàng rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi vì ta lại đã bị bất kỳ tổn thương nào. Đệ muội, ngươi nên tin tưởng Tần Nghị, lại nói đối với một người nam nhân mà nói. Nếu như ngay cả tôn nghiêm đều bị mất, như vậy hắn cả đời này đều chỉ biết sống qua uất ức túi. Bởi Diệp Thần Phong là Tần Nghị lão đại. Cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp xưng hô Tiết San San vì đệ muội. Ha ha ha, Đỗ Bạch Bình cổ họng trong phát sinh trận trận cười nhạt, đầu tiên là bị Diệp Thần Phong tỉ dụ thành con ruồi, lại mà lại bị Diệp Thần Phong trực tiếp làm như không thấy, hiện tại Tiết San San lại đi đến Tần Nghị bên cạnh. Điều này làm cho Đỗ Bạch Bình tức giận trong lòng nhảy lên tới cực điểm, hôm nay là phụ thân hắn 50 đại thọ, ở đây có nhiều như vậy những môn phái khác chung người. Hắn đường đường Quy Nguyên môn thiếu chủ lại có thể tại cái này thời gian mất mặt. Tần Nghị, người cái không biết lượng sức phế vật, nếu ngươi muốn tự tìm cái chết. Như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, lần này ta sẽ hoàn toàn tướng ngươi đưa đến Diêm Vương Điện đi lên. Đỗ Bạch Bình mặt thượng giữ tợn chi sắc càng dày đặc, bởi Tần Nghị cố ý giấu giếm thực lực, cho nên hắn vẫn như cũ là cho rằng Tần Nghị là hắn tùy tiện là có thể bóp chết con kiến. Tiếp theo. Đỗ Bạch Bình trên trán nổi gân xanh, đúng Diệp Thần Phong phẫn nộ quát, tiểu tử, còn ngươi nữa. Chờ ta tướng Tần Nghị phế vật này giải quyết rồi, ta cũng hội tống ngươi lên đường. Tần Nghị tướng đầy mặt lo lắng Tiết San San thôi sau một ít, nói rằng, San San, yên tâm, ta không có việc gì, ngày hôm nay qua đi, chúng ta hai cái là có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Còn không có đặng Tiết San San trả lời, Tần Nghị liền lần thứ hai nhìn về phía Đỗ Bạch Bình. Bên trong thân thể thực lực không ẩn núp nữa, thiên giai trung phẩm khí thế đột nhiên tán phát ra rồi. Một đôi mắt trong dâng lên vô tận thịnh nộ, có thể nói cuộc đời của hắn bị Đỗ Bạch Bình làm hỏng, nếu không hắn gặp hắn lão đại Diệp Thần Phong, ngày hôm nay hắn vẫn như cũ chỉ có đã bị nhục nhã phần. Đứng sau lưng Tần Nghị Tiết San San cảm thụ được Tần Nghị khí thế trên người sau, nàng một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đồng thời Diệp Thần Phong thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai của nàng, ta đã nói, ngươi không cần vì Tần Nghị lo lắng, Tần Nghị chờ đợi ngày này đợi quá lâu, hắn yêu cầu bản thân tướng trong lòng biệt khuất thả ra ngoài, nếu không ta đã sớm xuất thủ tướng cái này cái gì chó má Quy Nguyên môn thiếu chủ cấp một cái tát đập chết. Tiết San San nhìn một bên Phong Đạm Vân Khinh Diệp Thần Phong, nàng không có từ trên người Diệp Thần Phong cảm thụ được nửa điểm năng lượng ba động. Thế nhưng nàng dám khẳng định Tần Nghị biến hóa có lẽ là bởi vì Diệp Thần Phong, hỏi do Tần Nghị có thể lần nữa khôi phục thực lực, là ngươi bang hắn sao? Diệp Thần Phong không có che giấu điểm gật đầu, mà Tiết San San vội vàng nói một câu chân thành cảm tạ. Chu vi những môn phái khác chung người đang cảm giác được Tần Nghị thiên giai trung phẩm thực lực sau, bọn họ một đám cũng không dám tin mở to hai mắt nhìn, bọn họ không nghĩ ra biến thành phế vật Tần Nghị làm sao sẽ có thiên giai trung phẩm thực lực. Ngược lại, bọn họ nghĩ đến biến hóa khá lớn chấn thiên môn, cho là bọn hắn sôi nổi suy đoán Tần Nghị cởi phế vật danh hiệu, cái này hay là cùng chấn thiên môn có quan hệ. Đứng tại Tần Nghị trước mặt Đỗ Bạch Bình, hắn tại cảm thụ được Tần Nghị thiên giai trung phẩm thực lực sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, dữ tợn chi trung hiện lên có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới Tần Nghị không những khôi phục năm đó thực lực, với lại thực lực còn so trước đây cao hơn một khúc, cùng thực lực của hắn bây giờ tại cùng một tầng thứ thượng. Tần Nghị, người cái phế vật, không nghĩ tới vận khí của ngươi như thế tốt.
Hiện tại ta trái lại thay đổi chủ ý, sợ rằng thực lực của ngươi là thật vất vả mới khôi phục đi. Ta không chuẩn bị giết ngươi, ta muốn tướng ngươi lần thứ hai biến thành một cái phế vật, ta nghĩ như vậy tương đối thú vị. Đỗ Bạch Bình trong cơ thể thiên giai trung phẩm khí thế cũng tăng lên lên. Đỗ Bạch Bình, muốn biến thành phế vật chính là ngươi. Tần Nghị hai chân trong giây lát đạp địa, cả người thân thể hướng Đỗ Bạch Bình vọt tới, hắn lại cũng không kịp đợi, đã từng hắn luôn luôn đều nghĩ đến tướng Đỗ Bạch Bình dẫm nát dưới bàn chân một ngày như vậy. Đỗ Bạch Bình nhìn đến hướng bản thân xông tới Tần Nghị, con người của hắn hơi ngưng tụ lên, hắn cảm giác được ra Tần Nghị thực lực giống như hắn, đồng dạng là đạt tới thiên giai trung phẩm đỉnh phong trình tự, cho nên hắn phải muốn tướng Tần Nghị làm tức giận, nhượng Tần Nghị tâm tình thất khống, như vậy hắn tài rất có phần thắng. Tần Nghị, người cái phế vật, Tiết San San sớm tựu là nữ nhân của ta, lẽ nào ngươi tựu thích nhặt người đàn bà dâm đãng mặc không? Đỗ Bạch Bình cười nhạt quát dẹp đường. Đỗ Bạch Bình lời này vừa nói ra. Một bên Tiết San San sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Mà Tần Nghị thân thể cũng đột nhiên gian dừng lại một chút, có thể vừa lúc đó, Đỗ Bạch Bình lại nắm đúng thời cơ xuất thủ, phanh. Một tiếng, mạnh mẽ một quyền đánh vào Tần Nghị ngực. Phốc, Tần Nghị trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân bước chân rút lui 5-6 bước. Thần Phong, Tần Nghị tâm tình không ở trạng thái. Tiếp tục như vậy hắn sẽ rất thua thiệt, chúng ta có muốn hay không ra tay giúp một bả? Tôn Hằng Phi nhìn đến Tần Nghị đã trúng một quyền sau hỏi. Diệp Thần Phong không chút do dự lắc đầu, nói rằng, Hằng Phi, ngày hôm nay một trận chiến này phải muốn Tần Nghị bản thân đi hoàn thành, ta nghĩ Tần Nghị cũng không hy vọng chúng ta nhúng tay. Lại nói, cái này Quy Nguyên Môn cháu trai đơn giản chính là muốn đem Tần Nghị làm tức giận, nhưng Tần Nghị lộ ra các loại kẽ hở tới. Nhưng khi một người đạt tới phẫn nộ trạng thái sau, trên người hắn có lẽ sẽ lộ ra kẽ hở, có thể giữ tại lực lượng cũng hội toàn bộ bị kích thích ra tới, cho nên ta xem cháu trai này là tại tự chui đầu vào giỏ. Diệp Thần Phong nhìn tâm tình ở vào trạng thái mất khống chế Tần Nghị nói rằng. Tần Nghị mặc cho máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, một đôi mắt biến đến đỏ bừng không gì sánh được, cổ họng trong quát dẹp đường, Đỗ Bạch Bình, ngươi phải muốn tử, ngươi phải muốn tử. Tần Nghị thân ảnh lần thứ hai hướng Đỗ Bạch Bình vào tới, tốc độ so vừa rồi nhanh thượng không ít, Đỗ Bạch Bình gặp Tần Nghị càng đánh càng hăng, khẩu trung còn nói thêm, Tiết San San nguyên bản tựu là nữ nhân của ta, lẽ nào ta nói sai sao? Tần Nghị, người quyết định đời này chỉ là một phế vật mà thôi. Đỗ Bạch Bình nhìn đến Tần Nghị thân thể lại dừng lại một chút, hắn chảo ở cái này thời cơ lần thứ hai hướng Tần Nghị ngực oanh đánh một quyền, răng rắc. Răng rác, tinh mịn tiếng xương vỡ vụn từ Tần Nghị ngực truyền ra, thế nhưng lần này Tần Nghị dưới chân liền một bước đều không có lui ra phía sau, hắn là chăm chú cắn chặt hàm răng, trong con người bị phẫn nộ cấp lắp đầy, không chút do dự hướng Đỗ Bạch Bình đầu huy đánh một quyền. Phanh, một tiếng, đương Đỗ Bạch Bình trước mặt hôn vù vù thời gian, Tần Nghị không có lựa chọn ngừng tay, như mưa rơi nắm tay không ngừng đập vào Đỗ Bạch Bình trên người, hắn đang phát tiết. Hắn đang phát tiết mấy năm nay bị khuất nhục. Tần Nghị trên người thiên giai trung phẩm đỉnh phong khí thế bắt đầu càng tới càng không ổn định, tại một cái trong nháy mắt, xông phá cái chắn, trong nháy mắt tiến nhập thiên giai thượng phẩm. Tiến nhập thiên giai thượng phẩm sau, Tần Nghị nắm tay có thể không phải Đỗ Bạch Bình có thể thừa nhận, lần lượt đánh vào Đỗ Bạch Bình trên người nắm tay, tướng Đỗ Bạch Bình xương toàn bộ đánh nát, thẳng đến Đỗ Bạch Bình ngực không còn có một cây hoàn hảo xương. Ngay cả trái tim cũng trực tiếp bị Tần Nghị cấp làm vỡ nát. Nhìn nằm trên mặt đất, thân thể liên tục co quắp, trong miệng không ngừng lưu ra máu tươi Đỗ Bạch Bình, Tần Nghị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn những năm gần đây, đệ nhất thứ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tư vị. Ngược lại, Tần Nghị xoay người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn cái này vị lão đại, hắn đã không chỉ một lần bởi vì cảm tạ, mà hướng Diệp Thần Phong dập đầu nói lời cảm tạ, trong nháy mắt này. Hắn hai chân lần thứ hai chậm chậm uốn lượn xuống, hắn biết cho hắn lão đại Diệp Thần Phong quỳ xuống cũng không mất mặt, với lại hắn có thể vào hôm nay tìm về thuộc về tôn nghiêm của mình, đây hết thảy đều nơi phát ra cho hắn lão đại Diệp Thần Phong. Lão đại, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Quỳ trên mặt đất Tần Nghị trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, từ hắn trước đây trở thành một phế vật sau, hắn đã từng một lần cam chịu, những năm này châm chọc khiêu khích. Đến giờ phút này tìm về tôn nghiêm, các loại hình ảnh nhượng hắn lại cũng không cách nào khống chế ở tâm tình.
Chương 686, bị nhận ra. Vừa rồi Tần Nghị nắm tay mãnh liệt đánh phía Đỗ Bạch Bình thời gian, tại trên quảng trường Quy Nguyên môn đệ tử lập tức vội vàng chạy vào đại điện, tướng chuyện nơi đây đi hồi báo cho trưởng môn Đỗ Vạn Niên cùng với các đại trưởng lão. Các đại môn phái chung người, ai cũng không có nghĩ đến cuối cùng hội là như thế này một cái kết quả, bọn họ nhìn nằm trên mặt đất khí tức càng ngày càng yếu Đỗ Bạch Bình, lại nhìn hướng Diệp Thần Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, thực lực vừa đột phá đến thiên giai thượng phẩm, trên mặt mang kiên quyết chi sắc Tần Nghị, bọn họ biết ngày hôm nay cái này kiện sự tình muốn náo đại. Hôm nay là Quy Nguyên môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên 50 đại thọ, có thể con trai của Đỗ Vạn Niên bị người đánh chết, cái này kiện sự tình sợ rằng Quy Nguyên môn tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ, càng là hội kích phát Quy Nguyên môn từ trên xuống dưới phẫn nộ, kết quả là một đôi ánh mắt thương hại nhìn Tần Nghị cùng Diệp Thần Phong, bọn họ trong lòng có chút vì Tần Nghị cảm thấy tiếc hận, dù sao Tần Nghị thực lực đột phá đến thiên giai thượng phẩm, tại trẻ tuổi chung cũng coi là người nổi bật. Có thể bọn họ không có ở Diệp Thần Phong trên người cảm giác được chút nào năng lượng ba. Động, bọn họ tự nhiên mà vậy cho rằng Diệp Thần Phong là một cái không có thực lực người, bọn họ thật không hiểu nổi Tần Nghị tại sao phải cho như thế một người quỳ xuống. Dù sao lần này coi như là Chấn Thiên Môn cũng không giữ được Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị. Diệp Thần Phong tướng Tần Nghị từ địa phương phù lên, nói rằng, Tần Nghị, ngươi và lão đại ta dùng được như thế giả mồm cãi láo sao? Cùng nữ nhân của ngươi đoàn tụ đi thôi, chuyện kế tiếp giao cho lão đại ngươi ta tới xử lý. Tần Nghị cảm kích điểm gật đầu, đi tới Tiết San San trước mặt, không nói lời gì tướng Tiết San San một bả cấp ôm nhập trong ngực, nói rằng, San San, sau đó chúng ta có thể vẫn ở cùng một chỗ, trước kia là ta vô dụng, nhưng ngươi chịu quá nhiều khổ, sau đó ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi. San San, ngươi lập tức tới đây cho ta. Lẽ nào ngươi muốn liên lụy chúng ta Thiên Cơ môn sao? Chúng ta không chịu nổi Quy Nguyên môn thịnh nộ, cho nên ngươi Tiết San San sinh là Quy Nguyên môn người, chết là Quy Nguyên môn quỷ. Phụ thân của Tiết San San Tiết Thường Sơn lập tức tỉnh lại, bất kể hết thảy hướng con gái của mình mắng. San San, ngươi lẽ nào không có nghe gặp ba nói sao? Ngươi chết không sao cả, ngươi cũng không nên liên lụy chúng ta. Tiết San San đại ca Tiết Cảnh Đông cũng gấp bận quát dẹp đường. San San, ngươi muốn nghe lời nói, ngươi và Tần Nghị phế vật này đứng chung một chỗ, ngươi cái này là công nhiên đang gây hấn với Quy Nguyên môn uy nghiêm a. Tiết San San nhị ca Tiết Cảnh Văn cũng uống đạo. San San, đáp ứng ta tốt sao? Sau đó bất kể như thế nào, chúng ta hai cái cũng muốn cùng một chỗ, coi như là đi địa ngục ta cũng hội vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Ôm thật chặt Tiết San San Tần Nghị nói rằng. Tiết San San một lần nữa chảy nước mắt, điểm gật đầu. Nói rằng, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Tiếp theo, Tiết San San rồi hướng Tiết Thường Sơn chúng nhân. Nói rằng, ba, ta tại trong mắt các ngươi xem như là cái gì. Ta tại trong mắt các ngươi chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi, ta không muốn như thế sống. Nói thật đi, ta rất hận các ngươi, có thể là các ngươi là thân nhân của ta, cho nên ta mới đưa hận vẫn nén ở trong lòng mặt. Thế nhưng ta hiện tại không muốn. Từ nay về sau ta không còn là con gái của ngươi, ta cũng không còn là Thiên Cơ môn người. Tiết Thường Sơn đám ba người nghe được Tiết San San muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, tức khắc sắc mặt biến được tái nhợt không gì sánh được, vừa định muốn lại quát lớn một phen thời gian, 4-5 đạo nhân ảnh tại nhanh chóng hướng bên này chạy qua tới, một người cầm đầu tuổi chừng 50 nam nhân, khẩu trung quát lớn, ai dám tổn thương con ta? Ai dám tại chúng ta Quy Nguyên môn cản rỡ? Cái này tên 50 tuổi tả hữu nam nhân, là Quy Nguyên môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên, đồng dạng cũng là phụ thân của Đỗ Bạch Bình. Vừa hắn nhận đến đệ tử trong môn báo cáo, nói là con trai của hắn Đỗ Bạch Bình bị Tần Nghị đánh, điều này làm cho Đỗ Vạn Niên có chút không dám tin, Tần Nghị không chính là một cái phế vật sao? Con trai của hắn làm sao có thể bị Tần Nghị đánh? Bất quá, hắn vẫn là cùng Quy Nguyên môn các đại trưởng lão lập tức chạy đến vừa nhìn đến tột cùng. Đường Đỗ Vạn Niên nhìn đến nằm trên mặt đất, cổ họng trong chỉ có một hơi thở Đỗ Bạch Bình thời gian, sắc mặt của hắn trong sát na biến được tái nhợt một phiến, lập tức đi tới Đỗ Bạch Bình bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tướng Đỗ Bạch Bình ôm vào trong lòng, tại kiểm tra hoàn Đỗ Bạch Bình thân thể tình trạng sau, Đỗ Vạn Niên sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn biết dùng con của hắn bây giờ tình trạng, chỉ sợ cũng xem như là thần tiên hạ phàm cũng hồi thiên hết cách. Ba, ba, ba. Đỗ Bạch Bình khẩu trung lắp bắp,
cuối cùng liền một câu nói cũng chưa nói xong, liền hai mắt trừng to đại, cổ họng trong một hơi thở không có thở đi lên, cả người sinh cơ đang nhanh chóng tiêu thất. Bạch Bình, Bạch Bình, Bạch Bình, Đỗ Vạn Niên cổ họng trong tê tâm liệt phế gầm rú, hắn chỉ có Đỗ Bạch Bình như thế một đứa con trai, cho nên đối với Đỗ Bạch Bình từ trước đến nay là thương yêu có thừa, thế nhưng bây giờ con trai của hắn cứ như vậy tử tại trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn phải như thế nào chịu được. Tức khắc, một cổ khí thế từ Đỗ Vạn Niên thân thể trong phóng lên cao, hắn tướng trong lòng Đỗ Bạch Bình thi thể đặt ngang ở trên mặt đất, hai con ngươi tập trung ở Tần Nghị, quát dẹp đường, Tần Nghị, ta muốn tướng ngươi bầm thây vạn đoạn, còn có Thanh Vân Môn không cần thiết tại cổ võ giới tồn tại. Nguyên bản một bên chờ xem kịch vui Thanh Vân Môn năm đại trưởng lão, bọn họ đang nghe Đỗ Vạn Niên lời nói này sau, thân thể không nén nổi run một cái, đại trưởng lão liền vội vàng nói, Đỗ trưởng môn, Tần Nghị tên xúc sinh này đã sớm không phải chúng ta Thanh Vân Môn người, với lại chúng ta trưởng môn cũng cùng Tần Nghị xúc sinh này đoạn tuyệt quan hệ, cho nên còn thỉnh Đỗ trưởng môn minh gặp, nếu như Đỗ trưởng môn cần muốn chúng ta Thanh Vân Môn địa phương, chúng ta Thanh Vân Môn nhất định hội xông pha khói lửa. Nói được trái lại êm tai, cấp ta chết. Đỗ Vạn Niên một trưởng đột nhiên hướng Thanh Vân Môn đại trưởng lão trên đầu phách đi xuống, Thanh Vân Môn đại trưởng lão căn bản không có nghĩ đến như thế một ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Vạn Niên bàn tay, tại con ngươi của hắn chung không ngừng phóng đại, phanh. Một tiếng, Thanh Vân Môn đại trưởng lão trên đầu máu tươi bốn phía, cả người trừng lớn suy nghĩ con ngươi, thân thể chậm chậm hướng xuống đất thượng ngã xuống. Thanh Vân Môn còn lại bốn vị trưởng lão, bọn họ khi nhìn đến đại trưởng lão trực tiếp bị Đỗ Vạn Niên một trưởng cấp phách sau khi chết, bọn họ một đám nơm nớp lo sợ không dám nói thêm nữa. Mà Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn mặt thượng dường như chưa can sắc, song quyền nắm chăm chú, thế nhưng tâm tình của nội tâm một điểm cũng không dám bộc phát ra. Muốn đánh nhau sao, ta có thể chơi với ngươi chơi. Diệp Thần Phong tùy ý đúng mọi nơi cho tức giận Đỗ Vạn Niên nói rằng. Ngươi là ai? Lẽ nào ngươi muốn chết sao? Đỗ Vạn Niên tâm tình bây giờ ở vào luống cuống trạng thái. Trưởng môn, tiểu tử này. Một gã quy nguyên môn đệ tử, tướng vừa rồi Diệp Thần Phong đem Đỗ Bạch Bình tỉ dụ thành con ruồi sự tình, hoàn chỉnh đúng Đỗ Vạn Niên nói một lần. Đỗ Vạn Niên sau khi nghe, ánh mắt biến được càng âm trầm lên, nhìn đến Diệp Thần Phong bên cạnh Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An chúng nhân, hỏi Tôn Dương An. Các người Trấn Thiên Môn cũng chuẩn bị cùng chúng ta Quy Nguyên Môn đối nghịch. Tốt, như vậy ta cũng cho các người Trấn Thiên Môn từ cổ võ giới tiêu thất. Đỗ Vạn Niên, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trấn Thiên Môn biết sợ các người Quy Nguyên Môn không được sao? Ta thấy đầu tới là các người Quy Nguyên Môn từ cổ võ giới tiêu thất. Hay là chúng ta Trấn Thiên Môn từ cổ võ giới tiêu thất? Cái này không nhất định ni. Tôn Dương An lạnh giọng quát dẹp đường. Ở chung quanh xem kịch vui Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Trì, hắn từ vừa mới bắt đầu ánh mắt vẫn tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, hắn tổng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào Diệp Thần Phong. Cho nên hắn một mực trong lòng suy tư về, đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang vừa hiện, hắn cuối cùng là nhớ tới từ nơi nào thấy qua người trẻ tuổi này. Tôn trưởng môn, ta biết vì sao chúng ta hội đúng tiểu tử này quen thuộc như vậy, hắn chính là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong. Trung Thiên chỉ đúng bên cạnh lãnh hải các trưởng môn Tôn Nam Phi nói rằng. Bị ngươi như thế vừa đề tỉnh, ta cũng nghĩ tới, hắn quả thực cùng chúng ta tại trong hình thấy Diệp Thần Phong rất giống, hắn thật là Diệp Thần Phong. Như vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cổ võ giới chung? Tôn Nam Phi giọng nói âm trầm nghi vấn hỏi. Bất kể như thế nào, chúng ta trước xác định tiểu tử này thân phận lại nói, nếu như hắn thật là Diệp Thần Phong. Như vậy chúng ta cũng phải tới toàn không uổng thời gian, ngày hôm nay sẽ tiểu tử này mệnh ở tại chỗ này, chính là một cái Trấn Thiên Môn còn không đủ sợ hãi, huống chi hiện tại liền Quy Nguyên Môn cũng sẽ đối tiểu tử này hạ thủ. Trung Thiên chỉ trong ánh mắt vẻ ngoan lệ càng nồng nặc lên. Như vậy cũng tốt, chúng ta lãnh hải các đệ tử cũng không thể đủ chết vô ích, chúng ta trước biết rõ tiểu tử này thân phận lại nói. Tôn Nam Phi đồng ý Trung Thiên chỉ thuyết pháp. Chương 687, bị vạch trần. Tại tình thế hết sức căng thẳng chi tế. Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên chỉ cùng lãnh hải các trưởng môn Tôn Nam Phi đứng dậy, bọn họ hai cái đồng thời hướng Quy Nguyên Môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên chắp tay, Trung Thiên chỉ ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, đầu tiên nói rằng, Đỗ trưởng môn, ta xem tiểu tử này có chút quen mắt, khả năng cũng là chúng ta Huyền Thiên Môn vẫn người muốn tìm,
không biết Đỗ trưởng môn có thể hay không nhường ta tìm hiểu một chút tiểu tử này thân phận. Đỗ trưởng môn, tiểu tử này cũng rất giống chúng ta lãnh hải các người muốn tìm, chúng ta chỉ cần làm lỡ Đỗ trưởng môn ngươi vài phút, đợi được chúng ta hỏi rõ tiểu tử này thân phận, chúng ta hai đại môn phái có thể đồng loạt ra tay giúp ngươi giải quyết rồi trấn thiên môn, ngươi thấy thế nào? Tôn Nam Phi tiếp theo nói rằng, Đỗ Vạn Niên nhìn đến Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi đều lên tiếng, hắn ngược lại cũng không tốt lại cự tuyệt, dù sao huyền thiên môn đồng dạng là nhất lưu thế lực, mà lãnh hải các coi như là nhị lưu trong thế lực đứng đầu, lại nói muốn bọn họ quy nguyên môn bản thân đối phó trấn thiên môn, khó tránh khỏi cũng sẽ có rất lớn tổn thương, hiện tại nhiều huyền thiên môn cùng lãnh hải các ngược lại cũng là một chuyện tốt tình. Vì vậy, Đỗ Vạn Niên hoãn hoãn mặt thượng thần sắc tức giận, nói rằng tốt, hay vị trưởng môn, các ngươi trước hỏi rõ tiểu tử này thân phận, nhìn tiểu tử này là không phải là các ngươi người muốn tìm. Đa tạ Đỗ trưởng môn, Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi không hẹn mà cùng hướng Đỗ Vạn Niên nói một câu tạ ơn. Ngược lại, Trung Thiên chỉ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, một đôi mắt trong lóe ra mạnh mẽ quang mang, phải biết rằng hắn tiểu nhi tử trung lệnh tử tại thế tục giới, nguyên bản tại thế tục giới kế hoạch cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này các loại đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Diệp gia Diệp Thần Phong, hắn luôn luôn đều hận không thể lập tức tướng Diệp Thần Phong bắt được tay trong, tướng Diệp Thần Phong thịt trên người từng mảnh cắt xuống. Tiểu tử, người thế nhưng kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong. Trung Thiên chỉ giọng nói âm trầm đáng sợ. Một bên Tôn Nam Phi hắn đồng dạng là đúng Diệp Thần Phong hận thấu xương, nghĩ hắn lãnh hải các có bao nhiêu đệ tử tử tại thế tục giới chung. Đây đối với hắn một cái nhị lưu môn phái mà nói cũng là một cái không nhỏ đả kích a. Cho nên, tại Trung Thiên chỉ vừa dứt lời chi tế, Tôn Nam Phi cũng lập tức mở miệng quát dẹp đường, tiểu tử, thức thời lập tức trả lời vấn đề của chúng ta, ngươi là không phải thế tục giới kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nghe được Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi chất vấn thanh sau, trong đầu hắn tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Cái này cổ võ giới những môn phái khác chung người căn bản không thể có thể nhận thức hắn, trừ phi là cùng hắn từng có đoạn huyền thiên môn cùng lãnh hải các, tuy rằng bị giết tử hai môn phái này đệ tử không có để lại bất luận cái gì chứng cứ, thế nhưng tổng hội có một ít đầu mối tồn tại, cho nên hai môn phái này điều tra qua tài liệu của hắn cũng không kỳ quái. Diệp Thần Phong đã sớm từ Tần Nghị khẩu chung biết huyền thiên môn là nhất lưu thế lực, mà lãnh hải các là nhị lưu thế lực. Hắn không nghĩ tới hôm nay tới quy nguyên môn sẽ gặp phải cái này cái cọc sự tình, hiện tại đảo là có chút phiền phức. Dùng Diệp Thần Phong thực lực bây giờ cùng tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ đối chiến trái lại không thành vấn đề, mà nếu quả huyền thiên môn, lãnh hải các cùng quy nguyên môn cái này ba cái môn phái liên hợp lại, nếu như bọn họ từng môn phái đều có một gã tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ, như vậy Diệp Thần Phong có thể tự không đối phó được, cho dù lãnh hải các cái này nhị lưu thế lực không có tiên thiên trung kỳ cao thủ. Như vậy sẽ đối phó hai gã tiên thiên trung kỳ cao thủ, Diệp Thần Phong đồng dạng là chống đỡ không được, dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ là cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Đối với huyền thiên môn cùng lãnh hải các, Diệp Thần Phong nguyên bổn định tướng phong vệ đội điều tiến cổ võ giới sau, đúng hai môn phái này từng cái đánh bại, nếu như bây giờ hắn thừa nhận thân phận của mình, mặc dù nói ở đây không có có thể uy hiếp được hắn người. Thế nhưng khó tránh khỏi hội đả thảo kinh xa, những huyền thiên môn cùng lãnh hải các có nguyên vẹn chuẩn bị, đến lúc đó đối với Diệp Thần Phong mà nói có thể tựu càng phiền toái. Cho nên, Diệp Thần Phong quyết định trước không thừa nhận thân phận của mình, chuẩn bị trước đem quy nguyên môn sự tình giải quyết rồi sau đó, hắn lập tức tướng phong vệ đội điều tiến cổ võ giới, sau đó đúng huyền thiên môn cùng lãnh hải các hạ thủ, hắn muốn tới một cái dao sắc chặt đay rối. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trong miệng các ngươi Diệp Thần Phong ta tịnh không nhận thức. Diệp Thần Phong thuận miệng nói bậy đạo. Hai vị trưởng môn, ta ngoại tôn có thể không phải là các ngươi khẩu chung nói cái gì kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong, cho nên ta nghĩ hai vị là nhận lầm người. Tôn Dương An lập tức nói rằng, hắn gặp ngoại tôn của hắn Diệp Thần Phong đều không có thừa nhận thân phận của mình, như vậy hắn chỉ biết ngoại tôn của hắn khẳng định cùng hai môn phái này từng có đoạn. Điều này làm cho Tôn Dương An trong lòng là một trận cười gượng, hắn không nghĩ tới bản thân ngoại tôn còn là một cái gây chuyện chủ, huyền thiên môn cùng lãnh hải các thế nhưng nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực a. Chuyện gì xảy ra, thế nào huyền thiên môn trưởng môn cùng lãnh hải các trưởng môn cũng đều đứng ra? Lẽ nào cũng sẽ đối phó trấn thiên môn?
Hình như là Trấn Thiên môn trưởng môn ngoại tôn cùng hai môn phái này từng có đoạn đi. Ngày hôm nay có thể thật là muốn lộn xộn. Cái này có thể không nhất định, có lẽ là Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi nhận lầm người, dù sao ngày hôm nay Quy Nguyên môn cùng Trấn Thiên môn trong lúc đó mâu thuẫn là hóa không cưỡi được, nếu như Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải Các cũng gia nhập trong đó lời nói, như vậy Trấn Thiên môn khả năng rất nhanh thì hội từ cổ võ giới tiêu thất. Chu vi các đại người trong môn phái đều là nghị luận ầm ĩ, nguyên bản thật tốt một hồi thọ yến, bây giờ biến thành hết sức căng thẳng đại chiến. Lão Tam, vừa rồi hình như Tôn Bác Dịch xưng hô tiểu tử này vì Thần Phong đi. Mà Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải các người muốn tìm là Diệp Thần Phong, ta nghĩ tiểu tử này nhất định là đang nói dối. Thanh Vân môn nhị trưởng lão đúng Tam trưởng lão nói rằng, hắn vừa mới nghe được Tôn Bác Dịch đúng Diệp Thần Phong xưng hô. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cũng nghĩ tới, vừa rồi Tôn Bác Dịch quả thực xưng hô tiểu tử này vì Thần Phong, bây giờ đại trưởng lão cũng đã chết, đây hết thảy đều là tiểu tử này gây họa, nếu như Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải các xuất thủ, Trấn Thiên môn tất nhiên sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn diệt phong. Thanh Vân môn nhị trưởng lão điểm điểm gật đầu nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta tới vạch trần tiểu tử này lời nói dối. Thanh Vân môn tam trưởng lão cũng nói. Các ngươi cũng không cần làm loạn thêm, cái này kiện sự tình không phải chúng ta Thanh Vân môn có thể tham dự. Thanh Vân môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn mắng, hiện tại con trai của hắn Tần Nghị cùng Trấn Thiên môn người cùng một chỗ, tuy rằng Tần Nghị cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, thế nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy con trai của mình chết oan chết uổng. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đang tỉnh lại, đã từng đúng con trai của mình quá nhiều đạm mạc, nhất là tại Tần Nghị biến thành phế vật trong một thời gian ngắn đó. Trưởng môn, cái này có thể không phải do ngươi, tiểu tử này sát chúng ta cháu trai, thù này chúng ta nhất định phải báo. Thanh Vân môn nhị trưởng lão phản bác, hắn hiện tại đã là bất chấp nhiều như vậy. Nhị trưởng lão trực tiếp bước ra một bước, đúng Trung Thiên chỉ cùng Tôn Nam Phi, nói rằng, hai vị trưởng môn, tiểu tử này đang nói dối, hắn phải là các ngươi muốn tìm Diệp Thần Phong, vừa rồi mấy người chúng ta chính tai nghe được Tôn Bác Dịch xưng hô tiểu tử này vì Thần Phong. Đúng. Mấy người chúng ta có thể cầm tính mệnh cam đoan, đây đúng là chúng ta chính tai nghe được. Sau đó, Thanh Vân môn mặt khác ba vị trưởng lão cũng sôi nổi phụ họa nói. Tiểu tử, nói dối là phải trả giá thật lớn, nguyên lai kinh thành Diệp gia phía sau cổ võ thế lực chính là Trấn Thiên môn, khó trách chúng ta phái đến thế tục giới đi cao thủ toàn quân bị diệt. Trung Thiên chỉ đang nghe Thanh Vân môn trưởng lão lời nói sau, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Một đôi mắt trong tràn đầy không gì sánh được âm ngoan chi sắc. Tiểu tử, chúng ta Lãnh Hải các sổ sách cũng phải cùng ngươi tốt nhất toán toán, cùng các ngươi Trấn Thiên môn tốt tốt toán toán, ngày hôm nay các ngươi Trấn Thiên môn người một cái cũng biệt nghỉ muốn rời đi. Lãnh Hải các trưởng môn Tôn Nam Phi âm trầm nói. Bị Thanh Vân môn trưởng lão vạch trần thân phận sau, Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An đám người sắc mặt biến được đặc biệt không đẹp. Dùng bây giờ Trấn Thiên môn năng lực căn bản không chống đỡ nổi Huyền Thiên môn, Lãnh Hải các cùng Quy Nguyên môn công kích. Nếu bị vạch trần thân phận, như vậy Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ đánh một trận đến cùng, trước đem phiền toái trước mắt giải quyết, lại lập tức tướng phong vệ đội người điều tiến đến, như vậy vậy cũng có thể cùng cái này ba đại môn phái đối kháng một trận. Ta là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải các người muốn giết ta? Ta vẫn không thể đủ hoàn thủ sao? Trên đời này có thể không có như vậy đạo lý, ngày hôm nay các ngươi muốn chơi, ta tự cùng các ngươi vui đùa một chút. Diệp Thần Phong khóe miệng chậm chậm hiện ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, chớ đem lời nói dễ nghe như vậy, chúng ta Huyền Thiên môn người là ngươi giết. Ngươi có năng lực này sao? Ta xem là Trấn Thiên môn cao thủ sát đi. Lời vô ích biệt nhiều lời, nếu ta tiểu nhi tử trung lệnh tử tại thế tục giới. Như vậy ngày hôm nay ta sẽ nhượng tiểu tử ngươi đi dưới đất cho hắn chôn cùng, làm cho cả Trấn Thiên môn đến dưới đất đi cho hắn chôn cùng. Trung Thiên chỉ tức giận quát dẹp đường, trên trán bạo khởi điều điều gân xanh. Chương 688, kinh diễm thực lực. Quy Nguyên môn cực đại trên quảng trường tràn ngập đè nén bầu không khí, ai cũng không có nghĩ đến cuối cùng ngay cả Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải các cũng cuốn tiến cuộc phong ba này trong tới, với lại đầu mâu đều là đối với đúng Trấn Thiên môn. Đỗ trưởng môn, nhượng ta trước xuất thủ cầm hạ tiểu tử này, cắt đứt hai tay của hắn hai chân, chúng ta sẽ chậm chậm dằn vặt hắn. Trung Thiên chỉ đã là có chút không kịp đợi.
Nếu mọi người địch nhân chung đều là Trấn Thiên Môn, như vậy Đỗ Vạn Niên cũng không lý tới do không đáp ứng, giọng nói âm trầm nói, Trung trưởng môn, ngươi trước xuất thủ cũng có thể, bất quá, ngươi cũng không nên hạ thủ quá nặng, chúng ta không thể đủ nhượng tiểu tử này tử tiện nghi như vậy, còn có Trấn Thiên Môn cái khác người, chúng ta ngày hôm nay cũng toàn bộ không thể đủ phóng qua. Nghe vậy, Trung Thiên chỉ lập tức tướng thể nội chân kình chi lực tăng lên lên, một cổ minh mông khí thế từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, điều này làm cho chu vi những môn phái khác chung người không nén nổi rất là mất màu, bởi vì bọn họ cảm giác được từ Trung Thiên chỉ thể nội phát ra khí thế, đã là siêu việt thiên giai thượng phẩm tồn tại, bất quá, còn không có hoàn toàn khoa tiến tiên thiên cảnh, phải nói là một chân bước vào tiên thiên cảnh, bây giờ Trung Thiên chỉ thực lực nên thuộc về nửa bước tiên thiên tiêu chuẩn. Trung Thiên chỉ tài hơn 40 tuổi đi, hơn 40 tuổi tự có thể có được nửa bước tiên thiên thực lực, đây đã là một cái nhượng những môn phái khác người đứng giữa đặc biệt kinh ngạc sự tình, phải biết rằng từ thiên giai bước vào tiên thiên sau đó, ý vị này ngươi có thể tiếp xúc được những thần kia bí đỉnh cấp thế lực, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đi đỉnh cấp trong thế lực làm khách khanh trưởng lão là không có vấn đề. Nếu bây giờ Trung Thiên chỉ bước vào nửa bước tiên thiên trình tự, như vậy hắn sớm muộn gì sẽ trở thành chân chính tiên thiên cao thủ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới Trung trưởng môn cũng bước vào nửa bước tiên thiên tầng thứ. Xem ra Trung trưởng môn tư chất muốn tốt hơn ta nhiều. Tại cảm giác được Trung Thiên chỉ trên người tản mát ra nửa bước tiên thiên khí thế sau, một bên Quy Nguyên môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên, bên trong thân thể của hắn cũng có một cổ khí thế phóng lên cao. Vậy mà cùng Trung Thiên chỉ khí thế tương xứng. Điều này cũng làm cho nói rõ Đỗ Vạn Niên thực lực hôm nay cũng đạt tới nửa bước tiên thiên. Trung trưởng môn, Đỗ trưởng môn, hai vị có thể thật để cho ta ước ao à. Ta muốn chúc mừng hai vị đều bước vào nửa bước tiên thiên. Lãnh hải các trưởng môn Tôn Nam Phi vừa cười vừa nói, thiên giai thượng phẩm đỉnh phong khí thế từ trong cơ thể hắn tán phát ra rồi. Tiếp theo, Tôn Nam Phi còn nói thêm, Trung trưởng môn. Ngươi yên tâm động thủ tốt. Ta và Đỗ trưởng môn ở một bên giúp ngươi xem, nếu là Trung trưởng môn ngươi ở đây cầm hạ Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này trong quá trình, Trấn Thiên môn người tự ý nhúng tay, ta và Đỗ trưởng môn cũng lập tức sẽ ra tay. Cảm thụ được Trung Thiên chỉ cùng Đỗ Vạn Niên trên người nửa bước tiên thiên khí thế, chu vi các đại môn phái người sôi nổi lui ra một khoảng cách. Bọn họ biết ngày hôm nay Trấn Thiên môn nhất định là phải xui xẻo, nửa bước tiên thiên có thể không phải thiên giai có thể so sánh. Đứng tại Trung Thiên chỉ chính diện cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn thấp giọng với bên cạnh Tôn Bác Dịch chúng nhân, nói rằng, ngoại thái công, các ngươi lui ra phía sau một ít, người nơi này tự giao cho ta xử lý đi. Thần Phong, ta là ngươi ngoại thái công, huống hồ bọn họ chỉ là đạt được nửa bước tiên thiên trình tự, ngươi ngoại thái công ta thế nhưng thứ thiệt tiên thiên cảnh sơ kỳ, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Tôn Bác Dịch nói rằng, ngoại thái công, loại hóa sắc này căn bản không cần phải ngươi xuất thủ, các ngươi trước muốn giữ lại thực lực, nơi này là Quy Nguyên môn địa phương. Nếu như đến cuối cùng Quy Nguyên môn chọn dùng chiến thuật biển người, đến lúc đó ngoại thái công ngươi phải bảo vệ cái khác người chu toàn, ta một người khả năng cố không tới. Diệp Thần Phong đúng Tôn Bác Dịch nói rằng. Tôn Bác Dịch nghe ngược lại cũng có lý, vì vậy điểm gật đầu, nói rằng, tốt lắm, Thần Phong, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong hướng tới nhảy tới ra hai bước, nói rằng, ngươi muốn cho ta đến dưới đất đi cấp con trai ngươi chôn cùng. Cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Không nên đến đầu tới chính ngươi đi dưới đất bồi con trai. Tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Hắn chẳng lẽ không biết nửa bước tiên thiên cường hãn sao? Huống hồ ta có thể không có ở tiểu tử này trên người cảm giác được có năng lượng ba động, tiểu tử này nên không sẽ là tại phô trương đi. Ở vào thời điểm này phô trương, cái này không phải là mình đem mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Tượng hắn tuổi tác như vậy cho dù thực lực cao tới đâu, có thể cao chạy đi đâu. Huống hồ trên người hắn còn không có nửa điểm năng lượng ba động ni. Cái này căn bản là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu. Tiểu tử này dũng khí từ đâu tới muốn đơn độc đối chiến nửa bước tiên thiên cao thủ. Chu vi những môn phái khác chung người. Bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong đứng ra sau, đồng thời nghe được Diệp Thần Phong cái này lần gióng giặc lời nói, bọn họ mỗi một người đều đặc biệt không coi trọng Diệp Thần Phong, cho rằng Diệp Thần Phong chính là đang tự tìm đường chết. Đám này hữu nhãn vô châu ngu ngốc,
liền thái công tiên thiên cảnh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của Thần Phong, chính là nửa bước tiên thiên toán cá điểu. Đợi một lát có bọn họ kinh ngạc thời gian, Diệp Thần Phong sau lưng Tôn Hằng Phi thấp giọng nói lầm bầm. Tôn Hiểu Lệ tán đồng điểm gật đầu, nói rằng, Trung Thiên Trì trong vòng nhất chiêu nhất định sẽ thua ở Thần Phong. Hạ Tử Ninh ở một bên nghe được Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đối thoại sau, nàng một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe khác thường quang mang, nàng mắt không nháy một cái nhìn Diệp Thần Phong phía sau lưng, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong rốt cuộc là một cái hạng người gì. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể đủ dễ dàng giải quyết nửa bước tiên thiên cao thủ, cái này đẳng niên kỷ, cái này đẳng thực lực tại đỉnh cấp trong thế lực cũng tìm không ra vài cái đi. Diệp Thần Phong khẳng định có thể đến giúp ta. Hạ Tử Ninh tại trong lòng miên man suy nghĩ chi tế, đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Trì, hắn đang nghe Hoàn Diệp Thần Phong cực vì hung hăng càn quấy lời nói sau, hắn không có ở do dự chút nào, hắn xử suất bọn họ trong môn phái Huyền Thiên Bộ Pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Trung Thiên Trì thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, gặp Diệp Thần Phong khẽ động đều không nhúc nhích, Trung Thiên Trì cho rằng Diệp Thần Phong là không có phản ứng qua đây. Bao vây lấy chân kình chi lực một quyền, hung hăng hướng Diệp Thần Phong vai phải ném tới, nhìn khí thế kia, nếu như bị một quyền này đập trúng, phỏng chừng cả điều cánh tay hội bị lập tức phế bỏ. Tại Trung Thiên chỉ nắm tay cách Diệp Thần Phong vai phải càng ngày càng gần thời gian, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau một bước, đồng dạng không chút do dự vung ra hữu quyền, chuẩn bị cùng Trung Thiên chỉ tới một cái đối oanh. Diệp Thần Phong đột nhiên bộc phát ra tốc độ. Tuy rằng nhượng Trung Thiên Trì là lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn như cũ không có từ Diệp Thần Phong trên người cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba động, cổ họng trong quát dẹp đường, tự tìm cái chết. Chu vi các đại môn phái người, bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong có thể đột nhiên phản ứng qua đây, sau đó nhanh chóng huy ra một quyền, cái này ngược lại cũng để cho bọn họ kinh ngạc một bả, đáng tiếc chính là bọn hắn cũng giống như Trung Thiên Trì, không có từ Diệp Thần Phong một quyền này chung cảm giác được bất luận cái gì khí thế. Tiểu tử này tốc độ trái lại thật mau, đáng tiếc hắn không sẽ là Trung Thiên Trì đối thủ. Lấy trứng chọi đá, tiểu tử này cánh tay phải nhất định phế bỏ. Đây chính là nửa bước tiên thiên cao thủ một quyền A. Là bình thường người có thể ngăn cản sao? Ta xem coi như là thiên giai cao thủ cũng chống đối không ở một quyền này. Ở chung quanh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía thời gian, Diệp Thần Phong hữu quyền cùng Trung Thiên Trì hữu quyền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy hai quyền muốn tương hỗ xúc động nhau, Trung Thiên chỉ mặt thượng hiện ra âm trầm nụ cười thời gian, 10 cấp linh hồn lực trung kỳ khí thế đột nhiên từ Diệp Thần Phong thể nội bạo phát ra, tướng Trung Thiên chỉ nửa bước tiên thiên khí thế hoàn toàn che giấu đi xuống. Trung Thiên chỉ tức khắc cảm giác tình huống không ổn, đáng tiếc bây giờ đã không kịp thu tay lại. Phanh, một tiếng vang dội, vang vọng tại cực đại trên quảng trường. Ở đây những môn phái khác chung người bị trước mắt hình ảnh cấp sợ ngây người, chỉ thấy tại Trung Thiên chỉ nắm tay cùng Diệp Thần Phong nắm tay tương hỗ thời điểm đụng chạm, Diệp Thần Phong nắm tay thế như phá đủ, trực tiếp tướng Trung Thiên chỉ nắm tay đánh tét khai tới, không những như vậy, Diệp Thần Phong nắm tay còn một đường tiến tới, cuối cùng Trung Thiên chỉ cả điều cánh tay phải ở trong không khí hóa thành một bãi huyết vụ. Tê tâm liệt phế tiếng gào từ Trung Thiên chỉ cổ họng trong phát sinh đi ra. Hắn cả điều cánh tay phải hóa thành một bãi huyết vụ, máu tươi không ngừng từ hắn gãy chi chỗ phún ra ngoài, cả khuôn mặt bởi đau đớn trong nháy mắt biến được dữ tợn không gì sánh được. Một quyền tướng một gã nửa bước tiên thiên cao thủ cánh tay đánh thành một bãi huyết vụ. Với lại đối phương còn là một gã 20 nhiều tuổi thanh niên. Cái này đẳng thực lực là sao mà bá đạo, sao mà kinh diễm. Ở đây những môn phái khác chung người đích xác đoán được kết quả. Là có tay của một người cánh tay bị phế bỏ, đáng tiếc bị phế rơi cánh tay người này là có nửa bước tiên thiên thực lực Trung Thiên Trì. Chương 689, phong ba không ngừng. Vù vù, vù vù, vù vù. Từng đợt tiếng thở hào hển vang vọng tại Quy Nguyên Môn trên quảng trường, chu vi những môn phái khác chung người, bọn họ hoàn toàn bị Diệp Thần Phong bày ra thực lực cấp chấn nhiếp, bọn họ căn bản không có nghĩ đến vừa trên người còn không có bất luận cái gì năng lượng ba động Diệp Thần Phong. Trong cơ thể hội tại trong khoảnh khắc bộc phát ra cái này của lực lượng cường hãn tới. Phải biết rằng Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Trì là nửa bước tiên thiên cao thủ, mà Diệp Thần Phong lại một quyền trực tiếp phế đi Trung Thiên Trì một điều cánh tay,
cái này khởi không phải nói rõ Diệp Thần Phong thực lực cao hơn nửa bước tiên thiên. Điều này làm cho ở đây những môn phái khác chung người cảm giác đặc biệt sai lầm, một cái tuổi tác nhiều lắm chỉ có 20 nhiều tuổi người, thực lực tối thiểu có thể cùng tiên thiên cảnh cao thủ sánh ngang. Chấn thiên môn như vậy một cái nhị lưu thế lực, thế nào có thể bồi dưỡng được như vậy thiên tài tuyệt thế tới? Thoải mái, thực sự là quá sung sướng. Cái này bang mắt chó coi thường người ngu ngốc, thật đúng là cho là Thần Phong là mặc cho người nhu niết trái hồng mềm. Một bên Tôn Hằng Phi khi nhìn đến Trung Thiên chỉ cánh tay phải hóa thành một bãi huyết vụ sau, hắn nhịn không được mở miệng trầm trồ khen ngợi. Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An chúng nhân, nhìn đến Diệp Thần Phong trực tiếp phế đi Trung Thiên chỉ một điều cánh tay, tuy rằng bọn họ trong lòng cũng cảm giác thống khoái đến cực điểm, nhưng đồng thời bọn họ chân mày cũng bắt đầu nhíu lên, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, như vậy ngày hôm nay bọn họ Trấn Thiên Môn người muốn rời đi nơi này, chỉ sợ là đặc biệt khó khăn. Phải muốn trải qua một phen huyết chiến mới được. Mà đứng tại Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng khi nhìn đến Diệp Thần Phong một quyền tướng Trung Thiên chỉ cánh tay phải đánh thành một bãi huyết vụ sau, trong lòng nàng một cái ý nghĩ là càng tới càng kiên định. Tần Nghị tâm tình là nhất chấn định, bởi vì hắn biết hắn lão đại trong tay còn trưởng khống phong vệ đội lá bài tẩy này, phải biết rằng tại cổ võ giới bên ngoài còn có 8-90 tên có thiên giai thực lực phong vệ đội thành viên đang đợi. Đến lúc đó chỉ cần cổ thế lực này dũng mãnh vào cổ võ giới, hơn nữa Trấn Thiên Môn vốn có thế lực, cái này muốn cùng Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn, Lãnh Hải Các, cái này ba đại môn phái đấu một trận còn là có thể. Tần Nghị nhìn thoáng qua trong lòng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập lo lắng Tiết San San, hắn cổ họng trong hơi ho một tiếng, mới vừa rồi cùng Đỗ Bạch Bình đối chiến. Hắn cũng bị thương không nhẹ, nói rằng, San San, ngươi yên tâm đi. Ta tin tưởng lão đại ta quyết định có thể mang theo chúng ta rời đi nơi này, ta thấy lão đại sáng tạo qua rất nhiều lần kỳ tích, ta khẳng định lần này cũng giống vậy không ngoại lệ. Tần Nghị, ta xem ra lão đại ngươi đúng người rất trọng yếu đi. Tiết San San nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong hình bóng hỏi. Tần Nghị không chút do dự điểm gật đầu, nói rằng, San San, là lão đại nhường ta nhận được sống lại, là lão đại giúp ta tìm về đã từng mất tôn nghiêm. Là lão đại nhượng ta có thể lần nữa cùng với ngươi, là lão đại nhượng ta đã biết thân là một người nam nhân, đời này có chút sự tình là phải muốn đi làm. Tần Nghị đột nhiên dừng lại một chút, trong con ngươi thần sắc biến được vô cùng kiên định, tiếp tục nói cho nên, San San, nếu như tương lai có một ngày, lão đại yêu cầu ta đi tử, ta Tần Nghị khẳng định cũng không hội chớp thoáng cái mắt. Tiết San San dựa vào tại Tần Nghị trong ngực, nghe Tần Nghị trầm ổn tiếng tim đập. Nói rằng, sau đó bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ bồi tại bên cạnh ngươi, làm nam nhân là nên muốn trọng tình trọng nghĩa, đây mới là ta nhận thức Tần Nghị. Tại người chung quanh vì Diệp Thần Phong bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc thời gian, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí hình như là một cái chẳng có gì lạ sự tình, tùy ý nhún vai, một đôi trong con ngươi đen nhánh tràn đầy hài hước thần sắc, nhìn Trung Thiên chỉ nói rằng xem ra ngươi không có năng lực tống ta đến dưới đất đi bồi con của ngươi. Trung Thiên chỉ gãy chi chỗ còn đang phun trào ra máu tươi. Hắn chăm chú cắn chặt hàm răng, lập tức dùng ngón tay ngăn lại trên thân thể hai cái huyệt vị, phun trào ra máu tươi cái này mới chậm rãi ngừng lại, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, trong ánh mắt không riêng gì bị phẫn nộ cấp lấp đầy, hắn có loại muốn tướng Diệp Thần Phong chặt thành thịt vụn xung động, phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường Huyền Thiên Môn trưởng môn. Bây giờ biến thành một cái cụt một tay tàn phế. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Huống chi Trung Thiên chỉ tài hơn 40 tuổi, hắn cũng đã bước vào nửa bước tiên thiên tầng thứ, tương lai khẳng định có thể nâng cao một bước. Thậm chí là dẫn theo Huyền Thiên Môn xâm nhập thế lực cao cấp phạm trù chung, thế nhưng bây giờ hết thảy đều bị Diệp Thần Phong làm hỏng, tức giận trong lòng là càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều, đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi từ Trung Thiên chỉ trong miệng phun đi ra. Hắn cái này là nộ khí công tâm. Diệp Thần Phong, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trung Thiên chỉ bất chấp lau đi vết máu ở khóe miệng, hướng về phía Diệp Thần Phong tê tâm liệt phế gầm thét. Vốn cho là Trung Thiên chỉ có thể nhẹ nhõm cầm hạ Diệp Thần Phong Đỗ Vạn Niên cùng Tôn Nam Phi, bọn họ khi nhìn đến Trung Thiên chỉ rơi vào cái này phó kết cục sau, trong lòng là bốc lên ra nhẹ nhẹ hàn ý, nhưng mà, bây giờ tình thế phát triển đến trình độ này. Bọn họ đã là không có đường lui có thể đi.
Đỗ Vạn Niên lớn tiếng quát dẹp đường, Quy Nguyên môn trưởng lão nghe lệnh, cấp ta cùng nơi cầm hạ tên tiểu tử khốn kiếp này. Tại Đỗ Vạn Niên một tiếng quát chói tai sau đó, sáu gã năm sáu chục tuổi lão đầu liền đi ra, trên người cũng trong lúc đó bạo phát ra thiên giai thượng phẩm khí thế, điều này làm cho chu vi những môn phái khác chung người không nén nổi đại nuốt nước miếng. Không nghĩ tới Quy Nguyên môn nội tình thâm hậu như thế, chỉ một cái tử đi ra sáu gã thiên giai thượng phẩm cao thủ. Hiện tại xem ra trận này vở kịch hay không hội nhanh như vậy kết thúc, bất quá, bọn họ muốn đối phó tiểu tử này thế nhưng liền nửa bước tiên thiên đều không phải là đối thủ, huống mà còn có Tôn Bác Dịch chúng nhân ni. Bọn họ có thể cũng đều là thiên giai cao thủ a. Sáu gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, hơn nữa Đỗ Vạn Niên, Tôn Nam Phi cùng Trung Thiên Trì, tuy rằng Trung Thiên Trì bị phế một điều cánh tay, thế nhưng nửa bước tiên thiên thực lực còn đang, nói cách khác bảy tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, cộng thêm hai gã nửa bước tiên thiên cao thủ, cái này đẳng chiến trận có thể không phải người bình thường có thể đối phó được, cho dù tiểu tử này có thể một quyền phế đi nửa bước tiên thiên cao thủ một điều cánh tay, đối mặt cái này đẳng chiến trận cũng thẳng mơ hồ. Nói có đạo lý, tuy rằng Trấn Thiên Môn người thực lực cũng không tệ, thế nhưng ở đây dù sao cũng là Quy Nguyên Môn địa bàn, Quy Nguyên Môn trong thiên giai trung phẩm cùng hạ phẩm cao thủ có thể còn nhiều nữa. Tại cái khác người ở vào nghị luận thời gian, Đỗ Vạn Niên chúng nhân cùng nơi đúng Diệp Thần Phong phát động công kích, nguyên bản Tôn Bác Dịch chúng nhân muốn tiến lên giúp đỡ, thế nhưng lại bị Diệp Thần Phong ngăn lại, cục diện trước mắt còn đang Diệp Thần Phong trong phạm vi khống chế, cho nên cái khác người phải muốn giữ lại thực lực, tại cần thiết thời khắc có thể có chạy trối chết thể lực. Xung phong là Quy Nguyên Môn sáu vị thiên giai thượng phẩm cao thủ, bọn họ từ sáu xảo quyệt góc độ, hướng Diệp Thần Phong không ngừng tới gần. Sôi nổi trong cùng một lúc huy xuất thủ trưởng hướng tới Diệp Thần Phong trên người vỗ tới. Nhìn thấy từ bốn phương tám hướng kéo tới trưởng ảnh, Diệp Thần Phong sắc mặt lạnh lẽo, 10 cấp trung kỳ linh hồn lực khí thế lần thứ hai từ trong cơ thể bạo phát mở miệng, miệng quát lan. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực bạo phát trong nháy mắt, sáu vị hướng Diệp Thần Phong công kích Quy Nguyên Môn trưởng lão, bọn họ rõ ràng cảm giác được có một trận cường hãn năng lượng hướng bọn họ kéo tới. Nguyên bản đang không ngừng tới gần Diệp Thần Phong cước bộ là một cái kình lui về phía sau, đủ lui về phía sau hai ba thước, bọn họ năm cái thân thể vừa mới ngừng lại. Nếu các người nghĩ muốn tìm chết, như vậy ta khởi có không thành toàn đạo lý. Diệp Thần Phong khóe miệng dáng tươi cười càng lạnh lùng. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong sử xuất huyền thiên môn tuyệt học huyền thiên bộ pháp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Thiên Chỉ trước mặt. Trung Thiên Chỉ khẩu trung có chút nói lắp hỏi, ngươi vậy mà hội huyền thiên bộ pháp. Ngươi, Trung Thiên Chỉ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Thần Phong kéo lại tay trái của đối phương cánh tay, dùng sức một xé rách, trực tiếp tướng Trung Thiên Chỉ cánh tay trái kéo xuống, khẩu trung nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói trước phải phế đi ta tứ chi sao. Như vậy ta để ngươi nếm thử bị phế rơi tứ chi tư vị. Cánh tay trái bị trong nháy mắt kéo. Máu tươi cuồng phún không ngớt Trung Thiên Trì, hắn cổ họng trong còn chưa kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần Phong lần thứ hai động thủ, chân phải chợt đá hướng Trung Thiên Trì hai chỉ đầu gối, răng rắc. Răng rắc, trong không khí hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ tiếng xương vỡ vụn, phù phù. Một tiếng, hai cái chân bị phế bỏ Trung Thiên Trì, thân thể hắn không tự chủ hướng Diệp Thần Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người bởi đau đớn, thân thể không ngừng co quắp. Tại Diệp Thần Phong phế đi Trung Thiên Chỉ tứ chi sau, vừa vặn muốn đi phế bỏ hai bên trái phải Đỗ Vạn Niên tứ chi thời gian, chỉ nghe thấy từ đàng xa truyền đến một đạo 10 phần uy nghiêm, rất tràn ngập chấn nhiếp lực thanh âm, là ai dám đến chúng ta Quy Nguyên Môn nháo sự. Lão Phu nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Căn cứ đạo thanh âm này khí thế, có thể đại khái phân biệt ra được người này thực lực tại thiên giai chi thượng, tối thiểu đạt tới tiên thiên cảnh. Thực sự là một sóng chưa bình. Một sóng lại khởi. Chương 690, khí thế như hồng, lực lượng ngang nhau. Nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong đang đối mặt bảy tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, cùng với hai gã nửa bước tiên thiên cao thủ sẽ rất cật lực, ai biết đạo Diệp Thần Phong không những dựa vào khí thế tự đẩy lui sáu gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, còn trong nháy mắt tướng có nửa bước tiên thiên thực lực Trung Thiên Chỉ cấp hoàn toàn phế đi, cho dù ngày hôm nay Trung Thiên Chỉ có thể sống sót. Sợ rằng tại sau này trong cuộc sống cũng chỉ có thể đủ làm một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân, cái này loại thảm thiết đả kích có thể không phải người bình thường có thể thừa chịu. Được,
Giữa lúc người ở chỗ này lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong thực lực kinh ngạc đờ đẫn thời gian, giữa lúc Diệp Thần Phong muốn xuống tay với Đỗ Vạn Niên thời gian, kèm theo một đạo cực vì có chấn nhiếp lực thanh âm, một cái bạch sắc bóng người tốc độ cực nhanh từ Quy Nguyên Môn trong đại điện, dường như một quả đạn pháo thông thường biểu bắn đi ra. Cái này bạch sắc nhân ảnh là một cái nhìn qua, tuổi tác lớn ước chừng hơn 90 tuổi, thậm chí là 100 tuổi ra mặt lão đầu. Chỉ thấy cái này lão đầu thân mặc cả người trắng sắc trường sam, gương mặt thượng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn, thế nhưng cái này lão đầu thân thể lại hết sức thân thể cường tráng, từ hắn vừa rồi tại trong đại điện biểu bắn ra tốc độ liền có thể gặp một. Hai, cái này mặc bạch sắc trường sam lão đầu là Quy Nguyên Môn trước một đời lại trước một đời trưởng môn, đồng thời cũng là Đỗ Vạn Niên gia gia, tên là Đỗ Phúc Huy, phụ thân của Đỗ Vạn Niên tại hơn 40 tuổi thời gian liền chết. Cho nên Đỗ Phúc Huy tương đối thương yêu bản thân người cháu này. Đỗ Phúc Huy vốn là ở vào bế quan trạng thái tu luyện chung, thế nhưng hắn cảm nhận được ở bên ngoài không ngừng có cường hãn năng lượng ba động phóng lên cao, cho nên hắn tài lập tức kết thúc bế quan tu luyện, đi ra bên ngoài đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Đỗ Phúc Huy phá tan đoàn người thấy được hắn tầng tôn tử Đỗ Bạch Bình thi thể, cùng với thấy được cháu trai Đỗ Vạn Niên thân thể chính run lẩy bẩy. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ trừng mắt trước mặt Diệp Thần Phong thời gian, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đầu sỏ gây nên nhất định là người trẻ tuổi này. Đỗ Phúc Huy vừa mới chuẩn bị đề thăng khởi thể nội chân kình chi lực thời gian, Tôn Bác Dịch đứng dậy, lạnh giọng nói rằng, Đỗ Phúc Huy, chúng ta hai cái có thể có 5-6 năm không gặp đi. Không nghĩ tới người cái lão già kia còn sống. Đỗ Phúc Huy ánh mắt nhìn về phía Tôn Bác Dịch, nói rằng, người cái lão già kia không chết. Ta như thế nào có thể so với ngươi đi trước một bước ni? Biệt nói sự tình hôm nay cùng các ngươi Chấn Thiên Môn có quan hệ. Các ngươi Chấn Thiên Môn chính là một cái nhị lưu thế lực hẳn không có như vậy lá gan đi. Đỗ Vạn Niên khi nhìn đến gia gia của mình sau, hắn cái này tài cuối cùng là tỉnh lại, trong con ngươi vẻ hoảng sợ chậm chậm tiêu thất, hắn thế nhưng biết gia gia mình thực lực, nếu hiện tại lão gia tử xuất quan, như vậy hắn cũng không cần phải sợ Diệp Thần Phong. Hắn thừa nhận Diệp Thần Phong thực lực quả thực cường hãn không gì sánh được, thế nhưng hắn không tin như thế một người trẻ tuổi thực lực. Chẳng lẽ vẫn có thể cường hãn qua gia gia của hắn sao? Đỗ Vạn Niên hoảng hốt đi tới Đỗ Phúc Huy bên cạnh, nói rằng, gia gia, cái này kiện sự tình chính là cùng Chấn Thiên Môn có quan hệ, cả kiện chuyện là như vậy. Đỗ Vạn Niên giản lược nói với Đỗ Phúc Huy một lần cả kiện chuyện đã xảy ra. Điều này làm cho Đỗ Phúc Huy một đôi khàn khàn con ngươi, trong phút chốc biến được mạnh mẽ lên, giọng nói cũng biến thành âm trầm không ít. Nói rằng, Tôn Bác Dịch, các ngươi Chấn Thiên Môn thật to gan, vậy mà thật dám đến chúng ta Quy Nguyên Môn cản rỡ. Càng không thể tha thứ là, các ngươi còn tướng ta tằng tôn tử giết đi. Ta các ngươi phải Chấn Thiên Môn nợ máu trả bằng máu. Đỗ Phúc Huy tại nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra sau. Hắn không chút do dự tướng thể nội chân kình chi lực cấp tăng lên, một cổ cường hãn khí thế mang tất cả chu vi, điều này làm cho chu vi rất nhiều thiên giai cao thủ đều cảm giác lòng vô cùng buồn bực. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước. Trong mắt của hắn biến được ngưng trọng, hắn cảm giác được ra Đỗ Phúc Huy thực lực cao hơn hắn ngoại thái công Tôn Bác Dịch thực lực, nói cách khác Đỗ Phúc Huy thực lực hôm nay nên ở vào tiên thiên trung kỳ, điều này không khỏi làm cho Diệp Thần Phong cảnh giác. Dù sao lấy hắn bây giờ 10 cấp trung kỳ linh hồn lực trình độ, trên căn bản là cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ tại cùng một tầng thứ thượng. Tại Đỗ Phúc Huy thả ra ngoài trong cơ thể khí thế sau, chu vi những môn phái khác chung người sôi nổi lần nữa từ nay về sau rút lui, cái này cổ khí thế cảm giác áp bách thật sự là để cho bọn họ đặc biệt khó chịu. Có chút thực lực không đủ sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Không nghĩ tới Quy Nguyên Môn Đỗ Phúc Huy thực lực vậy mà đạt tới loại trình độ này. Đây có tiên thiên trung kỳ thực lực đi. Tiên thiên trung kỳ A. Xem ra Quy Nguyên Môn sớm muộn hội bước vào thế lực cao cấp phạm trù. Ngày hôm nay tuồng vui này là càng diễn càng kịch liệt. Vừa mới bắt đầu là xuất hiện nửa bước tiên thiên cao thủ. Hiện tại ngay cả tiên thiên trung kỳ cao thủ đều xuất hiện. Đứng tại Đỗ Phúc Huy cách đó không xa Tôn Bác Dịch. Hắn nghe chu vi nghị luận ầm ĩ ngôn ngữ. Thể nội khí thế cũng trong nháy mắt điều động lên. Một cổ so Đỗ Phúc Huy thoáng yếu đi một chút khí thế từ Tôn Bác Dịch thể nội bộc phát ra. Miệng quát, người cái lão già kia, không cần gióng giạc, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh. Đỗ Phúc Huy cảm nhận được Tôn Bác Dịch trong cơ thể bộc phát ra chân kình chi lực sau,
trên mặt của hắn biểu tình hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến tiên thiên, rất đáng tiếc ngươi chỉ có tiên thiên sơ kỳ thực lực, ta thế nhưng có tiên thiên trung kỳ thực lực, ta có nắm chắc tại năm chiêu chi nổi tướng ngươi đưa đến dưới đất đi. Một bên Diệp Thần Phong, hắn biết Đỗ Phúc Huy Tĩnh không có ở nói dối, hắn đúng Tôn Bác Dịch, nói rằng, ngoại thái công, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý, ngươi bảo vệ tốt cái khác người là được. Nếu như ở đây chỉ có Đỗ Phúc Huy một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ, như vậy ngày hôm nay đối với Diệp Thần Phong chúng nhân mà nói tịnh không có quá lớn nguy hiểm, thực sự không được thời gian, Diệp Thần Phong có thể trước tha trụ Đỗ Phúc Huy, nhường Tôn Bác Dịch chúng nhân trước ly khai, dù sao Tôn Bác Dịch thực lực đạt được tiên thiên sơ kỳ, ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy bên ngoài, phải kể là Tôn Bác Dịch thực lực cao nhất, cho nên Tôn Bác Dịch mới có thể bảo vệ cái khác người bình yên vô sự rời đi nơi này. Thần Phong, chúng ta ngày hôm nay thế nhưng tới cho ngươi trợ trận, người ngoại thái công ta đến bây giờ làm rừng còn không có ra qua một lần tay ni. Tôn Bác Dịch khí thế trên người không giảm. Diệp Thần Phong nói thật, ngoại thái công, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt người khác là được, nếu như ngay cả ngươi đều bị thương, đến lúc đó chúng ta muốn rời đi nơi này chỉ sợ cũng thật phiền toái. Tôn Bác Dịch nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn đoán được Diệp Thần Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Bây giờ liền tiên thiên trung kỳ cao thủ đều xuất hiện, tình thế trước mắt đối với bọn hắn mà nói là rất bất lợi. Tôn Bác Dịch bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm giác mình cái này ngoại thái công tựa hồ quá vô dụng một ít, dưới chân bước chân lui về phía sau vài bước, đúng Tôn Hằng Phi chúng nhân, nói rằng các ngươi đứng ở sau lưng của ta tới. Gặp Tôn Bác Dịch không dự định xuất thủ, Đỗ Phúc Huy ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong trên người. Hắn tạm thời còn không có từ trên người Diệp Thần Phong cảm giác bất luận cái gì khí thế, thế nhưng tại hắn tiên thiên trung kỳ thực lực áp bách hạ, đối phương vẫn có thể như thế thản nhiên tự nhiên, cái này đã nói lên đối phương là một cao thủ, huống hồ hắn đã từ cháu của mình Đỗ Vạn Niên khẩu trung hiểu được vừa rồi Diệp Thần Phong xuất thủ sự tình, cho nên hắn phỏng chừng Diệp Thần Phong thực lực cường hãn trình độ vậy cũng tại tiên thiên sơ kỳ tả hữu. Hắn có thể không tin đối phương như thế một tên mao đầu tiểu tử, thực lực có thể cùng hắn cái này tiên thiên trung kỳ sánh ngang, hắn thế nhưng tu luyện 8-90 năm mới tới trình độ này, huống hồ thực lực của đối phương cường độ giống như là tiên thiên sơ kỳ, cái này cũng đã nhượng Đỗ Phúc Huy đủ khiếp sợ. Cho nên, Đỗ Phúc Huy cho rằng đối phương muốn áp dụng kéo dài chiến thuật, Diệp Thần Phong kéo dài ở hắn, mà Tôn Bác Dịch tắc là bảo vệ cái khác người tìm cơ hội ly khai. Không nghĩ tới Chấn Thiên Môn Trung Hội xuất hiện thực lực như vậy thiên tài. Theo ta được biết những thần kia bí đỉnh cấp trong thế lực thiên tài cũng không gì hơn cái này, rất đáng tiếc, người tên thiên tài này rất nhanh thì muốn vẫn rơi vào trong tay ta. Đỗ Phúc Huy trên người tiên thiên trung kỳ khí thế càng lớn mạnh, ánh mắt bén nhọn như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Chu vi Thanh Vân Môn còn thừa lại tứ đại trưởng lão, bọn họ nguyên bản nhìn đến Diệp Thần Phong đại sát tứ phương, một khỏa tâm đều đề cổ họng, bây giờ thấy đi ra một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cái này tài để cho bọn họ lại yên tâm xuống, dù sao mới vừa rồi là bọn họ vạch trần thân phận của Diệp Thần Phong. Chu vi những môn phái khác chung người, bọn họ vẫn như cũ là đặc biệt không coi trọng Diệp Thần Phong, tuy rằng Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực cường hãn, có thể đại bộ phận người suy đoán giống như Đỗ Phúc Huy, Diệp Thần Phong thực lực khoảng chừng giống như là tiên thiên sơ kỳ, nếu như Diệp Thần Phong thực lực cao hơn tiên thiên sơ kỳ, như vậy ở đây những... Này người trong lòng thật không thể đủ thăng bằng. Người ta Đỗ Phúc Huy thế nhưng hầu như tu luyện cả đời mới vừa tới trình độ này, mà Diệp Thần Phong tài nhiều ít tuổi. Nếu như Diệp Thần Phong thực lực có thể so sánh tiên thiên trung kỳ cao thủ, như vậy Diệp Thần Phong có thể tựu thật là thiên tài trong thiên tài, thậm chí liền đỉnh cấp trong thế lực thiên chi kiêu tử, chỉ sợ cũng so ra kém Diệp Thần Phong. Thế nhưng, hiện thực nhất định nhượng những... Này những môn phái khác chung người lần thứ hai khiếp sợ muốn một đầu đâm chết. Diệp Thần Phong mới vừa rồi không có tướng thể nội linh hồn lực đề thăng tới cực hạn, bởi vì đối phó vừa rồi những tiểu lâu la kia căn bản không cần phải, hiện tại gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn đương nhiên muốn tướng thực lực phát huy đến mức tận cùng. Một cổ không kém chút nào Đỗ Phúc Huy khí thế, từ Diệp Thần Phong thể nội như hồng thủy bừng lên. Cảnh này khiến chu vi sắc mặt của những người khác càng tái nhợt vài phần, hai cổ hầu như bằng nhau cường hãn khí thế, thiên giai cao thủ đều có loại huyết khí dâng lên, muốn nhịn không được thổ huyết xung động. Cái này thật có thể nói là khí thế như hồng, lực lượng ngang nhau.
Chương 691, Quỷ Y Môn vào cuộc. Đỉnh đầu nhu hòa dương quang chiếu khắp đại địa. Nguyên bản có thể cấp người mang đến ánh mặt trời ấm áp, lại làm cho Quy Nguyên Môn quảng trường người cảm giác không đến một tia ấm áp, thân thể bọn họ bên trong không tự chủ hiện lên trận trận hàn khí, cổ họng trong sùng sục. Sùng sục không ngừng nuốt nước bọt, dưới chân bước chân vừa lui lui nữa, tràn ngập ở trong không khí hai cổ cường hãn khí thế, để cho bọn họ những người này là kinh hồn táng đảm. Đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa Đỗ Phúc Uy, hắn tại cảm thụ được từ Diệp Thần Phong thể nội bộc phát ra khí thế sau, hắn trương đầy nếp nhăn mặt thượng tràn đầy khiếp sợ, hai điều lơ lỏng lông mi là càng nhíu càng chặt, một đôi do khàn khàn biến được mạnh mẽ trong con người bị ngưng trọng cấp điền tràn đầy. Đỗ Phúc Uy có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong cái này cổ khí thế không kém gì hắn, cái này nhường hắn hoàn toàn không thể đủ bình tĩnh, một cái nhiều lắm chỉ có 20 nhiều tuổi tiểu tử. Toàn thân thực lực lại có thể cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ sánh ngang. Hắn đột nhiên cảm giác mình cả đời này toàn bộ sống đến cẩu trên người, hắn đồng dạng cũng biết ngày hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tướng Diệp Thần Phong mệnh lưu hạ, nếu không sau đó khẳng định không có cơ hội tốt như vậy, lại nói bọn họ Quy Nguyên Môn cùng Trấn Thiên Môn sống núi đã là hoàn toàn kết lại. Tiểu tử, không nghĩ tới người vậy mà có thực lực như vậy. Vậy hôm nay ta tự càng không thể có thể để cho ngươi ly khai. Đỗ Phúc Huy chợt một tiếng quát chói tai sau đó, hắn quanh mình bên ngoài thả ra chân kình chi lực đang chậm rãi động lại, không khí chung quanh trung áp lực hình như tại trong nháy mắt biến được nặng không ít, bốn phía khí kình quay chung quanh tại Đỗ Phúc Huy quanh thân, Đỗ Phúc Huy thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tự thiên giai cao thủ đều cơ hồ bắt không đến Đỗ Phúc Huy thân ảnh, chỉ có thể loáng thoáng thấy có một đạo tàn ảnh đang không ngừng hướng Diệp Thần Phong tới gần. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Thể nội linh hồn lực chậm chậm tập trung đến cánh tay phải thượng, dùng thực lực của hắn đương nhiên là có thể bắt được Đỗ Phúc Huy thân ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đỗ Phúc Huy thân ảnh trong sát na xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, tràn đầy tiên thiên trung kỳ chân kình chi lực một quyền, như nghìn cân tầng thiết trùy thông thường, khí thế hung hăng hướng Diệp Thần Phong ngực oanh khứ, hình như không đem Diệp Thần Phong ngực đánh ra một cái lỗ tới thể không bỏ qua giống nhau. Diệp Thần Phong sớm liền chuẩn bị tốt ứng đối Đỗ Phúc Huy một quyền này. Ngưng tụ linh hồn lực cánh tay phải trong giây lát văng ra ngoài, tại hất ra chớp mắt, bàn tay hóa thành nắm tay, thế muốn cùng Đỗ Phúc Huy tới một cái ngay mặt cứng đối cứng đụng nhau. Phanh! Hai quyền tương hỗ đụng vào, chu vi năng lượng bốn phía, cách Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy tương đối gần, mà lại thực lực không tốt người. Cái này một nhóm người cuối cùng là chịu không nổi ngoại giới năng lượng áp bách. Cổ họng trong sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy, cái này hai người tại đối oanh một quyền sau đó, hai người dưới chân bước chân không hẹn mà cùng lui về phía sau ba bốn bước, vừa rồi một chiêu kia rõ ràng cho thấy chẳng phân biệt được trên dưới. Xem ra tiên thiên sơ kỳ cùng tiên thiên trung kỳ trong lúc đó chênh lệch, có thể không phải nhất tinh nửa điểm A. Nếu như vừa rồi muốn ta tiếp được Đỗ Phúc Huy một quyền kia, ta khẳng định hội lập tức đã bị nội thương nghiêm trọng. Cho dù là cách thật lâu một khoảng cách, thân là tiên thiên sơ kỳ cao thủ Tôn Bác Dịch, dưới chân hắn bước chân vẫn như cũ là lần nữa lui về sau hai bước, trong cơ thể không ngừng điều động chân kình chi lực, dùng này tới bảo hộ phía sau hắn Tôn Hằng Phi chúng nhân. 3. Nếu như Thần Phong có thể thuận lợi phát triển tiếp, như vậy ta muốn tới hắn có thể đạt tới cao độ. Tuyệt đối là không có cách gì lường được. Ta nghĩ những thần kia bí đỉnh cấp trong thế lực trẻ tuổi, khẳng định cũng không có Thần Phong phần này tư chất. Tôn Dương An hô hấp có chút dồn dập nói rằng. Đứng tại Tôn Bác Dịch chúng nhân sau lưng Hạ Tử Ninh, nàng khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ, đối oanh một quyền sau, dĩ nhiên là hiện ra chẳng phân biệt được trên dưới cục diện, lại mà nàng nghe được Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An đối thoại, nàng nghĩ ở trong lòng đạo, đỉnh cấp trong thế lực trẻ tuổi. Có thể có như vậy yêu nghiệt thiên tư nhiều lắm chỉ có một hai người, thậm chí bọn họ đều so Diệp Thần Phong niên kỷ tuổi muốn lớn hơn mấy tuổi, cho nên nói Diệp Thần Phong nếu như có thể kế tục nhanh như vậy tốc trưởng thành tiếp, như vậy tương lai hắn một ngày nào đó có thể xưng bá toàn bộ cổ võ giới, ta chính là muốn tìm một người như vậy, ta nên muốn thế nào tài năng đủ nhượng hắn giúp ta. Lui được rất xa, ở một bên quan sát Thanh Vân Môn còn thừa lại bốn gã trưởng lão. Bọn họ khi nhìn đến ngay cả tiên thiên trung kỳ cao thủ, cũng chỉ có thể đủ cùng Diệp Thần Phong đánh ngang tay, bọn họ trong lòng đột nhiên chỉ luống cuống,
nếu như bị Diệp Thần Phong chiến thắng Đỗ Phúc Uy. Như vậy bốn người bọn họ rất có thể cũng sẽ bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia. Còn có, phụ thân của Tiết San San cùng hai người ca ca, Tiết Thường Sơn, Tiết Cảnh Đông cùng Tiết Cảnh Văn, theo thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ trong lòng cũng là lo sợ bất an, nhìn đến xa xa Tần Nghị ôm Tiết San San thời gian, ba người bọn hắn trong lòng tựu càng hoảng loạn. Lúc này tuy rằng Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy đánh cái bình thủ, có thể nơi này là Quy Nguyên Môn địa bàn, Quy Nguyên Môn người đông thế mạnh, cuối cùng Trấn Thiên Môn người khẳng định hội chật vật đào tẩu. Mà Quy Nguyên Môn thiếu chủ Đỗ Bạch Bình tử, nói như thế nào cũng cùng Tiết San San có chút quan hệ, bây giờ càng làm cho Tiết Thường Sơn chúng nhân nén giận, là Tiết San San cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, vạn nhất đến lúc hậu Quy Nguyên Môn tướng thịnh nộ phát tiết đến bọn họ Thiên Cơ Môn trên người làm sao bây giờ. Chu vi những môn phái khác chung người, bọn họ tại Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy qua hết chiêu thứ nhất sau, dưới chân bước chân lần nữa từ nay về sau rút lui, không phát hiện đứng tại trước nhất biên người, quang bị Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy đụng vào nhau mà tràn ra tới khí thế, liền trực tiếp chân đắc hộc máu sao. Bọn họ cũng không muốn bản thân vô duyên vô cớ sẽ chết tại Quy Nguyên Môn. Xem ra hôm nay Quy Nguyên Môn cùng Trấn Thiên Môn trong lúc đó có một cuộc ác chiến. Không nghĩ tới Trấn Thiên Môn tiểu tử kia vậy mà có cùng Tiên Thiên Trung Kỳ sánh ngang thực lực, loại nhân vật thiên tài này tại sao sẽ ở Trấn Thiên Môn cái này nhị lưu trong thế lực xuất hiện. Nếu như Trấn Thiên Môn có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, ta dám khẳng định tương lai Trấn Thiên Môn 100% hội xâm nhập thế lực cao cấp trong phạm vi, kế tiếp sẽ nhìn Trấn Thiên Môn có thể hay không chĩa vào. Ta xem đặc biệt gian nan, nếu như Quy Nguyên Môn chọn dùng chiến thuật biển người, cho dù tiểu tử kia có cùng Tiên Thiên Trung Kỳ sánh ngang thực lực, có thể có Đỗ Phúc Huy tha trụ hắn đi. Nếu như Quy Nguyên Môn cái khác thiên giai đệ tử toàn bộ thượng trận chiến đấu, Trấn Thiên Môn người có thể không có thể sống rời đi nơi này cũng là một cái vấn đề. Diệp Thần Phong đúng chung quanh tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, mới vừa rồi cùng Đỗ Phúc Huy đối oanh một điều cánh tay có chút tê dại, hắn biết tiếp tục như vậy cũng không là biện pháp. Tại trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không thể có thể đánh thắng Đỗ Phúc Huy, thậm chí có hay không thể đánh thắng Đỗ Phúc Huy cũng là một cái ẩn số, cho nên dưới mắt việc cấp bách chính là chọn nhanh rời đi nơi này, đẳng rời đi nơi này, tài năng đủ nghĩ giải quyết phiền phức biện pháp. Đồng dạng, Đỗ Phúc Huy huy quyền cánh tay kia thượng cảm giác cùng Diệp Thần Phong là giống nhau, một trận tê dại, hắn cũng biết sự tình không thể đủ kéo dài nữa, vì bây giờ chi kế phải muốn tới một cái tốc chiến tốc thắng. Đỗ Phúc Huy một đôi mạnh mẽ con ngươi trừng mắt Diệp Thần Phong, thanh âm âm khí tùm nói rằng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi đặc biệt cường, cùng thực lực của ta cơ hồ là chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng hôm nay Quy Nguyên Môn nhất định là ngươi nơi táng thân. Ở đây Quy Nguyên Môn đệ tử cho ta nghe lệnh, mọi người cùng nhau tiến lên, tướng Trấn Thiên Môn mọi người toàn bộ bắt lại, nếu như Trấn Thiên Môn người dám phản kháng, cách sát vật luận. Đỗ Phúc Huy hướng chu vi Quy Nguyên Môn đệ tử phát số thi lệnh. Diệp Thần Phong nghe được Đỗ Phúc Huy lời nói này sau, hắn trong con ngươi đen nhánh bắn ra hai mặt ánh sáng lạnh, cười lạnh nói, thế nào? Hiện đang tính toán lấy nhiều khi ít. Lấy nhiều khi ít thì như thế nào? Ngày hôm nay ta tuyệt đối không hội mặc kệ ngươi rời đi. Đỗ Phúc Huy là quyết tâm muốn tướng Diệp Thần Phong mệnh lưu lai. Cùng Diệp Thần Phong cách một khoảng cách Tôn Bác Dịch chúng nhân, bọn họ đang nghe Đỗ Phúc Huy muốn áp dụng chiến thuật biển người. Thân thể của bọn họ một đám không hẹn mà cùng căng thẳng lên, xem ra cuối cùng ngày hôm nay còn là trốn không thoát một hồi huyết chiến a. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức động thủ cho ta. Đỗ Phúc Huy đúng chu vi Quy Nguyên Môn đệ tử lớn tiếng quát dẹp đường. Giữa lúc Quy Nguyên Môn đệ tử muốn động thủ thời gian, từ đàng xa truyền đến một đạo tiếng hô chậm đã. Theo tiếng hô vang lên, người ở chỗ này sôi nổi hướng Thanh Nguyên địa phương nhìn lại. Chỉ thấy quỷ y môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên, cùng với quỷ y tam thánh dẫn theo một nhóm quỷ y môn đệ tử, chính hạo hạo đáng đáng vừa vặn đã tới Quy Nguyên Môn quảng trường. Quỷ y môn vào cuộc. Tình thế đúng Trấn Thiên Môn mà nói hơi có chút chuyển tốt. Chương 692, qua loa kết thúc. Quỷ y môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên cùng quỷ y tam thánh đám người xuất hiện, nhưng ở đây những môn phái khác chung người có chút không nghĩ ra được. Bởi vì quỷ y môn từ trước đến nay là không tham gia những môn phái khác mời, mặc dù nói lần này Quy Nguyên Môn trưởng môn đại thọ, cũng giống trinh tính mời quỷ y môn, thế nhưng Quy Nguyên Môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên không có nghĩ đến quỷ y môn người thật hội tới,
với lại không riêng gì quỷ y môn trưởng môn tới, thậm chí ngay cả quỷ y tam thánh cái này ba cái tính tình cổ quái lão đầu cũng đều tới. Bởi quỷ y môn tinh thông y thuật, cổ võ giới rất nhiều nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít thiếu quỷ y môn tình người, quy nguyên môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên cũng không dám chậm trễ quỷ y môn người, vội vàng đứng ra nói rằng, quý trưởng môn, ngày hôm nay chúng ta quy nguyên môn phát sinh một chút ngoài ý muốn, còn thỉnh quý trưởng môn ở một bên chờ một lát, sau đó ta thọ yến hội như thời gian cử hành. Đỗ Vạn Niên ra ra Đỗ Phúc Huy, hắn cũng biết quỷ y môn tại cổ võ giới địa vị hết sức đặc thù, vì vậy hắn không có lại lập tức quát lớn quy nguyên môn đệ tử đúng chấn thiên môn người động thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía quý đỉnh thiên, hỏi, đỉnh thiên, chúng ta có 10 năm sau không gặp đi. Nhớ năm đó ta đi quỷ y môn thời gian còn thân thủ ôm qua ngươi, quý thuận đức lão đầu tử kia có khỏe không? Ba của ta thân thể thực cứng lãng, đa tạ Đỗ tiền bối quan tâm, ở đây lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Quý đỉnh thiên là có chút biết rõ còn hỏi, trước hắn đã sớm biết Diệp Thần Phong chúng nhân muốn tới quy nguyên môn nháo sự. Bất quá, Đỗ Phục Huy cũng không biết quý đỉnh thiên tâm tư, đang nghe quý đỉnh thiên nghi vấn sau, hắn tức giận trong lòng là không đánh một chỗ tới. Nói rằng, đỉnh thiên, ngày hôm nay vốn là cháu của ta Đỗ Vạn Niên 50 đại thọ, có thể chấn thiên môn hết lần này tới lần khác lựa chọn vào hôm nay tới chúng ta quy nguyên môn nháo sự tình, nhưng lại tướng ta tằng tôn tử Đỗ Bạch Bình giết đi, ngay cả huyền thiên môn trưởng môn trung thiên chỉ tứ chi đều bị phế đi, cái này chấn thiên môn thật sự là quá ghê tởm. Đỉnh thiên, các ngươi quỷ y môn là không phải cũng trợ chúng ta giúp một tay. Đỗ Phục Huy trong lòng đối với Diệp Thần Phong còn là rất kiêng kỵ, bây giờ vừa vặn quỷ y môn người đến, hắn đã từng ngược lại cũng cùng quỷ y môn tiền nhiệm trưởng môn có một ít tiểu tiểu giao tình. Cho nên hắn mới có thể đưa ra yêu cầu này tới. Nghe vậy, Quý Đỉnh Thiên không nghĩ tới liền huyền thiên môn đều bị cuốn vào, hắn điểm gật đầu, nói rằng, Đỗ tiền bối, yên tâm, cái này kiện sự tình chúng ta quỷ y môn nhất định sẽ quản đến cùng. Ha ha ha, Đỗ Phúc Huy nghe được Quý Đỉnh Thiên thống khoái như vậy đáp ứng, hắn cổ họng trong lập tức phát sinh sảng khoái tiếng cười. Nói rằng, Đỉnh Thiên, ta tự thích người cái này không ướt át bẩn thỉu tính cách, đẳng bắt những. Này chấn thiên môn người, đợi một lát ta muốn cùng ngươi tốt nhất uống vài chén rượu. Lúc này chấn thiên môn là thật phải xong đời, bây giờ liền quỷ y môn đều nhúng tay, chấn thiên môn người ngày hôm nay đoán chừng là cách không khai quy nguyên môn. Ta xem cũng là đạo lý này. Chúng ta ở đây trong môn phái, có rất nhiều đã từng đều thiếu nợ quỷ y môn tình người. Nếu như đợi một lát quỷ y môn đều xuất thủ, lẽ nào chúng ta là có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cho nên cái này chấn thiên môn cũng chỉ có thể đủ thúc thủ chịu trói. Tại Quý Đỉnh Thiên sảng khoái đáp ứng Đỗ Phúc Huy yêu cầu sau, ở đây những môn phái khác chung người lần thứ hai nhìn không được nghị luận. Có thể nhưng vào lúc này, Quý Đỉnh Thiên nhẹ nhàng ho hai tiếng. Đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Hai con ngươi nhìn Đỗ Phúc Huy, nói rằng, Đỗ tiền bối, ngươi là không phải ngộ giải ý tứ của ta. Cái này kiện sự tình chúng ta quỷ y môn đích thật là sẽ quản đến cùng, bất quá, ngày hôm nay chúng ta là đến chấn thiên môn người an toàn rời đi nơi này. Đỗ tiền bối, ngươi là không phải nên muốn cho chúng ta quỷ y môn một cái thể diện. Quý Đỉnh Thiên tự tiếu phi tiếu hỏi. Quý Đỉnh Thiên lời nói này dường như một khỏa tạc đạn nặng ký. Có thể dùng ở đây những môn phái khác người đứng giữa tiếng nghị luận là càng thêm lớn, mà nguyên bản hưng cao thải liệt Đỗ Phúc Huy. Hắn cổ họng trong thiếu chút nữa bị sặc phun ra một ngụm tiên huyết tới, làm nửa ngày, cái này Quý Đỉnh Thiên đang đùa hắn chơi ni. Đỗ Phúc Huy sắc mặt hoàn toàn đen xuống, quát dẹp đường, Quý Đỉnh Thiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang đùa bỡn lão phu, cùng phụ thân ngươi cũng có vài phần giao tình, ngươi làm như vậy muốn phải nói cho ta biết. Các ngươi quỷ y môn đứng tại chúng ta quy nguyên môn mặt đối lập. Quý Đỉnh Thiên vỗ vỗ bên cạnh Diệp Thần Phong vai, nói rằng, lần này chúng ta quỷ y môn cho dù không muốn đứng tại quy nguyên môn mặt đối lập, chỉ sợ cũng không được, vị trẻ tuổi này hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm huyền bí, từ nay về sau chúng ta quỷ y môn từ trên xuống dưới cũng sẽ nghe hắn điều khiển. Cho nên ngày hôm nay hay nhất Đỗ tiền bối hãy để cho chúng ta rời đi tốt. Chấn thiên môn tiểu tử này hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm. Cái này không thể nghi ngờ lại là một khỏa tạc đạn nặng ký, quỷ vương thập tam châm tại những. Này nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực xem ra, là một phần không gì sánh được thần bí châm phổ,
đã từng các đại môn phái chung người cũng đã nếm thử hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, có thể đến cuối cùng hiểu thấu đáo giả không phải biến thành ngu ngốc, chính là mắt mù, cho nên quỷ vương thập tam châm tại nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực mắt chung là càng thần bí. Những, này những môn phái khác chung người, bọn họ vừa rồi đã kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn không gì sánh được thực lực, hiện tại lại nghe nói Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, những này người trong đầu sôi nổi nhảy ra năm cái đại tự ứng vận nhi sinh giả. Phàm là ứng vận nhi sinh giả, suốt đời ở giữa số mệnh cũng sẽ đặc biệt tốt, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cuối cùng đều có thể đủ hóa hiểm vi di, tại thực lực phương diện càng là tăng lên so người bình thường phải nhanh ra mấy chục lần, thậm chí là càng nhiều. Trái lại Diệp Thần Phong nơi trốn đều phù hợp những điều kiện này, tuổi còn trẻ cũng đã là thực lực siêu quần. Những người khác đều không có cách gì hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, lại bị hắn cấp hiểu thấu đáo đi ra, cái này các loại tất cả cũng nói rõ Diệp Thần Phong số mệnh hơn người, cho nên ở đây rất nhiều người tài sẽ cho rằng Diệp Thần Phong là ứng vận nhi sinh giả. Đỗ Phục Huy đang nghe Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm sau, sắc mặt của hắn biến hóa cái liên tục, hắn làm sao có thể cam tâm phóng Diệp Thần Phong cứ như vậy ly khai. Khẩu Trung nói rằng, Quý Đỉnh Thiên, tự coi như các ngươi quỷ y môn muốn đứng tại Trấn Thiên môn một mặt, có thể các ngươi chớ quên nơi này là Quy Nguyên môn, chúng ta Quy Nguyên môn tại những năm này tích lũy hạ, vẫn có một ít nội tình, có thể không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đủ tới chúng ta Quy Nguyên môn ngang ngược. Quý Đỉnh Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, nói rằng, Đỗ Phúc Huy, ngày hôm nay ngươi là ngăn không được chúng ta rời đi. Quý Đỉnh Thiên vừa dứt lời, đứng sau lưng Quý Đỉnh Thiên quỷ y tam thánh, Đường Bá Thăng, Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần, bọn họ cái này ba cái lão đầu mục quang quét về chu vi những môn phái khác chung người. Đầu tiên là Đường Bá Thăng ngón tay chỉ vào một cái trung niên nam nhân, nói rằng, Hồ trưởng môn, tại một năm trước ngươi cái mạng này là ta cứu trở về, nếu không ta xuất thủ, ngươi đã sớm không ở nhân thế, ngày hôm nay ngươi là không phải nên đứng ra nói lời công đạo. Tiếp theo, Hoa Văn Thông cũng đứng dậy, ngón tay chỉ vào một gã năm sáu chục tuổi lão đầu. Nói rằng, Chu trưởng môn, ba năm trước đây, thê tử của ngươi cùng con trai sinh một cơn bệnh nặng, lúc đó trong cổ họng bọn họ chỉ có một hơi thở tồn tại, may mắn là lão đầu ta xuất thủ, mới đưa thê tử của ngươi cùng con trai từ quỷ môn quan kéo trở về, ngày hôm nay lẽ nào ngươi chuẩn bị đứng ở một bên xem kịch vui sao? Cuối cùng La Nam Trần cũng đứng dậy, hướng về phía một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nói rằng, Lữ trưởng môn, 5 năm trước, các ngươi trong môn phái người toàn bộ được một loại đặc biệt khó có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, lúc đó các ngươi môn phái cơ hồ là nguy tại sớm tối, là ta xuất thủ cứu vớt môn phái của ngươi, cho nên Lữ trưởng môn ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Quỷ y tam thánh lần lượt điểm mười mấy người tên, những này người đều là các đại môn phái trưởng môn, trong đó có nhất lưu thế lực, cũng có nhị lưu thế lực, những thứ này đều là đã từng thiếu quỷ y môn tình người môn phái. Đương những, này trưởng môn bị quỷ y tam thánh điểm danh sau, bọn họ từng cái đứng dậy, đi tới Quý Đỉnh Thiên bên cạnh, dùng hành động mà nói minh, ngày hôm nay bọn họ thế tất hội đứng tại quỷ y môn cùng Trấn Thiên môn bên này. Nhìn đến kết quả này sau, Đỗ Phục Huy cùng Đỗ Vạn Niên đám người sắc mặt là âm tình bất định, bây giờ có nhiều như vậy môn phái tỏ rõ lập trường, ngày hôm nay cho dù nơi này là Quy Nguyên môn địa bàn, nếu như Quy Nguyên môn còn cứng hơn tới, phỏng chừng kết cục hội rất thê thảm. Quý Đỉnh Thiên nhìn Đỗ Phục Huy, hỏi, Đỗ tiền bối, người bây giờ có thể để cho chúng ta ly khai sao? Đỗ Phục Huy trong lòng khó chịu lợi hại, thân thể bên trong huyết khí dâng lên, nghĩ hắn đường đường tiên thiên trung kỳ cao thủ, tại cái này nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực chi chung, thực lực thuộc về đứng đầu tồn tại, có thể kết quả là còn phải bị như vậy khí. Ngay cả mình tăng tôn tử thù cũng báo không được, cái này cũng thực sự quá uất ức một ít đi. Nhưng hôm nay loại cục diện này, nhượng Trấn Thiên môn người ly khai tài là biện pháp tốt nhất. Cho nên, ngày hôm nay quyết định muốn qua loa thu tràng. Chương 693, phòng 3 đã tới trước bình tĩnh. Bầu không khí đại khái rằng có chừng 5 phút. Đỗ Phục Huy một đôi bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt thành nắm tay, trên mờ u bàn tay là nổi gân xanh. Ngày hôm nay khẩu khí này hắn không muốn nuốt xuống cũng phải muốn nuốt xuống, vì bây giờ chi kế chỉ có thể trước hết để cho Trấn Thiên môn người ly khai. Hừ, Đỗ Phục Huy trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng sau đó, liền một câu nói đều chưa nói,
sắc mặt khó coi hướng Quy Nguyên Môn trong đại điện đi, hắn cái này loại biệt khuất hành vi biểu lộ Trấn Thiên Môn người có thể ly khai. Đỗ Vạn Niên nhìn đến gia gia của hắn cúi đầu, hắn vội vã đi theo gia gia của hắn đằng sau đi vào trong đại điện, trong lòng phẫn nộ hỏi, gia gia, lẽ nào cái này kiện sự cứ tính như vậy sao? Phanh, một tiếng. Đỗ Phúc Huy một cái tát trực tiếp vỗ vào trong đại điện thạch trụ thượng, tại thạch trụ thượng để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, âm lãnh nói rằng, Vạn Niên, ngươi cho là ta sẽ làm ta tằng tôn tử cứ như vậy bạch đã chết rồi sao? Chỉ là ngày hôm nay các đại môn phái bởi vì thiếu quỷ y môn tình người, cho nên bọn họ tài đứng ra bang Trấn Thiên Môn, đẳng ngày hôm nay qua sau đó, những môn phái khác cũng tướng tình người trả sạch, chúng ta có thể tướng Trấn Thiên Môn cấp nhổ tận gốc. Lại nói, Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các không phải cũng cùng Trấn Thiên Môn có ân oán sao? Liên hợp chúng ta ba đại lực lượng của môn phái, đến lúc đó coi như là quỷ y môn lần thứ hai tham gia, khẳng định cũng ngăn cản không ở chúng ta thế tiến công. Vạn Niên, người đẳng các đại môn phái người sau khi rời khỏi, lập tức đi liên hệ Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các người. Đỗ Phúc Huy trên người nhìn không được bộc phát ra một cổ tiên thiên trung kỳ cường hãn khí thế, mặt thượng khí tức âm lãnh càng nồng nặc lên. Còn là gia gia ngài nghĩ chu đáo, chúng ta phải muốn nhượng Trấn Thiên Môn từ cổ võ giới tiêu thất. Đỗ Vạn Niên gật đầu nói. Tại Đỗ Phúc Huy cùng Đỗ Vạn Niên hai người đi vào đại điện sau đó, trên quảng trường những môn phái khác người đứng giữa cũng biết ngày hôm nay Quy Nguyên Môn trưởng môn Thọ Yến chắc chắn sẽ không cử làm tiếp. Vì vậy một đám cùng ở đây người quen chào hỏi một tiếng sau, liền rối rít ngồi mã xa ly khai, bọn họ cũng không muốn cuốn tiến cuộc phân tranh này chi chung. Sự tình hôm nay cảm tạ quý tiền bối. Diệp Thần Phong khi nhìn đến nguy cơ tạm thời sau khi giải trừ, hắn đúng Quý Đỉnh Thiên nói một tiếng cảm ơn, bởi vì hắn biết nếu như không phải có quỷ y môn kịp thời tham gia, ngày hôm nay hắn cùng Trấn Thiên Môn tuyệt đối sẽ trải qua một hồi huyết chiến. Quý Đỉnh Thiên khoát tay áo, nói rằng, chút chuyện nhỏ này tự không cần phải nói cảm ơn nhiều, ngươi thế nhưng hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người, chúng ta quỷ y môn lý nên nghe theo ngươi điều khiển. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước bàn lại, Quý Đỉnh Thiên biết cái này kiện sự tình còn chưa kết thúc, chỉ là tạm thời bình định rồi phong ba mà thôi. Ngắn ngủi 10 chừng 5 phút thời gian, hầu như sở hữu tới tham gia Thọ Yến môn phái đều ly khai. Ngoại trừ Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn người còn đứng ngẩn ngơ tại trên quảng trường. Bọn họ biết mình là đắc tội không nổi Quy Nguyên Môn, cho nên bọn họ phải muốn lấy được Quy Nguyên Môn tha thứ mới được, dù sao ngày hôm nay cái này kiện sự tình hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn họ hai môn phái có chút liên lụy. Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn đúng tứ đại trưởng lão, nói rằng, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta cũng ly khai đi. Trưởng môn, cái này có thể trăm triệu không được. Phải biết rằng Quy Nguyên Môn thiếu chủ là Tần Nghị tiểu xúc sinh kia giết chết. Tuy rằng Tần Nghị cùng Thanh Vân Môn cắt đứt liên hệ, thế nhưng chúng ta phải muốn lấy được Quy Nguyên Môn tha thứ mới được. Thanh Vân Môn nhị trưởng lão nói rằng. Nhị trưởng lão nói không sai, nếu là Quy Nguyên Môn cầm chúng ta Thanh Vân Môn hết giận, như vậy chúng ta Thanh Vân Môn thế nhưng liền chút nào năng lực chống cự đều không có. Thanh Vân Môn tam trưởng lão cũng lập tức phụ họa nói. Tần Bạch Ngôn trong lòng vẫn nín một hơi thở ni, hắn cảm giác mình đời này sống thật sự là quá uất ức, giữa lúc hắn muốn quát lớn một phen Thanh Vân Môn trưởng lão thời gian, Quy Nguyên Môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên từ trong đại điện đi ra, Lãnh Hải Các trưởng môn Tôn Nam Phi đi theo Đỗ Vạn Niên bên cạnh. Vừa rồi Đỗ Phúc Huy cùng Đỗ Vạn Niên đi vào trong đại điện sau, Tôn Nam Phi sau đó cũng vội vàng đi theo. Tần Bạch Ngôn khi nhìn đến Đỗ Vạn Niên sau, vừa phải đến cổ họng miệng quát lớn ngôn ngữ, lại bị hắn nuốt trở về trong bụng, sắc mặt có chút khó coi. Đỗ trưởng môn, sự tình hôm nay thật cùng chúng ta mây xanh cửa không có khóa hệ a. Tần Nghị tiểu xúc sinh này sớm đã bị trục xuất Thanh Vân Môn, còn thỉnh Đỗ trưởng môn có thể tha thứ chúng ta, sau này chúng ta Thanh Vân Môn nguyện ý vì Quy Nguyên Môn xông pha khói lửa. Thanh Vân Môn nhị trưởng lão tượng điều chó nhật giống nhau đúng Đỗ Vạn Niên cung kính nói. Một bên Thiên Cơ Môn trưởng môn Tiết Thường Sơn gặp Thanh Vân Môn người cũng không muốn thể diện cúi đầu lên tiếng. Hắn cũng liền vội vàng nói, Đỗ trưởng môn, ta cũng không biết San San nha đầu chết tiệt kia trong lòng còn băn khoăn Tần Nghị phế vật kia, bất quá, Tiết San San từ nay về sau cùng chúng ta Thiên Cơ Môn lại cũng không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta Thiên Cơ Môn cũng nguyện ý vì Quy Nguyên Môn xông pha khói lửa.
Đỗ Vạn Niên nhìn trước mặt ân cần Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn người, con trai của hắn Đỗ Bạch Bình tử, hắn hận không thể tướng những người trước mắt này toàn bộ sát. Thế nhưng lúc này nhiều một phần lực lượng cũng tốt, dù sao bọn họ lập tức sẽ đối chấn Thiên Môn hạ thủ, vì vậy Đỗ Vạn Niên nói rằng, ta có thể bất kể so sánh chuyện lúc trước, bất quá. Cái này cũng muốn gặp các ngươi biểu hiện. Đỗ Vạn Niên sắc mặt âm trầm trừng mắt trước mặt mọi người, dừng lại sau một lát, tiếp tục nói, chúng ta Quy Nguyên Môn chuẩn bị liên hợp Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các, dự tính ngày mai sẽ phải đúng chấn Thiên Môn hạ thủ. Hai người các ngươi môn phái thực lực tuy rằng hèn mọn, thế nhưng cũng có thể cho chúng ta tăng thêm một ít trợ lực, chờ chúng ta đúng chấn Thiên Môn động thủ thời gian, các ngươi phải điều ra trong môn phái tinh anh cũng tham dự vào. Đỗ trưởng môn, đây nhất định không thành vấn đề a. Chúng ta nhất định hội đem hết toàn lực trợ các ngươi ba đại môn phái diệt trừ chấn Thiên Môn. Thanh Vân Môn nhị trưởng lão vội vã gật đầu, dù sao cháu của hắn tử tại Diệp Thần Phong tay trong, mà Diệp Thần Phong lại là chấn Thiên Môn người, nói cách khác chấn Thiên Môn cũng là hắn cửu nhân a. Đúng, Đỗ trưởng môn, chúng ta Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ to lớn tương trợ các ngươi. Còn lại ba gã Thanh Vân Môn trưởng lão cũng sôi nổi phụ họa nói, phải biết rằng Huyền Thiên Môn cùng Quy Nguyên Môn đều là nhất lưu thế lực, mà Lãnh Hải Các cũng là nhị lưu trong thế lực đứng đầu, có cái này ba đại môn phái liên hợp, chấn Thiên Môn còn có kế tục tồn tại đạo lý sao? Bọn họ đương nhiên là nghĩa vô phản cố đứng tại ba đại môn phái bên này. Đỗ trưởng môn, chỉ cần các ngươi đúng chấn Thiên Môn động thủ, chúng ta Thiên Cơ Môn tuyệt đối cũng hội tham dự vào, cái này một điểm còn thỉnh Đỗ trưởng môn ngài yên tâm đi. Tiết Thường Sơn cung kính nói. Tốt, rất tốt, các ngươi trở về vội vàng cấp ta điều động tinh anh đệ tử, lập tức toàn bộ đến chúng ta Quy Nguyên Môn ở đây tới tập hợp. Đỗ Vạn Niên coi như thỏa mãn Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn trả lời. Tại Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn tự nguyện làm Quy Nguyên Môn chính là tay sai thời gian, chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn người đã ly khai Quy Nguyên Môn phạm vi thế lực nội. Ngồi không ở trên xe ngựa Diệp Thần Phong nhượng điều khiển mã xa người ngừng lại. Còn hắn thì lập tức đi xuống xe ngựa, hắn đồng dạng cũng biết Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các không hội từ bỏ ý đồ, cho nên hiện tại hắn phải về thế tục giới một chuyến, tướng phong vệ đội thành viên lập tức điều tiến cổ võ giới tới. Gặp Diệp Thần Phong đi xuống xe ngựa, cái khác vài chiếc mã người trên xe cũng toàn bộ đi xuống, Tôn Bác Dịch hỏi, Thần Phong, ngươi là không phải đang lo lắng sự tình hôm nay? Ngươi yên tâm. Ngoại thái công ta tuyệt đối không hội hướng Quy Nguyên Môn cúi đầu. Ngoại thái công, theo ta thấy Quy Nguyên Môn, Lãnh Hải Các cùng Huyền Thiên Môn, cái này ba đại môn phái hội liên hợp lại đúng chúng ta động thủ, với lại bọn họ sẽ phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong cau mày nói rằng, từ trên xe ngựa đi xuống, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tôn Hằng Phi, đúng Quỷ Y Môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên, nói rằng, Quý gia gia, nếu những môn phái khác thiếu người của các ngươi tình, như vậy vừa rồi ngươi thế nào không để cho bọn họ cùng nơi đúng Quy Nguyên Môn động thủ? Quý Đỉnh Thiên không vui nói, Hằng Phi, tiểu tử ngươi cho là người khác đều là óc heo. Bọn họ cũng phải vì bản thân môn phái lợi ích suy nghĩ, cho nên chỉ cần Quy Nguyên Môn không đúng chúng ta động thủ, bọn họ cũng tuyệt đối không sẽ chủ động đúng Quy Nguyên Môn động thủ. Hiện tại tình người là đều dùng hết, kế tiếp những môn phái khác người chắc chắn sẽ không tham dự vào cuộc phong ba này trong tới. Chính như Thần Phong theo như lời, Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các, cái này ba đại môn phái nên rất nhanh thì hội đối với các ngươi chấn Thiên Môn động thủ, hiện tại chỉ là phong ba đã tới trước tạm thời bình tĩnh mà thôi. Bất quá, chúng ta Quỷ Y Môn là tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ lập tức điều động Quỷ Y Môn sở hữu thiên giai cao thủ, đến các ngươi chấn Thiên Môn đi đóng ở. Quý Đỉnh Thiên không có quá nhiều lo lắng cái gì, hắn vẫn nhớ phụ thân hắn Quý Thuận Đức đã nói. Tượng Diệp Thần Phong người như vậy chỉ có thể dùng chân thành đi đả động. Chương 694, ba phái liên thủ, kiếm chỉ chấn Thiên Môn. Đối với Quỷ Y Môn bày tỏ tốt, Diệp Thần Phong tỉnh không có cự tuyệt, hắn hiện tại phải về một chuyến thế tục giới, vì vậy đúng Tôn Bác Dịch nói rằng, ngoại thái công, ta hiện tại lập tức phải về một chuyến thế tục giới, ta tại thế tục giới chung để lại một ít thế lực. Nếu không chỉ dựa vào chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn vẫn như cũ là không có cách gì chống đối ba đại môn phái, cho nên vô luận như thế nào các ngươi đều phải kiên trì đến ta trở về. Bị thương Tần Nghị biết hắn lão đại Diệp Thần Phong muốn đem phong vệ đội điều tiến cổ võ giới, hắn lập tức đứng ra nói rằng, lão đại,
ta cùng ngươi cùng nơi hồi thế tục giới, ngươi đúng cổ võ giới địa hình còn chưa quen thuộc, phải muốn có cái quen thuộc địa hình người cùng với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn đến sắc mặt có chút tái nhợt Tần Nghị, trực tiếp đương cự tuyệt nói, Tần Nghị, tiểu tử ngươi cấp ta thật tốt tính dưỡng thân thể, hiện tại những chuyện khác không yêu cầu ngươi quan tâm, lão đại tự ta hội giải quyết. Vừa gia nhập Trấn Thiên Môn Hạ Tử Ninh, nàng ngọa nguậy trắng mịn môi, vừa định muốn mở miệng đề nghị nàng cùng Diệp Thần Phong đi thế tục giới, ai biết đạo bị Tôn Hiểu Lệ cấp giành trước một bước, nói rằng, Thần Phong, nếu không ta cùng ngươi hồi một chuyến thế tục giới, ta đúng cổ võ giới địa hình coi như là quen thuộc. Thần Phong, ta cũng cùng đi với ngươi. Tôn Hằng Phi cũng vội vàng nói. Hằng Phi, những Hiểu Lệ một người bồi ta đi như vậy đủ rồi, lần này chúng ta có thể không phải đi thế tục giới du sơn ngoạn thủy. Diệp Thần Phong nghiêm trang nói. Ngược lại, Diệp Thần Phong lần thứ hai đúng Tôn Bác Dịch, nói rằng, ngoại thái công, nhớ kỹ ta đã nói, nếu như ba đại môn phái tại ta không có lúc trở lại, bọn họ tự liên hợp công kích Trấn Thiên Môn, như vậy các ngươi nhất định phải kiên trì đến ta trở về. Tôn Bác Dịch gặp Diệp Thần Phong cố ý phải về một chuyến thế tục giới, hắn cũng tự không ngăn cản nữa, nói rằng, Thần Phong, vậy chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Chiếc xe ngựa này cho ngươi cùng Hiểu Lệ hai người dùng. Tôn Bác Dịch chỉ vào hai bên trái phải một chiếc bạch sắc mã xa. Ân, tốt, Diệp Thần Phong điểm gật đầu đúng Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, Hiểu Lệ, chúng ta đây vội vàng lên đường đi. Tôn Bác Dịch chúng nhân nhìn bạch sắc mã xa nghênh ngang mà đi sau đó, Tôn Dương An nhìn không được mở miệng nghi vấn hỏi, Thần Phong nói hắn tại thế tục giới để lại một ít thế lực. Không biết cổ thế lực này hội có bao cường hãn. Tôn Bác Dịch lắc đầu, nói rằng, cái này tự không rõ lắm, ta nghĩ Thần Phong bồi dưỡng ra được người cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Cổ thế lực này tối thiểu mới có thể so sánh chúng ta cổ võ giới tam lưu môn phái đi. Một bên Tần Nghị nghe được Tôn Bác Dịch suy đoán hắn lão đại Diệp Thần Phong nắm trong tay thế lực chỉ có thể so sánh tam lưu thế lực, hắn tại trong lòng khinh thường cười cười, không có đưa hắn lão đại nắm giữ thế lực nói ra, dù sao bây giờ nói cũng không làm nên chuyện gì, chỉ chờ tới lúc hắn lão đại mang theo phong vệ đội người trở lại cổ võ giới. Mọi người tự nhiên mà vậy sẽ biết đáp án. Tốt, Tôn tiền bối, chúng ta bây giờ cũng phải muốn đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quý Đỉnh Thiên đúng Tôn Bác Dịch nói rằng, Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ ngồi chiếc bạch sắc trên mã xa, Diệp Thần Phong phụ trách lái mã xa, hắn hỏi bên cạnh Tôn Hiểu Lệ, từ nơi này đến thông hướng thế tục giới kết giới chi môn muốn bao lâu thời gian. Tôn Hiểu Lệ suy tư một lát sau, nói rằng, ước chừng phải 7 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Diệp Thần Phong tại trong lòng đánh giá một chút. Nếu như từ ở đây đến kết giới chi môn địa phương muốn không sai biệt lắm 7 cái tiếng đồng hồ, như vậy lại từ kết giới chi môn đi ra ngoài đến thế tục giới sau, muốn đuổi đến vương lực chúng nhân ở tửu điếm, ước chừng phải đi tìm 3 giờ thời gian, nói cách khác bởi vậy một hồi tổng cộng ước chừng phải đi tìm 20 tiếng đồng hồ, trong này đã là không thể đủ nghỉ ngơi, không thể đủ gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói cách khác tại tất cả thuận lợi dưới tình huống. Diệp Thần Phong muốn dẫn lính phong vệ đội thành viên trở lại Trấn Thiên Môn, tối thiểu cũng phải đến trưa ngày thứ hai lúc, cho nên phải muốn nắm chặt thời gian mới được. Tại Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ ngồi mã xe chạy khoảng chừng 3-4 cái tiếng đồng hồ sau, Quy Nguyên Môn trong đại điện bị âm trầm bầu không khí cấp bao phủ ở. Lúc này Quy Nguyên Môn trong đại điện, ngoại trừ Đỗ Vạn Niên cùng Đỗ Phúc Huy bên ngoài, lãnh hải các trưởng môn Tôn Nam Phi cùng gia gia của hắn Tôn Trưởng Thanh. Cùng với Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Chỉ ra ra Trung Vĩnh Minh đều ở đây, đến nỗi Trung Thiên Chỉ đã trước bị an bài tại Quy Nguyên Môn trong trị liệu thương thế. Tôn Nam Phi ra ra Tôn Trưởng Thanh toàn thân thực lực đạt tới nửa bước tiên thiên. Mà Trung Thiên Chỉ ra ra Trung Vĩnh Minh toàn thân thực lực đạt tới tiên thiên trung kỳ, hắn khi nhìn đến cháu của mình Trung Thiên Chỉ biến thành cái này phó tàn phế dáng dấp sau, hắn trong lòng phẫn nộ đạt tới đỉnh. Nguyên bản dùng Trung Thiên Chỉ cái này tuổi tác thực lực đến nửa bước tiên thiên, chờ đến giống như Trung Vĩnh Minh niên kỷ tuổi, Trung Thiên Chỉ thực lực khẳng định có thể vượt qua Trung Vĩnh Minh, nhưng là bây giờ Trung Thiên Chỉ hoàn toàn biến thành một cái phế vật. Đừng nói là đề thăng thực lực, sau đó coi như là sinh hoạt tự gánh vác cũng thành vấn đề. Đối phó Trấn Thiên Môn sự tình không hề gì tốt thương lượng, ta đề nghị ngày mai sáng sớm lập tức đúng Trấn Thiên Môn động thủ. Chúng ta Huyền Thiên Môn tổng cộng có 40 tên thiên giai cao thủ. Ta chuẩn bị rút ra 35 tên thiên giai cao thủ đi đối phó Trấn Thiên Môn.
Trung Vĩnh Minh cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trung lão đầu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi làm sự tình còn là giống nhau mạnh mẽ vang dội. Chúng ta Quy Nguyên môn tổng cộng có 38 tên thiên giai cao thủ, như vậy ta rút ra 30 tên thiên giai cao thủ đi đối phó Trấn Thiên môn. Đỗ Phúc Huy nói rằng, nếu hai vị đều thống khoái như vậy ta cũng không hề gì tốt do dự, chúng ta lãnh hải các tổng cộng có 27 tên thiên giai cao thủ, lần này ta rút ra 20 tên thiên giai cao thủ đi đối phó Trấn Thiên môn. Tôn Trưởng Thanh cũng lập tức nói rằng, cứ như vậy chúng ta ba phái liên hợp, ngày mai tổng cộng xuất động 85 tên thiên giai cao thủ, hơn nữa Thanh Vân môn cùng Thiên Cơ môn hai môn phái này giúp đỡ, thiên giai cao thủ không sai biệt lắm có thể đạt được 100 người tả hữu. Mà Quỷ Y môn thiên giai cao thủ có 35 tên, Trấn Thiên môn thiên giai cao thủ có 27-28 tên tả hữu, cho dù bọn họ hai môn phái thiên giai cao thủ cộng lại cũng bất quá hơn 60 người, căn bản không có cách gì cùng chúng ta đánh đồng. Còn có Trấn Thiên môn cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử, tuy rằng thực lực có thể cùng tiên thiên trung kỳ ngang hàng, thế nhưng chỉ cần ta và Trung lão đầu cùng nơi liên thủ, tiểu tử kia là tuyệt đối không có năng lực chống cự, cho nên lần này Trấn Thiên môn thế tất hội bị chúng ta nhổ tận gốc. Đỗ Phúc Huy phân tích lúc này tình thế, trong lòng tràn ngập cực độ tự tin. Tốt, Đỗ lão đầu, sự tình tự quyết định như vậy, sáng mai chúng ta tự lập tức đúng Trấn Thiên môn hạ thủ. Trung Vĩnh Minh trong giọng nói có loại không kịp chờ đợi gấp cảm giác. Sắc trời rất nhanh đen xuống, trong trời đêm treo nhất luân màu ngân bạch mặt trăng. Trong nháy mắt, đã khoảng chừng 10 cái canh giờ đã qua. Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ đi qua kết giới chi phía sau cửa, liền lập tức vội vàng chạy tới Vương Lực Đảng phong vệ đội thành viên dừng chân tửu điếm. Khi bọn hắn hai cái chạy tới tửu điếm thời gian đã là tới gần nửa đêm 12 giờ. Bởi tại cổ võ giới chưa dùng tới điện thoại di động, Diệp Thần Phong điện thoại di động cũng đã sớm không có điện, may mắn là Diệp Thần Phong biết Vương Lực ở số phòng. Đương Diệp Thần Phong gõ Vương Lực phòng môn, Vương Lực mở cửa phòng nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, nguyên bản có chút mắt buồn ngủ mông lung Vương Lực lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn họ những này phong vệ đội thành viên tại ở đây đã đợi có cá biệt tháng. Diệp Thần Phong không có nói nhiều. Hiện tại có thể không phải tự cựu thời gian, trực tiếp ra lệnh, Vương Lực, nhượng phong vệ đội thành viên toàn bộ đến bên ngoài quán rượu tập hợp. Là, Diệp Thiếu, Vương Lực rất cung kính hồi đáp, tiếp theo, hắn lập tức đi liên hệ cái khác phong vệ đội thành viên. Mà Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ tắc là đi ra tửu điếm đợi phong vệ đội thành viên tập hợp, bởi vừa rồi Vương Lực không có tăng chân kình chi lực, theo Tôn Hiểu Lệ Vương Lực tịnh không có gì đặc biệt. Chỉ là so với người bình thường cường tráng một ít mà thôi. 5 phút sau, 88 gã phòng vệ đội thành viên toàn bộ tại cửa tiệm rượu tập trung, bởi là nửa đêm trong, chu vi cơ hồ là không có cái gì người đi đường. Tôn Hiểu Lệ nhìn trước mặt những này người, nàng vẫn như cũ là không có từ những này trên thân người cảm giác được có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, không nén nổi nghi vấn hỏi, Thần Phong, người nói thế lực chính là những này người. Bọn họ tại thế tục giới khả năng toán là cao thủ, nhưng người cũng biết phóng đến cổ võ giới chung đi, bọn họ căn bản là yếu không được. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng phong vệ đội thành viên, nói rằng, phong vệ đội thành viên nghe lệnh, hiện tại các ngươi tướng bản thân thực lực toàn bộ bày ra. Là, Diệp Thiếu, phong vệ đội thành viên miệng đồng thanh quát. Tiếp theo, phong vệ đội 88 gã thành viên sôi nổi đề thăng khởi thể nội chân kình chi lực. Từng đạo thiên giai khí thế phóng lên cao. Điều này làm cho Tôn Hiểu Lệ trong nháy mắt ngây dại, khẩu trung lắp bắp hỏi, Thần Phong, cái này, nơi này 88 người toàn bộ là thiên giai cao thủ. Đương nhiên toàn bộ là thiên giai cao thủ, nếu không ta để làm chi tới thế tục giới viện binh. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ nói rằng, 88 gã thiên giai cao thủ. Cho dù nhất lưu trong thế lực cao cấp nhất, khẳng định cũng không có cường hãn như thế thế lực đi. Tôn Hiểu Lệ cổ họng trong nhìn không được nuốt nước bọt, có cái này 88 gã thiên giai cao thủ, cho dù Quy Nguyên môn, Huyền Thiên môn cùng Lãnh Hải Các, cái này ba đại môn phái liên thủ, vậy cũng không cần phải có chút nào sợ hãi đi. Tôn Hiểu Lệ là càng xem không hiểu Diệp Thần Phong, nàng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong rốt cuộc là thế nào một người. Thuộc hạ vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên giai cao thủ tới. Các ngươi đẳng rất lâu rồi đi. Hiện tại chúng ta lập tức chạy tới cổ võ giới, có một hồi đại chiến tại chờ các ngươi ni.
Diệp Thần Phong đúng phong vệ đội thành viên nói rằng. Phong vệ đội thành viên nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, một đám là nhiệt huyết dâng trào, bọn họ đang đợi chính là một ngày như vậy. Chương 695, Chấn Thiên Môn Nguy Cơ. Phát sinh ở Quy Nguyên Môn trưởng môn Đỗ Vạn Niên đại thọ thượng sự tình, dường như trường cánh chim thông thường, rất nhanh tại cổ võ giới nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu trong thế lực truyền ra, nhất là một ít môn phái chú ý tới Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải các cái này ba đại môn phái hướng đi sau, mơ hồ có loại bão tố sắp xảy ra trước cảm giác, cổ võ giới mấy năm nay bình tĩnh quá lâu. Ngay các đại môn phái đoán rằng Chấn Thiên Môn có thể không thể đủ tại ba đại môn phái liên hợp dưới sự công kích còn sống sót thời gian, cổ võ giới Chấn Thiên Môn địa phương sở tại bầu không khí là tương đối buộc chặt, rất nhiều Chấn Thiên Môn đệ tử cùng Quỷ Y Môn đệ tử vội vội vàng vàng dục dịch, bọn họ một đám mặt thượng đều treo cảnh giác thần sắc, hai con ngươi nhìn chăm chú vào bốn phía nhất cử nhất động. Quỷ Y Môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên rời đi Quy Nguyên Môn sau. Hắn lập tức tướng trong môn phái sở hữu thiên giai cao thủ, toàn bộ điều động đến Chấn Thiên Môn tới đóng ở, nỗ lực bang Chấn Thiên Môn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn thiên giai cao thủ cộng lại tổng cộng tài 63 người tả hữu, quang dựa vào những này thiên giai cao thủ có thể vẫn là không cách nào ngăn cản ba đại môn phái liên hợp công kích. Tại Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử chung quanh tuần tra thời gian, Chấn Thiên Môn trong đại điện là đèn đuốc sáng trưng, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí là càng tới càng ngưng trọng, người ở chỗ này không có chút nào buồn ngủ, bọn họ tức phải đối mặt thế nhưng hai cái nhất lưu môn phái cùng một cái nhị lưu môn phái, cái này nhóm thế lực có thể không là bọn hắn có thể ngăn cản. Tôn Bác Dịch thở dài một hơi, nói rằng, căn cứ vừa Chấn Thiên Môn đệ tử dò thăm tin tức, Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải các cao thủ tập trung đến Quy Nguyên Môn. Lần này hình như Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn cũng tham dự trong đó, đối phương xuất động thiên giai cao thủ khả năng tại 100 người tả hữu, hơn nữa Đỗ Phúc Huy cùng Trung Vĩnh Minh có tiên thiên trung kỳ thực lực, tình huống trước mắt đúng chúng ta đặc biệt bất lợi. Tôn lão đầu, đừng nói những này ủ rũ lời nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta hai ngày trước mơ hồ có chạm tới tiên thiên cảnh đỉnh phong cảm giác. Nhưng ta tha trụ hai gã tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không có vấn đề. Quỷ Y Môn tiền nhiệm trưởng môn Quý Thuận Đức nói rằng, hắn tại biết ba đại môn phái có thể liên hợp công kích Chấn Thiên Môn sau, hắn cũng không chút do dự cùng Quỷ Y Môn đệ tử cùng nơi đi tới Chấn Thiên Môn. Nghe được Tôn Bác Dịch cùng Quý Thuận Đức đối thoại của hai người, trong đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh chi chung, Quý Thuận Đức chỉ là mơ hồ chạm tới tiên thiên đỉnh phong, tịnh không phải chân chánh đạt tới tiên thiên đỉnh phong thực lực, cho nên người ở chỗ này rất rõ ràng. Quý Thuận Đức nên chỉ có thể tha trụ hai gã tiên thiên trung kỳ cao thủ một hồi thời gian. Thế nhưng hai bên thiên giai cao thủ cũng hoàn toàn kém xa, trận đại chiến này tại rất nhiều người xem ra quả thực là không có bắt đầu, hầu như là có thể đoán được kết quả. Đây đều là cái kia thế tục giới tiểu tử chọc cho phiền phức, không nghĩ tới hắn liên tiếp chọc tới ba cái môn phái, lẽ nào cái này nhất định là chúng ta Chấn Thiên Môn diệt vong ngày sao? Khả năng bởi bầu không khí tương đối áp lực. Cuối cùng có một gã Chấn Thiên Môn trưởng lão nhịn không được giày đi ra. Sau đó một bên lập tức vang lên phụ họa thanh âm. Tất cả im miệng cho ta, Thần Phong là ngoại tôn của ta, các ngươi nếu là sợ chết cấp ta toàn bộ cút ra khỏi Chấn Thiên Môn. Tôn Dương An trong giây lát chợt quát lên, trên người tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Đồng dạng tại trong đại điện Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm. Bọn họ đang nghe được Chấn Thiên Môn trung trưởng lão bắt đầu oán giận khởi con của bọn họ hai cái trong lòng nổi lên một vòng cay đắng, cho dù phiền toái trước mắt là con trai mình gây ra. Thế nhưng làm vì cha mẹ Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, bọn họ cũng không thích nghe đến người khác nói con trai của bọn họ không phải. Tôn Mỹ Cầm lôi kéo Diệp Đông Hoa cánh tay, Diệp Đông Hoa nhẹ nhàng tại Tôn Mỹ Cầm trên mu bàn tay vỗ vỗ, sau đó, hắn kiên quyết đứng dậy. Nói rằng, nếu cái này kiện sự tình là con ta gây ra, như vậy đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem chúng ta giao ra thì tốt rồi, chúng ta là sẽ không liên lụy các ngươi. Đông Hoa nói không sai, con trai gây ra phiền phức, liền do chúng ta làm phụ mẫu tới gánh chịu. Tôn Mỹ Cầm nghĩa vô phản cố nói rằng, đứng ở một bên Tần Nghị đang nghe Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm lời nói sau, hắn đồng dạng là không chút do dự bước ra một bước. Nói rằng, cái này kiện trong chuyện cũng có nguyên nhân của ta, lão đại là vì giúp ta mới đi Quy Nguyên Môn,
chúng ta có thể không cần liên lụy các ngươi. Tần Nghị Tại trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cười nhạo những. Này Trấn Thiên Môn trưởng lão tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cần hắn lão đại mang theo 88 gã phong vệ đội thiên giai cao thủ đúng lúc chạy tới nơi này, đến lúc đó còn dùng được sợ ba đại môn phái liên hợp công kích sao? Tại Tần Nghị đi tới sau, Tiết San San cũng theo sau Tần Nghị nhịp bước, hiện tại cho dù là tử. Cùng Tần Nghị chết cùng một chỗ, Tiết San San cũng cảm giác không gì sánh được hạnh phúc. Vừa gia nhập Trấn Thiên Môn Hạ Tử Ninh, nàng cắn môi đứng ở Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm bên cạnh, nàng dùng hành động để nói rõ, nếu như Trấn Thiên Môn dự định cùng Diệp Thần Phong phiết thanh quan hệ, như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại, nàng tới Trấn Thiên Môn một đại bộ phận nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong. Thật không hiểu nổi các ngươi, một đám thế nào như thế sợ chết. Dù sao Thần Phong là ta Tôn Hằng Phi huynh đệ, cho dù là muốn đi địa ngục, ta cũng hội cùng huynh đệ của ta đi nó một tao. Tôn Hằng Phi vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp, bất quá, lúc này trên mặt hắn biểu tình lại là phá lệ chăm chú. Tôn lão đầu, nếu các ngươi không cần Thần Phong thanh niên nhân này, như vậy chúng ta Quỷ Y Môn muốn, chúng ta Quỷ Y Môn người cũng không sợ tử. Quý Thuận Đức có chút bất mãn vừa rồi Trấn Thiên Môn trưởng lão ngôn ngữ. Đúng, Diệp tiên sinh y thuật cao như vậy siêu, chúng ta Quỷ Y Môn là hoan nghênh chí cực. Ta coi thường nhất mắt chính là này người tham sống sợ chết, người sống trên thế giới này, có đôi khi không phải là vì tranh một hơi thở sao. Ta xem không cần tại ở đây nói nhảm nhiều, dù sao cũng không phải một đường. Quỷ Y Tam Thánh cũng sôi nổi mở miệng nói rằng, bọn họ cái này ba cái lão đầu trong lòng đối với Diệp Thần Phong là sùng kính không gì sánh được, ai nhượng Diệp Thần Phong y thuật nhượng ba người bọn hắn hoàn toàn thuyết phục ni. Quý lão đầu, ta có thể còn chưa lên tiếng ni. Lại nói vừa rồi con ta Tôn Dương An đã nói rất rõ ràng, ta cái này làm ngoại thái công là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta tằng ngoại tôn, cho nên ngươi không nên đem chú ý đánh tới Thần Phong trên người. Tôn Bác Dịch mở miệng nói rằng, ngược lại, Tôn Bác Dịch vừa giận mắt trừng trừng nhìn Trấn Thiên Môn này trưởng lão, quát dẹp đường, các ngươi ở giữa nếu như ai muốn rời khỏi Trấn Thiên Môn ta không ngăn trở, nếu như lựa chọn lưu lại nhất định phải muốn cùng ba đại môn phái đẫm máu đánh một trận. Đúng lúc này, một gã Trấn Thiên Môn đệ tử vội vàng đi vào trong đại điện, đúng Tôn Dương An nói rằng, trưởng môn, Tiền Phương ra roi thúc ngựa truyền đến tin tức, ba đại môn phái người đã tại hướng chúng ta ở đây xuất phát. Đang nghe tin tức này sau, mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn bên ngoài dần dần sáng lên sắc trời, bọn họ người nơi này là suốt cả một buổi tối không có chợp mắt. Tôn Dương An hướng đến đây hồi báo Trấn Thiên Môn đệ tử phất phất tay, ý bảo làm cho đối phương lui xuống trước đi. Trưởng môn, không có ý tứ, ta muốn rời khỏi Trấn Thiên Môn. Trưởng môn, ta cũng muốn rời khỏi Trấn Thiên Môn. Hai vị Trấn Thiên Môn trưởng lão nghe được ba đại môn phái, đã đang hướng Trấn Thiên Môn bên này xuất phát, bọn họ biết tình huống dưới mắt, lưu lại chỉ có là một con đường chết, bọn họ không tin Trấn Thiên Môn tại ba đại môn phái liên hợp dưới sự công kích vẫn có thể còn sống sót. Tôn Dương An phất phất tay, nói rằng tốt, ta đồng ý các ngươi rời khỏi Trấn Thiên Môn, sau đó hai người các ngươi cùng chúng ta Trấn Thiên Môn không còn có bất luận cái gì dây dưa, cho dù lần này chúng ta Trấn Thiên Môn có thể còn sống sót, các ngươi cũng cả đời không thể có thể trở về Trấn Thiên Môn. Hai vị Trấn Thiên Môn trưởng lão đang nghe Tôn Dương An lời nói sau, trên mặt bọn họ biểu tình là âm tình bất định, nguyên bản bọn họ trong lòng quả thực ôm ý nghĩ như vậy, nếu như đến lúc đó đại chiến kết thúc, Trấn Thiên Môn có thể còn sống sót lời nói, bọn họ đã có ra mặt dày rồi trở về, nhưng hôm nay Tôn Dương An đem từ tục tiểu nói trước, cái này để cho bọn họ hai cái hoàn toàn đã không có đường lui, cuối cùng chỉ có thể trong lòng tức giận bất bình ly khai đại điện. Tại hai gã Trấn Thiên Môn trưởng lão ly khai đại điện sau, Tôn Bác Dịch nhìn bên ngoài càng phát sáng rỡ sắc trời, lẩm bẩm không biết lần này Thần Phong có thể không thể đủ cho chúng ta mang đến một cái kỳ tích. Cái này chỉ sợ là Trấn Thiên Môn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Tần Nghị nghe được Tôn Bác Dịch lẩm bẩm sau, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, nhất định hội có kỳ tích, các ngươi sẽ chờ nhìn đến lão đại sáng tạo ra kỳ tích đến đây đi. Chương 696, đầu tường thảo, đại chiến bắt đầu. Mặt trời mới mọc đông thăng. Theo mặt trời càng lên càng cao, thời gian đã là tới gần sáng sớm 8 giờ. Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ dẫn theo 88 gã phong vệ đội thành viên,
từ lâu thông qua kết giới chi môn tiến nhập cổ võ giới chung, bởi không có thay đi bộ công cụ, Diệp Thần Phong chúng nhân chỉ có thể đề thăng khởi thực lực một đường cuồn cuộn, thiên giai cao thủ có khả năng đủ phát huy được tốc độ cũng không so mã xa chậm, chỉ bất quá vẫn nhanh như vậy tốc cuồn cuộn khó tránh khỏi hội tiêu hao một ít thể lực, cho nên cách mỗi một giờ, Diệp Thần Phong sẽ làm phong vệ đội người nghỉ ngơi 7-8 phút. Đợi một lát dù sao rất có thể hội trải qua một hồi đại chiến, cho nên vẫn là phải muốn bảo tồn nhất định thể lực. Mắt thấy một giờ chạy trốn thời gian lại đến, Diệp Thần Phong nhường phong vệ đội thành viên ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hắn tắc là nhìn trên trán bốc lên ra tinh mịn mồ hôi hột Tôn Hiểu Lệ, hỏi, Hiểu Lệ, chúng ta đại khái còn muốn bao lâu thời gian tài năng đủ đến trấn thiên môn? Tôn Hiểu Lệ cho tới bây giờ còn không có từ 88 gã thiên giai cao thủ trong khiếp sợ triệt để phục hồi tinh thần lại, tại nàng nghe được Diệp Thần Phong nghi vấn sau, nàng chậm chạp một hồi lâu, mới hồi đáp, Thần Phong, ngươi yên tâm đi, ba đại môn phái có thể sẽ không nhanh như vậy tự liên hợp công kích chúng ta trấn thiên môn, chỉ cần mang theo cái này 88 gã thiên giai cao thủ chạy tới trấn thiên môn, như vậy chúng ta tự không cần phải sợ hãi ba đại môn phái. Chúng ta tốc độ bây giờ so ngồi mã xa nhanh thường không ít, nếu như kế tiếp vẫn bảo trì loại tốc độ này lời nói, đại khái chừng một canh giờ, chúng ta là có thể đến trấn thiên môn. Nghe được Tôn Hiểu Lệ sau khi trả lời, Diệp Thần Phong điểm gật đầu, đúng một đám phong vệ đội thành viên, nói rằng, các vị huynh đệ, các ngươi còn hữu lực khí đi đường sao? Một giờ sau, các ngươi rất có thể liền trải qua một hồi đại chiến, nhất định phải bảo đảm chiến đấu thể lực mới được. Diệp Thiếu, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là từ ngươi thuộc hạ huấn luyện ra, trước đây ngươi ở đây Thương Vân Sơn Mạch huấn luyện chúng ta thời gian. Không phải trả cho chúng ta uống một loại tiêu hao thể năng dược vật sao? Cho nên hiện đang tiêu hao cái này chút thể lực đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Vương Lực mở miệng nói rằng, đúng, Diệp Thiếu, nếu chỉ có một tiếng đồng hồ tự tới mục đích, như vậy chúng ta tự vội vàng lên đường đi. Diệp Thiếu, chúng ta chờ đợi ngày này có thể đợi rất lâu rồi, để chúng ta kiến thức một chút cổ võ giới cao thủ có lợi hại bực nào đi. Tay của chúng ta cũng đều đặc biệt ngứa. Đang nghe được phong vệ đội thành viên lời nói sau, Diệp Thần Phong vung tay lên. Nói rằng, tốt, các vị huynh đệ, như vậy chúng ta kế tục đi đường, những cổ võ giới người biết chúng ta thế tục giới cũng là có thể xuất hiện cao thủ. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân không ngừng tiếp cận trấn thiên môn thời gian, trấn thiên môn cách đó không xa hiện lên một nhóm lớn người, rậm rạp chẳng chịt khoảng chừng có 100 người tả hữu. Đi thuốc ở đàng trước là ba cái gần trăm tuổi lão đầu. Bọn họ theo thứ tự là Quy Nguyên Môn Đỗ Phúc Uy, Huyền Thiên Môn Trung Vĩnh Minh cùng Lãnh Hải Các Tôn Trưởng Thanh. Tại cái này ba cái lão đầu đằng sau theo là cháu trai của bọn họ Đỗ Vạn Niên, Trung Thiên Chỉ cùng Tôn Nam Phi, bất quá, trong đó Trung Thiên Chỉ là ngồi ở xe lăn, do một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ chuyên môn phụ trách chiếu cố hắn, hiện tại hai cánh tay của hắn đã không có, hai cái đùi cũng bị triệt để phế bỏ. Đây hết thảy đều là Diệp Thần Phong một tay tạo thành, hắn muốn nhìn tận mắt Diệp Thần Phong đi gặp Diêm Vương gia, cho nên hắn tài khẩn cầu gia gia của hắn Trung Vĩnh Minh dẫn hắn cùng nơi tới. Tại gần đây chừng 100 người ở giữa, Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn trưởng môn cùng trưởng lão đều ở bên trong, ngày hôm nay bọn họ là tới giúp đỡ ba đại môn phái diệt trừ trấn thiên môn, bất quá, Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn sắc mặt có vẻ có chút không đẹp. Hắn biết con trai của mình Tần Nghị đã ở trấn thiên môn. Hắn trong lòng là không muốn nhìn thấy con trai của mình cứ như vậy bạch chết vô ích, thế nhưng đối mặt ba đại môn phái áp bách, hắn liền một cái thí cũng không dám thả, làm một phụ thân, làm được tượng Tần Bạch Ngôn như vậy thật đúng là đủ đáng thương. Tại Đỗ Phúc Huy, Trung Vĩnh Minh cùng Tôn Trưởng Thanh ba người này bên trái còn theo hai cái tuổi chừng 5-60 tuổi lão đầu, nếu như trấn thiên môn người đang trường khẳng định có thể liếc mắt nhận ra hai người kia tới. Cái này hai người không chính là vừa rồi rời khỏi trấn thiên môn hai vị trưởng lão mà. Hai vị này trấn thiên môn trưởng lão tên là Thôi Sơn cùng Thôi Giang. Bọn họ vốn là dự định ly khai trấn thiên môn, ai biết đạo nửa đường gặp ba đại môn phái người, hơn nữa còn có người nhận ra bọn họ là trấn thiên môn chung người. Kết quả là, Thôi Sơn cùng Thôi Giang lập tức không có cốt khí đầu phục ba đại môn phái. Bọn họ sau đó cũng không thể có thể trở về đến trấn thiên môn chung đi. Chẳng thừa dịp hiện đang vì mình tương lai mưu một con đường sống, phản đang khi bọn họ hai cái xem ra trấn thiên môn là tuyệt đối không chống đỡ nổi ba đại môn phái cổ thế lực này.
Thôi Sơn cùng Thôi Giang thực lực đạt tới thiên giai trung phẩm, phàm là đến thiên giai cao thủ, đối với nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực đều cũng có tác dụng, cho nên Đỗ Phúc Huy đang khảo sát một phen cái này hai người sau, đồng ý cái này hai người gia nhập đến lần này diệt trừ Trấn Thiên Môn trong trận doanh tới. Tại Trấn Thiên Môn trước mặt tu luyện trường thượng tuần tra Trấn Thiên Môn đệ tử, khi nhìn đến xa xa có rậm rạp chẳng chịt đoàn người lại hướng tới cái này vừa đi tới sau, liền lập tức chạy vào đại điện đi thông chi trưởng môn. Tôn Bác Dịch cùng Quý Thuận Đức chúng nhân nghe được tin tức này sau, lập tức toàn bộ tuôn ra trong đại điện, sắc mặt ngưng trọng nhìn xa xa khoảng chừng 100 số người. Sở hữu Trấn Thiên Môn đệ tử cho ta nghe lệnh, lập tức cấp ta đến trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Bác Dịch đúng chung quanh Trấn Thiên Môn đệ tử quát dẹp đường. Tại Tôn Bác Dịch vừa dứt lời thời gian, Quý Thuận Đức cũng lên tiếng, ở đây sở hữu Quỷ Y Môn đệ tử cho ta nghe lệnh, ngày hôm nay chúng ta muốn cùng Trấn Thiên Môn cộng đồng tồn vong, tại ba đại môn phái chung bất kể có không có các ngươi quen nhau người, chỉ cần bọn họ dám ở chỗ này động thủ, cách sát vật luận. Tại ba đại môn phái nhân mã thượng phải đến đạt Trấn Thiên Môn tu luyện trường thời gian, chu vi cũng có những môn phái khác người đang quan vọng, những này người đại thể đều là ôm xem kịch vui tâm tính. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua trận này đại chiến. Cái này Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn cùng lãnh hải các thủ bút thật đúng là đại, vậy mà phái ra không sai biệt lắm 100 tên thiên giai cao thủ, huống hồ Đỗ Phúc Huy cùng Trung Vĩnh Minh là tiên thiên trung kỳ cao thủ, Đỗ Vạn Niên cùng Tôn Trưởng Thanh là nửa bước tiên thiên cao thủ, xem ra Trấn Thiên Môn cho dù có Quỷ Y Môn tương trợ, sợ rằng ngày hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng. Nguyên bản Trấn Thiên Môn nên có thể xâm nhập thế lực cao cấp phạm vi, ngày hôm qua Quy Nguyên Môn trưởng môn Thọ Yến ta không có đi, ta nghe nói Trấn Thiên Môn xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, 20 nhiều tuổi tự có cùng tiên thiên trung kỳ sánh ngang thực lực, nếu để cho Trấn Thiên Môn cái này thiên tài tuyệt thế lớn lên, tương lai Trấn Thiên Môn không có lý do gì không bước vào thế lực cao cấp, chỉ tiếc Trấn Thiên Môn độ bất quá hôm nay cái cửa ải khó khăn này. Trốn tại Trấn Thiên Môn chu vi quan sát những môn phái khác người, khi nhìn đến ba đại môn phái tới gần Trấn Thiên Môn sau, một đám trong miệng nhìn không được phát sinh cảm khái. Quý Thuận Đức, người cái này lão đầu đã ở. Ngày hôm nay các người Quỷ Y Môn nhất định muốn tham gia chúng ta cùng Trấn Thiên Môn sự tình. Tại ba đại môn phái người đi lên Trấn Thiên Môn tu luyện trường sau, Huyền Thiên Môn Trung Vĩnh Minh lập tức chất vấn. Quý Thuận Đức ho một tiếng. Nói rằng, ta đã có thật nhiều năm không hề động tay, vừa vặn thừa cơ hội này nới lỏng xương. Quý Thuận Đức, nếu các ngươi Quỷ Y Môn như vậy hồ đồ ngu xuẩn, như vậy chúng ta ngay cả Quỷ Y Môn cũng nhổ tận gốc. Trung Vĩnh Minh lạnh giọng quát dẹp đường. Đứng tại Quý Thuận Đức bên cạnh Tôn Bác Dịch thấy được Thôi Sơn cùng Thôi Giang cái này hai người, lập tức mở miệng hỏi, Thôi Sơn, Thôi Giang, hai người các ngươi như thế nào cùng ba đại môn phái cùng một chỗ? Thôi Sơn cùng Thôi Giang nếu đã đứng ở ba đại môn phái bên này, như vậy bọn họ hai cái cũng không có ngượng ngùng gì, dù sao từ nay về sau bọn họ cùng Trấn Thiên Môn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thôi Sơn cười lạnh nói, Lương Cầm chọn mộc mà tê, Trấn Thiên Môn lập tức tự phải xong đời, chúng ta hai cái gia nhập ba đại môn phái trận doanh có cái gì kỳ quái. Huống hồ chúng ta cũng không phải Trấn Thiên Môn người, chúng ta cũng không muốn cùng Trấn Thiên Môn cùng nơi hủy diệt. Các vị Trấn Thiên Môn đệ tử cùng trưởng lão nghe ta vài câu, lần này phiền phức là thế tục giới tiểu tử kia cấp gây ra, các ngươi vì thế tục giới tiểu tử kia liều sống liều chết đáng giá không? Thừa dịp hiện tại còn có cơ hội, các ngươi cũng vội vàng gia nhập đến ba đại môn phái trong trận doanh tới, cùng nơi diệt Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn. Thôi Giang đầu độc nhân tâm. Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Tôn Hằng Phi đẳng Trấn Thiên Môn người, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thôi Sơn cùng Thôi Giang ly khai Trấn Thiên Môn cũng thì thôi, bây giờ bọn họ còn làm đầu tường thảo tới phản chiến tướng hướng, điều này làm cho Tôn Bác Dịch chúng nhân hận không thể trực tiếp tướng hai cái này lão già kia một cái tát đập chết. Tại đại chiến sắp bắt đầu chi tế, Thôi Sơn cùng Thôi Giang còn đầu độc nhân tâm, điều này làm cho Tôn Bác Dịch chúng nhân cảm thấy không ổn, nói không chừng rất nhiều người cũng sẽ bị hai cái này lão già kia nói tâm động. Chương 697, chạy tới. Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng bầu không khí trong lúc nhất thời dường như động lại, ở đây rất nhiều Trấn Thiên Môn đệ tử cùng Quỷ Y Môn đệ tử, bọn họ đang nghe Thôi Sơn cùng Thôi Giang đầu độc sau, nội tâm bắt đầu không ngừng dao động lên, dù sao ai cũng không muốn đi không chịu chết.
Huyền Thiên Môn Trung Vĩnh Minh, Quy Nguyên Môn Đỗ Phúc Huy cùng Lãnh Hải các tôn trưởng thanh, ba lão gia hỏa này nhìn đến Quỷ Y Môn cùng Trấn Thiên Môn đệ tử, mặt thượng bắt đầu hiện ra vẻ do dự sau, bọn họ không nén nổi cảm thấy Thôi Sơn cùng Thôi Giang vẫn có chút chỗ dùng. Đỗ Phúc Huy mở miệng nói rằng, Quỷ Y Môn đệ tử cùng Trấn Thiên Môn đệ tử, các ngươi nghe cho ta, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập đến chúng ta ba đại môn phái trong trận doanh tới, như vậy chúng ta nhất định là không gì sánh được hoan nghênh. Đằng lần này diệt trừ Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập Quy Nguyên Môn, Huyền Thiên Môn hoặc là Lãnh Hải Các, chúng ta ba đại môn phái tùy ý các ngươi chọn. Đỗ Phúc Huy lời nói này thế nhưng cụ bị 10 phần sức dụ dỗ, điều này làm cho Quỷ Y Môn cùng Trấn Thiên Môn đệ tử nội tâm dao động càng thêm lợi hại. Quý lão đầu, tình huống hiện tại có thể không ổn a. Nếu như đệ tử của chúng ta toàn bộ phản chiến tướng hướng, như vậy ngày hôm nay ở đây khẳng định sẽ trở thành chúng ta nơi táng thân, bất kể như thế nào, ta đều phải kiên trì đến Thần Phong cùng Hiểu Lệ trở về. Tôn Bác Dịch thấp giọng với Quý Thuận Đức nói rằng, Quý Thuận Đức trong lòng cũng là không có biện pháp chút nào, một ngày những đệ tử này nội tâm dao động, muốn lại để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, cái này sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Giữa lúc có Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử muốn đứng ra đầu nhập vào ba đại môn phái thời gian, ngày hôm qua bị thương còn chưa có khỏi hẳn Tần Nghị đứng dậy, cổ họng trong quát, đã từng ta Tần Nghị là một cái kẻ bất lực, tại cổ võ giới mọi người trong mắt ta chính là một cái phế vật. Có thể tại thế tục giới khi ta gặp phải lão đại của ta Diệp Thần Phong thời gian, hắn hoàn toàn cải biến vận mệnh của ta, ta cũng lần lượt từ trên người hắn thấy được kỳ tích. Lúc đó tại ta phải biết lão đại của ta cùng cổ võ giới Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các đều có ân oán thời gian, lúc đó tại ta phải biết lão đại của ta muốn đi vào cổ võ giới diệt cái này hai đại môn phái thời gian, ta thật cảm giác lão đại của ta điên, loại ý nghĩ này quá điên cuồng. Ta nhớ kỹ, khi đó ta hỏi lão đại một vấn đề. Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Lão đại là trả lời như vậy ta không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức, có chút sự tình là phải muốn đi làm. Cho tới hôm nay, ta còn lao thẳng đến lão đại nói những lời này ghi tạc trong lòng, không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức. Người cả đời này không phải là vì tranh một hơi thở sao? Các ngươi hiện tại nếu như đúng ba đại môn phái cúi đầu, lẽ nào các ngươi cho là mình không uất ức sao? Ta tin tưởng lão đại lần này nhất định vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích tới, ta tin tưởng lão đại hội đúng lúc chạy về. Tần Nghị lời nói này nói được leng keng hữu lực, mặt thượng hiện lên kiêu ngạo quang mang, hắn kiêu ngạo đời này có thể có Diệp Thần Phong như vậy lão đại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng ba đại môn phái trong đám người phụ thân của hắn Tần Bạch Ngôn. Tần Bạch Ngôn đang nghe được con trai mình những lời này. Lại mà cảm thụ được con trai mình nhìn về phía ánh mắt của hắn, hắn trong lòng cảm giác vô hạn biệt khuất, trong miệng chăm chú cắn hàm răng, trong lòng âm thầm báo cho bản thân, Tần Bạch Ngôn, ngươi là Thanh Vân Môn trưởng môn, nếu như ngươi và ba đại môn phái đối nghịch, Thanh Vân Môn còn chưa đủ ba đại môn phái nhét kẻ răng ni. Cho nên, ngươi nhất định muốn nhẫn, Tần Bạch Ngôn ánh mắt lóe lên nhìn thoáng qua con của hắn Tần Nghị, tại trong lòng nói rằng, Tiểu Nghị, thật xin lỗi. Ta biết ta rất uất ức, có thể là vì nhượng Thanh Vân Môn tồn sống sót, ta cần thiết làm như vậy. Quỷ Y Môn cùng Trấn Thiên Môn đệ tử rõ ràng cho thấy bị Tần Nghị lời nói này bị nhiễm, bọn họ vừa bước ra đi cước bộ lại thu hồi lại, không sợ chết. Chỉ sợ sống quá uất ức, câu này Diệp Thần Phong đã từng nói với Tần Nghị lời nói, thật sâu khắc vào trong lòng của bọn họ mặt, khơi dậy bọn họ trong lòng nam nhân nên có tâm huyết. Tôn Bác Dịch nhìn đến môn hạ đệ tử thái độ lần thứ hai bị vãn hồi rồi, hắn lập tức quát dẹp đường, Trấn Thiên Môn các vị đệ tử cùng trưởng lão, vừa rồi Tần Nghị nói một điểm đều không sai, Trấn Thiên Môn bằng là của các ngươi ra. Nơi này có các ngươi quá nhiều nhớ lại, hiện tại người khác đều đánh tới môn lên đây, lẽ nào chúng ta không chuẩn bị liều mạng chống lại sao? Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo chúng ta Quỷ Y Môn Quỷ Vương Thập Tam Châm. Cho nên chúng ta Quỷ Y Môn đệ tử lý nên nghe theo Diệp Thần Phong điều khiển. Ngày hôm nay coi như là chết trận tại ở đây, chúng ta cũng là quang vinh, ninh làm một phút anh hùng, không làm cả đời cẩu hùng. Quý Thuận Đức cũng rèn sắt khi còn nóng nói rằng, ninh làm một phút anh hùng, không làm cả đời cẩu hùng. Ninh làm một phút anh hùng, không làm cả đời cẩu hùng. Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng. Quỷ Y Môn đệ tử cùng Trấn Thiên Môn đệ tử toàn bộ hô khởi cái này một cái khẩu hiệu, trải qua Tần Nghị, Tôn Bác Dịch cùng Quý Thuận Đức ba người bị nhiễm,
những đệ tử này nội tâm không lại dao động, bắt đầu biến có thể so kiên định lên. Ngồi ở xe lăn Huyền Thiên môn trưởng môn Trung Thiên Trì, hắn đột nhiên lạnh giọng quát dẹp đường, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia ở nơi nào? Chẳng lẽ nói hắn trốn sao? Vì như thế một cái người tham sống sợ chết, các ngươi những này ngu ngốc còn nguyện ý vì hắn liều mạng. Hãy bớt xàm môn đi, các ngươi đừng hòng muốn lại đầu độc lòng người. Tôn Bác Dịch lập tức mở miệng quát dẹp đường. Tốt, đã như vậy, ngày hôm nay chúng ta tự huyết tẩy trấn thiên môn. Trung Vĩnh Minh trên người đột nhiên bạo phát ra tiên thiên trung kỳ mạnh mẽ khí thế, tiếp theo, Đỗ Phúc Huy, Tôn Trưởng Thanh đẳng một đám cũng tướng thực lực tăng lên lên. Trấn thiên môn cùng quỷ y môn bên này người, tại cảm giác được ba đại môn phái muốn động thủ, bọn họ cũng không nói lời gì tướng thực lực toàn bộ tăng lên lên, Trung Vĩnh Minh tại cảm giác được Quý Thuận Đức khí thế trên người cũng ở vào tiên thiên trung kỳ, nhưng là vừa so tiên thiên trung kỳ cao như vậy một chút, hắn lập tức suy đoán ra Quý Thuận Đức nên là mơ hồ chạm tới tiên thiên đỉnh phong, vì vậy hắn đúng Đỗ Phúc Huy, nói rằng, Đỗ lão đầu, chúng ta hai cái liên thủ trước đem Quý Thuận Đức giải quyết. Đến nỗi thực lực ở vào tiên thiên sơ kỳ Tôn Bác Dịch, liền do nửa bước tiên thiên Tôn Trưởng Thanh cùng Đỗ Vạn Niên, cộng thêm ba gã thiên giai thượng phẩm cao thủ để giải quyết. Trung Vĩnh Minh an bài từng người yêu cầu người đối phó. Sau đó, Trung Vĩnh Minh cùng Đỗ Phúc Huy hai người dẫn đầu đúng Quý Thuận Đức triển khai công kích, tiếp theo, Tôn Trưởng Thanh, Đỗ Vạn Niên cùng ba gã thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng đúng Tôn Bác Dịch triển khai công kích. Tại ba đại môn phái những này nhân vật dẫn đầu động thủ sau đó, những người còn lại cũng sôi nổi cầm ra vũ khí trong tay, hướng trấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử vọt tới, trong lúc nhất thời trong không khí quanh quẩn các loại kim trúc va chạm thanh âm, đinh đinh đương đương bên tai không dứt. Tôn Hằng Phi bảo vệ Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ cầm lui vào trong đại điện mặt, mà bị thương Tần Nghị cũng vô pháp đi ra ngoài chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ tại Tiết San San nâng đỡ lui vào trong đại điện. Trốn tại trấn thiên môn chu vi quan khán trận đại chiến này những môn phái khác chung người, bọn họ khi nhìn đến trận này kém xa đại chiến bắt đầu sau đó, bọn họ lần thứ hai nhìn không được lắc đầu tới, thật sự là trận đại chiến này kết quả quá rõ ràng. Ai, trấn thiên môn cùng quỷ y môn muốn diệt vong, không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện. Sợ rằng trải qua sau trận chiến này, bình tĩnh lâu như vậy cổ võ giới lại muốn biến được không an bình. Ngay trấn thiên môn, quỷ y môn cùng ba đại môn phái triển khai kịch liệt thời điểm chiến đấu, cách trấn thiên môn cách đó không xa địa phương đột nhiên gian hiện lên một nhóm người này khí thế trên người mỗi cái đều đạt được thiên giai, chính đang không ngừng hướng tới trấn thiên môn tu luyện trường thượng chạy đi. Mắt thấy cách trấn thiên môn càng ngày càng gần, thị giác tương đối bén nhạy Diệp Thần Phong, hắn mơ hồ thấy được trấn thiên môn tu luyện trường trên có rậm rạp chẳng chịt người, nên là ba đại môn phái đúng trấn thiên môn hạ thủ. Diệp Thần Phong đột nhiên gian ngừng lại, đúng Tôn Hiểu Lệ cùng phong vệ đội thành viên, nói rằng, ta muốn đi trước một bước, ba đại môn phái cũng đã đúng trấn thiên môn hạ thủ, các ngươi cũng phát huy ra tốc độ nhanh nhất đến đây đi, hiện tại không cần lo lắng thể lực vấn đề, chúng ta lập tức muốn trải qua một hồi huyết chiến. Nói xong, Diệp Thần Phong lập tức không ngừng sử xuất huyền thiên bộ pháp, thân ảnh nhanh chóng hướng trấn thiên môn lao đi, tướng thể nội 10 cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới đỉnh phong. Tại những người khác đều cho rằng ngày hôm nay tất nhiên là trấn thiên môn diệt vong ngày thời gian, một cổ đủ để cải biến cục diện dưới mắt khủng bố thế lực đang không ngừng hướng trấn thiên môn tiếp cận, thế tất yếu nhượng tất cả mọi người điệt phá mắt kiếng. Chương 698, tự chui đầu vào lưới. A, à, thương. Những nhân tâm sợ không ngớt tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm va chạm nhau thanh âm, tại trấn thiên môn tu luyện trường thượng không ngừng vang vọng. Mặc dù nói ba đại môn phái thiên giai cao thủ tương đối nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn là không cách nào cầm hạ trấn thiên môn cùng quỷ y môn, song phương nhân số tại kịch liệt giảm bớt, chỉ bất quá trấn thiên môn cùng quỷ y môn bên này tử vong nhân số tương đối nhiều, trên mặt đất là máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Tại trấn thiên môn trong đại điện phụ trách bảo hộ Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ cầm Tôn Hằng Phi. Hắn hai con ngươi thủy chung là nhìn chăm chú vào bên ngoài huyết chiến, Quý Thuận Đức tại Trung Vĩnh Minh cùng Đỗ Phúc Huy giáp công hạ, một lần lại một lần cật lực tránh né, chiếu tình huống như vậy tới nhìn, Quý Thuận Đức kiên trì không được bao lâu, nếu như đến lúc đó Quý Thuận Đức thất bại, như vậy Trung Vĩnh Minh cùng Đỗ Phúc Huy, hai vị này tiên thiên trung kỳ cao thủ là có thể gia nhập đến chiến cuộc chi chung đi.
Đến lúc đó sợ rằng hội hình thành nghiêng về một phía cục diện. Lại mà một bên khác Tôn Bác Dịch tại Đỗ Vạn Niên, Tôn Trưởng Thanh cùng ba gã thiên giai thượng phẩm cao thủ vây đánh hạ, hắn cũng là kế tiếp bại lui, chính cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ Đỗ Vạn Niên cùng Tôn Trưởng Thanh đều là nửa bước tiên thiên cao thủ, hơn nữa ba gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, cái này cũng khó trách Tôn Bác Dịch nhanh muốn không kiên trì nổi. Mắt thấy Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng quỷ y môn đệ tử cùng Trấn Thiên Môn đệ tử là càng ngày càng ít, nếu như lại như thế đi xuống kết quả cuối cùng nhất định là toàn quân bị diệt. Tôn Hằng Phi tại trong đại điện tướng nắm tay niết chi lạc rung động, trong lỗ mũi hô hấp biến được càng tới càng ồ ồ. Hằng Phi, chỉ cần lão đại có thể gấp trở về, chúng ta tự nhất định hội có phiên bản cơ hội. Tần Nghị đúng Tôn Hằng Phi nói rằng. Tôn Hằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, lúc này tình thế, phỏng chừng Thần Phong trở về cũng không làm nên chuyện gì, hay nhất Thần Phong hiện tại không cần trở về, tương lai vẫn có thể cho chúng ta báo thù. Vừa gia nhập Trấn Thiên Môn không bao lâu Hạ Tử Ninh, đang tu luyện trường thượng trải qua một phen né tránh sau đó, nàng cũng lui vào trong đại điện mặt, dù sao bây giờ chiến đấu nàng căn bản là giúp không được gì. Thực lực của nàng tài chính là huyền thiên trung phẩm. Tình huống bên ngoài rất không diệu, nếu như không nữa trợ giúp tới, ba đại môn phái thế tất hội tướng chúng ta Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn người toàn bộ giết sạch. Hạ Tử Ninh khẩu trung thở gấp yếu ớt nói rằng. Chỉ cần lão đại đúng lúc chạy tới là được, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu khẩn lão đại nhanh lên một chút tới. Tần Nghị lo lắng cau mày nói rằng. Tần Nghị, Thần Phong hậu viên đến cùng có bao cường hãn? Ngươi thế nào? Tôn Hằng Phi một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận dáng tươi cười, ha ha ha, Tôn Bác Dịch. Ngươi cái lão gia này, nhượng chúng ta tới tống ngươi đi gặp Diêm Vương ra đi. Chỉ thấy tu luyện trường thượng Tôn Bác Dịch cuối cùng là chống đối không ở Đỗ Vạn Niên đám người công kích, ngực bị Đỗ Vạn Niên phách một trường, một ngụm máu tươi từ Tôn Bác Dịch khẩu trung phun đi ra, thân thể lung lay lắc lư té lăn quay trên mặt đất. Thái công, Tôn Hằng Phi nhìn đến Tôn Bác Dịch bị thương sau đó, cổ họng trong không nén nổi tức giận gào lên. Còn lại Trấn Thiên Môn người cũng sôi nổi nhìn về phía Tôn Bác Dịch địa phương, thế nhưng tiếc rằng ba đại môn phái thiên giai cao thủ nhiều lắm. Không có người có thể đằng xuất thủ quay lại giúp Tôn Bác Dịch một tay, đang ở trong đại điện Tôn Hằng Phi cũng không kịp đã chạy tới. Tôn Bác Dịch, ngày hôm nay nhất định là Trấn Thiên Môn diệt vong ngày, hoàn hảo ta đã sớm rời khỏi Trấn Thiên Môn. Một bên Thôi Sơn tại một trường đánh chết một gã Trấn Thiên Môn thiên giai hạ phẩm cao thủ sau, hắn nhìn té trên mặt đất Tôn Bác Dịch. Trong miệng không nén nổi phát sinh giễu cợt thanh âm. Các ngươi những, này ngu ngốc. Vừa rồi các ngươi phải gia nhập ba đại môn phái trong trận doanh, các ngươi một đám hết lần này tới lần khác không vui, hiện đang chờ đợi các ngươi chỉ có là tử vong. Thôi Giang cũng lập tức quát lạnh. Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn đệ tử, bọn họ tâm tình sôi nổi rơi xuống đến thung lũng, mắt thấy Tôn Bác Dịch muốn bị giết chết, vô cùng vô tận tuyệt vọng tràn đầy bọn họ tâm linh, có thể dùng bọn họ chiến đấu tình cảm mãnh liệt tại từ từ làm lạnh. Tôn Bác Dịch, cuối cùng để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đỗ Vạn Niên một trưởng chợt hướng Tôn Bác Dịch trên thiên linh cái phách đi xuống. Đúng vào lúc này, một cổ cường hãn không gì sánh được khí thế, từ đàng xa cuồn cuộn mà đến, từ từ tràn ngập Trấn Thiên Môn tu luyện trường, đường Đỗ Vạn Niên bàn tay cách Tôn Bác Dịch thiên linh cái càng ngày càng gần thời gian, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên người của hắn gặp thoáng qua, bóng đen trong giây lát đình tại Tôn Bác Dịch bên cạnh. Đợi cho Đỗ Vạn Niên thấy rõ ràng trước mặt bóng đen người tướng mạo thời gian. Hắn không nén nổi thốt ra, Diệp Thần Phong. Lại mà, Đỗ Vạn Niên thấy được Diệp Thần Phong trong tay cầm một điều cánh tay này hình dạng hình như rất quen thuộc, hắn chợt nhìn về phía bản thân bên phải. Phát hiện mình cả điều cánh tay phải không thấy. Vừa rồi Diệp Thần Phong cấp tốc trải qua Đỗ Vạn Niên bên cạnh thời gian, trực tiếp thuận lợi tướng Đỗ Vạn Niên cánh tay phải kéo xuống. Chỉ là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, nhưng Đỗ Vạn Niên không có lập tức cảm giác được đau đớn, trên vai gãy chi chỗ máu tươi cũng không có lập tức phun đi ra. Đỗ Vạn Niên sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt không gì sánh được, cả người thân thể bắt đầu biến được lung lay lắc lắc lên. Một giây, hai giây, ba giây. Đỗ Vạn Niên gãy chi chỗ như suối phun thông thường tuôn ra nồng đặc máu tươi, hắn vừa định muốn che lại huyệt vị tới cầm máu thời gian, chỉ thấy Diệp Thần Phong lại động thủ. Một tay cánh tay trực tiếp chọn tại Đỗ Vạn Niên trên đầu,
Đỗ Vạn Niên đầu trong nháy mắt dường như dưa hấu thông thường bạo liệt ra, thi thể chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Từ Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện đến tướng Đỗ Vạn Niên cấp giết chết, chỉ bất quá ngắn ngủi 5-6 giây chung thời gian, ở đây đại bộ phận người đều phản ứng không kịp nữa qua đây. Thẳng đến cách đó không xa Đỗ Phúc Huy khẩu trung tức giận quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu súc sinh, cháu của ta cùng Tằng Tôn Tử đều là nhân ngươi mà chết, ngày hôm nay lão phu nhất định muốn tướng ngươi tâm can cấp móc ra. Đỗ Phúc Huy là phẫn nộ tới cực điểm, bây giờ cháu của hắn cùng Tằng Tôn Tử toàn bộ tử, cái này chẳng khác nào là nhượng hắn đoạn tử tuyệt tôn, điều này làm cho hắn đường đường thiên thiên trung kỳ cao thủ lại cũng vô pháp tính táo. Diệp Thần Phong không để ý đến Đỗ Phúc Huy giống giận, hắn tướng trên đất Tôn Bác Dịch phù lên, nói rằng, ngoại thái công, ngài không có sao chứ? Là ta đã tới chậm. Tôn Bác Dịch lắc đầu, nói rằng, Thần Phong, ngươi không nên trở về, chí ít như vậy tương lai ngươi vẫn có thể trọng trấn chúng ta trấn thiên môn, nhưng bây giờ như thế nào cho phải? Ngoại thái công, ngươi yên tâm đi, chúng ta hậu viên lập tức sắp đến. Diệp Thần Phong an ủi Tôn Bác Dịch. Tôn Bác Dịch thở dài, nói rằng, Thần Phong, song quyền nan địch tứ thủ A. Ba đại môn phái thiên giai cao thủ có gần 100 tên, người hậu viên tới cũng vô ích. Diệp Thần Phong cũng không lại giải thích thêm, hắn biết lại giải thích thêm cũng phí lời, chỉ có chờ phong vệ đội thành viên chạy tới nơi này, Tôn Bác Dịch liền sẽ biết hắn trong lời nói ý tứ. Trốn tại trấn thiên môn chu vi quan sát những môn phái khác người, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một chút tử giải quyết rồi một gã nửa bước tiên thiên cao thủ, bọn họ một đám khẩu chung là đảo hấp lương khí, có thể ngược lại, bọn họ lại cho rằng Diệp Thần Phong cái này loại tự chui đầu vào lưới hành vi quá ngu xuẩn. Trấn thiên môn tiểu tử này không phải là mình đi tìm cái chết sao? Dùng hắn như vậy thiên tư, tương lai khẳng định có thể trọng trấn trấn thiên môn, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm, ba đại môn phái cao thủ nhiều lắm, có thể không phải bằng vào một mình hắn là có thể cải biến cục diện. Thực sự là trời ghen tị anh tài a. Bất quá, trấn thiên môn tiểu tử này trước khi chết nên vẫn có thể kéo vài cái đệm lưng ni. Tại trấn thiên môn chu vi xem cuộc chiến các môn phái đệ tử nghị luận sôi nổi chi tế, Trung Vĩnh Minh vỗ vỗ Đỗ Phúc Huy vai, nói rằng, Đỗ lão đầu, người muốn cấp ta bình tĩnh, đợi một lát tiểu tử này khẳng định hội rơi vào trong tay chúng ta sẽ chậm chậm đưa hắn dằn vặt chí tử. Nghe được Trung Vĩnh Minh lời nói sau, Đỗ Phúc Huy cái này tài ổn ổn tâm tình, hắn cũng biết hiện tại không thể đủ bởi vì phẫn nộ mà sai lầm, một đôi cực vì âm trầm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Ngồi ở xe lăn, do một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ bảo vệ huyền thiên môn trưởng môn Trung Thiên Trì, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó, trên mặt hắn biểu tình biến được càng dữ tợn lên, khàn cả giọng quát dẹp đường, tiểu súc sinh, ngươi lại vẫn hội tới tự chui đầu vào lưới. Lẽ nào ngươi cho là chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể cuốn lúc này thế cục sao? Diệp Thần Phong đỡ Tôn Bác Dịch, hắn tại trong lòng đánh giá một chút thời gian, phong vệ đội người nên lập tức có thể chạy tới nơi này, đến lúc đó không biết ba đại môn phái người còn có thể hay không nói hắn là tới tự chui đầu vào lưới. Chương 699, chấn động lòng người quân cứu viện. Nương Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện ở trấn thiên môn. Tướng nửa bước tiên thiên cao thủ Đỗ Vạn Niên giải quyết sau đó, quỷ y môn cùng trấn thiên môn đệ tử trong lòng đột nhiên lại bốc cháy lên hy vọng. Nhưng khi bọn họ nghe được Trung Thiên chỉ uống thanh sau, bọn họ vừa bốc cháy lên hy vọng, dường như lại bị một chậu nước lạnh cấp tưới tắt, lúc này tình thế đích xác không phải một người là có thể tả hữu. Chỉ dựa vào ta một người quả thực không có cách gì cuốn cục diện trước mắt, lẽ nào các ngươi đã cho ta không có quân cứu viện sao? Diệp Thần Phong đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm xe lăn Trung Thiên Trì, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng hài hước dáng tươi cười. Quân cứu viện, một mình ngươi thế tục giới rác rưởi, ngươi quân cứu viện hội có nhiều cường đại. Ngươi, ngồi ở xe lăn Trung Thiên Trì đang nói hơi ngừng, cả người tượng bị sợi dây lạc ở cái cổ giống nhau, sắc mặt tại thanh hồng trong lúc đó không ngừng biến đổi. Chỉ thấy cuồn cuộn ngất trời khí thế từ đàng xa cuồn cuộn mà đến, chỉ là chốc lát thời gian. Phong vệ đội thành viên liền xuất hiện ở trấn thiên môn tu luyện trường thượng. 88 gã phong vệ đội thành viên, tướng thể nội thiên giai khí thế chút nào không ẩn núp phóng thích ra ngoài, tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ chung đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cái này 88 trên thân người là chiến ý cuồn cuộn ngất trời, ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung đến ba đại môn phái trên thân người.
Tại cái này 88 gã phòng vệ đội thành viên xuất hiện trước mắt, toàn bộ trấn thiên môn tu luyện trường thường không ngừng quanh quẩn ồ ồ tiếng hít thở, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái này 88 người đều là thiên giai cao thủ, hơn nữa nhìn hình dạng chính là Diệp Thần Phong khẩu chung cái gọi là quân cứu viện, nhưng này có phần cũng thật là làm cho người ta không dám chí tin chưa. Diệp Thần Phong phía sau không phải chỉ có trấn thiên môn cùng quỷ y môn đang ủng hộ sao? Hắn từ nơi nào thoáng cái tìm tới 88 gã thiên giai cao thủ. Đỗ Phúc Huy cùng Trung Vĩnh Minh hai cái này lão đầu, đồng dạng tại phong vệ đội thành viên đến trấn thiên môn thời gian, sắc mặt biến được trắng bệch, môi khô khốc không nén nổi hơi rung động, đến nơi này nhất khắc, bọn họ hai cái trong lòng tài sinh ra sợ hãi, trấn thiên môn cùng quỷ y môn bên kia có 88 gã thiên giai cao thủ gia nhập, như vậy toàn bộ cục diện tựu thật hoàn toàn nghịch quay lại. Thân ở trong đại điện Tôn Hằng Phi, hắn khi nhìn đến 88 gã thiên giai cao thủ xuất hiện sau đó. Cả người hắn kích động có chút ngốc trệ, ấp a ấp úng hỏi, Tần Nghị, cái này, những... Này người toàn bộ là Thần Phong chính là thủ hạ. Tần Nghị điểm gật đầu, nói rằng, Hằng Phi, ta đã nói rồi, chỉ cần lão đại có thể đúng lúc chạy tới, chúng ta tự nhất định hội có phiên bản cơ hội. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta trong lời nói ý tứ đi. Hạ Tử Ninh đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn tu luyện trường thượng Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, hắn thực sự là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Bị Diệp Thần Phong đỡ Tôn Bác Dịch đồng dạng cũng là bị cái này cổ thế lực khổng lồ cấp lại càng hoảng sợ, coi như là cổ võ giới chung nhất lưu thế lực cũng không thể có thể có nhiều như vậy thiên giai cao thủ, cổ họng trong nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng hỏi, Thần Phong, những này sẽ là của ngươi quân cứu viện. Diệp Thần Phong điểm gật đầu. Nói rằng, ngoại thái công, hiện tại nên là chúng ta phản kích lúc. Thần Phong, người quả nhiên xứng đáng là hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người, vừa rồi ta thế nhưng đánh cho biệt khuất tử. Quý Thuận Đức mặt thượng vẻ lo âu chậm chậm rút đi, dùng tình thế bây giờ bọn họ căn bản không cần phải sợ hãi ba đại môn phái. Sở hữu phong vệ đội thành viên nghe lệnh, ba đại môn phái người, một cái không lưu. Diệp Thần Phong ra lệnh. Tại phong vệ đội thành viên nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau. Bọn họ sôi nổi miệng đồng thanh quát, là, Diệp Thiếu. Tiếp theo, cái này 88 gã phong vệ đội thành viên, một đám sôi nổi tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng này ba đại môn phái người vọt tới, bởi 88 gã phong vệ đội thiên giai cao thủ đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho ba đại môn phái đệ tử trong lòng bắt đầu hoảng loạn, cảm thụ được phong vệ đội thành viên trên người càng nồng nặc chiến ý sau. Ba đại môn phái đệ tử có loại muốn xoay người đào tẩu xung động. Tại phong vệ đội thành viên kéo hạ, trấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử lần thứ hai nhiệt huyết dâng trào lên, vừa rồi bọn họ thế nhưng vẫn bị ba đại môn phái đè nặng đánh, hiện tại đúng lúc là ăn miếng trả miếng lúc, bọn họ làm sao có thể phóng qua cơ hội này. Tiểu súc sinh, ngươi muốn tướng chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Đỗ Phúc Huy khóe miệng bắp thịt không ngừng co quắp. Hắn biết ngày hôm nay tất nhiên sẽ là một hồi tử chiến. Hoặc là bọn họ ba đại môn phái người toàn quân bị diệt, hoặc là trấn thiên môn cùng quỷ y môn diệt vong, sẽ chỉ là cái này hai loại kết quả. Quý tiền bối, hai cái này thực lực đến tiên thiên trung kỳ lão già kia. Chúng ta một người giải quyết một cái, không biết quý tiền bối có vấn đề hay không. Diệp Thần Phong ánh mắt tại Trung Vĩnh Minh cùng Đỗ Phúc Huy trên người lần lượt đảo qua, cuối cùng đúng Quý Thuận Đức hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, một đấu một đơn đả độc đấu, hai cái này lão già kia căn bản tựu không phải là đối thủ của ta. Quý Thuận Đức thuận miệng đáp ứng nói, trong cơ thể cường hãn khí thế lần thứ hai tăng lên lên, một đôi trong con ngươi lóe ra tinh quang, nhìn Trung Vĩnh Minh, nói rằng, Trung lão đầu, ta trở lại chơi với ngươi chơi, vừa rồi hai người các ngươi không phải đánh ta rất thoải mái sao. Đang khi nói chuyện, Quý Thuận Đức thân ảnh chợt hướng Trung Vĩnh Minh biểu bắn tới. Ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh, khí thế hung hăng đúng Trung Vĩnh Minh triển khai công kích. Bởi Quý Thuận Đức đã mò lấy tiên thiên đỉnh phong một tia cánh cửa, thực lực của hắn muốn so bình thường tiên thiên trung kỳ cao thủ mạnh hơn một ít, cho nên Trung Vĩnh Minh chỉ có bị Quý Thuận Đức đè nặng đánh phần. Đỗ Phúc Huy biết nếu như Trung Vĩnh Minh bị thua, như vậy ngày hôm nay ở đây tự muốn trở thành bọn họ nhân sinh tới hạn, vừa định muốn đi tới giúp một cái Trung Vĩnh Minh. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Thần Phong không nói lời gì trực tiếp đúng Đỗ Phúc Huy phát động mạnh mẽ công kích,
dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể cùng tiên thiên trung kỳ ngang hàng, cho nên hắn chỉ cần kéo dài ở Đỗ Phúc Huy, đợi được Quý Thuận Đức tướng Trung Vĩnh Minh giải quyết rồi, ngày hôm nay trận đại chiến này cũng tự hầu như có định luận. Tiểu súc sinh, người có phần khinh người quá đáng, lão phu ta trước hết đem người đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đỗ Phúc Huy gặp Diệp Thần Phong chặn đường đi của hắn lại, tại cấp bách cho không biết làm sao chi tế, hắn chỉ có thể trước cùng Diệp Thần Phong đối chiến. Phanh, một tiếng vang dội truyền ra, chỉ thấy một bên Trung Vĩnh Minh ngực bị Quý Thuận Đức phách một trường, trong miệng chính có máu tươi đang không ngừng tràn ra tới. TRUENCUATUI VN Trung Vĩnh Minh dưới chân bước chân không ngừng lui về phía sau, ngực khó chịu, bằng vào một mình hắn căn bản không phải là đối thủ của Quý Thuận Đức, dư quang của khóe mắt liếc hướng một bên bị Diệp Thần Phong tha trụ Đỗ Phúc Huy, hắn biết tiếp tục như vậy nữa, ba đại môn phái người thật muốn toàn quân bị diệt, cắn răng xỉ, đúng Quý Thuận Đức quát dẹp đường, Quý lão đầu, ngày hôm nay cái này kiện sự tình là chúng ta không đúng, không bằng chúng ta đều từng người thu tay lại, như vậy cũng miễn cho song phương lại có thương tích vong sinh ra. Trung lão đầu, người nghĩ rằng ta là ba tuổi tiểu hài tử sao? Các ngươi ba đại môn phái đã cùng chúng ta đến không chết không thôi trình độ, ngày hôm nay lúc đó bỏ qua, sợ rằng sau này hội biến được càng phiền phức, cho nên, Trung lão đầu, người cấp ta an tâm ra đi đi. Quý Thuận Đức đối với Trung Vĩnh Minh lời nói là xì mũi coi thường, thân ảnh không làm dừng lại, lần thứ hai hướng Trung Vĩnh Minh đánh đã qua. Trung Vĩnh Minh gặp Quý Thuận Đức nhuyễn ngạnh không ăn, hắn trong lòng cũng càng nén giận, trực tiếp xòe bàn tay ra chuẩn bị ngăn cản Quý Thuận Đức hướng hắn kéo tới một quyền. Phanh, một tiếng. Chỉ tiếc Quý Thuận Đức thực lực trung quy cao hơn Trung Vĩnh Minh ra một ít, Trung Vĩnh Minh bàn tay căn bản chống đối không ở, cả bàn tay bị Quý Thuận Đức lực lượng trực tiếp oanh bạo liệt ra, mặt thượng tràn đầy thống khổ và không cam lòng thần sắc. Giữa lúc Trung Vĩnh Minh còn không có từ vừa rồi một chiêu kia trung hoãn quá thần lai, Quý Thuận Đức xuất hiện lần nữa tại Trung Vĩnh Minh bên cạnh tốt hơn đường đi. Kèm theo Quý Thuận Đức những lời này truyền vào tai trong, Trung Vĩnh Minh chỉ cảm thấy ngực bị một cổ to lớn đụng, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Quý Thuận Đức một quyền đánh vào trái tim của hắn vị trí, hắn cả người nhất thời cách mặt đất mà khởi, thân thể hướng đằng sau té bay ra ngoài. Tại Trung Vĩnh Minh thân thể cách mặt đất mà khởi, cuối cùng té lăn trên đất trong quá trình này, hắn tim đập tần suất cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng triệt để ngừng đập. Trung Vĩnh Minh tử. Ba đại môn phái đệ tử nhìn đến tiên thiên trung kỳ Trung Vĩnh Minh bị thua, bọn họ nguyên bản hốt hoảng tâm tình biến được càng vội vàng sao động, người một ngày bắt đầu nôn nóng tự dễ xuất hiện sai lầm, cái này nhường phong vệ đội, chấn thiên môn cùng quỷ y môn công kích càng thế như trẻ tre, một cái lại một cái ba đại môn phái đệ tử ngã vào trên mặt đất vũng máu chung. Chương 700, đột biến. Tại Trung Vĩnh Minh chừng lớn hai con ngươi, thân thể nặng nề té lăn trên đất thời gian. Tại ba đại môn phái đệ tử kế tiếp bại lui, mắt thấy ngày hôm nay trận đại chiến này muốn kết thúc thời gian. Trốn tại chấn thiên môn chu vi quan sát những môn phái khác chung người, vào hôm nay, những này người trái tim dường như bị búa tạ gõ vô số hạ, từ vừa mới bắt đầu cho rằng chấn thiên môn cùng quỷ y môn tất nhiên sẽ diệt vong, đến Diệp Thần Phong dẫn theo 88 gã thiên giai cao thủ đến đây nghịch tập, cuối cùng bọn họ lại tận mắt đến tiên thiên trung kỳ cao thủ rơi xuống. Phát sinh trước mắt hết thảy đều chấn nhiếp bọn họ tâm linh, để cho bọn họ thấy được cao hơn một tầng thứ, tại cái tầng thứ kia trước mặt thiên giai cao thủ tựu như cùng cầu giống nhau. Tại ba đại môn phái trong đám người Thanh Vân môn cùng Thiên Cơ môn người, bọn họ là một cái kình hướng tới chấn thiên môn tu luyện bên ngoài sân mặt lui, nhất là Thanh Vân môn bốn vị trưởng lão, bọn họ nhìn đến trước mặt chỉ do là thiên giai cao thủ chém giết, cái này nhường sắc mặt của bọn họ biến được càng tới càng tái nhợt. Nguyên bản bọn họ cho là ba đại môn phái có thể dễ dàng diệt chấn thiên môn, đến lúc đó Diệp Thần Phong cũng nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể cục diện dưới mắt cùng bọn họ dự tính hoàn toàn ngược lại. Ba đại môn phái người nhanh bị một lần hành động tiêu diệt. Thanh Vân môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn, trong lòng của hắn bị hối hận cấp bọc lại, trước đây con trai của hắn Tần Nghị mang theo Diệp Thần Phong đi Thanh Vân môn, nếu như lúc đó có thể tốt chiêu đãi Diệp Thần Phong. Nói không được Thanh Vân môn cũng có thể tại cổ võ giới trung quật khởi, dù sao Diệp Thần Phong thuộc hạ thế nhưng có 88 gã thiên giai cao thủ, cái này là bất kỳ một cái nào nhất lưu môn phái đều không cách nào so sánh. Đáng tiếc là, Tần Bạch Ngôn tính cách quá mềm yếu,
sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, đưa đến hắn bỏ lỡ như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tại đại đa số người bởi vì tiên thiên trung kỳ cao thủ Trung Vĩnh Minh Tử, nội tâm nhắc lên vô tận gợn sóng thời gian, đang cùng Diệp Thần Phong đối chiến Đỗ Phúc Huy tâm tình cũng rõ ràng cho thấy bị ảnh hưởng, trên thân thể lập tức lộ ra rất nhiều kẽ hở, Diệp Thần Phong đương nhiên muốn chảo ở cái này thời cơ, một cước trực tiếp trượt đá vào Đỗ Phúc Huy ngực. Đỗ Phúc Huy trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực xương hình như đều bị Diệp Thần Phong đá đoạn hai căn, dưới chân bước chân một cái kình lui về phía sau 7-8 bước, hắn sát sát từ trong miệng không ngừng tràn ra tới máu tươi, nắm chặt trên mu bàn tay là nổi gân xanh, mặt thượng da nhíu dường như một đóa hoa cúc, bây giờ Trung Vĩnh Minh đều tử, cục diện căn bản không thể có thể lại vãn hồi rồi. Đỗ Phúc Huy âm trầm hai con ngươi trừng mắt Diệp Thần Phong. Cắn răng, quát dẹp đường, sự tình hôm nay dừng ở đây, ta có thể phát thệ, sau đó chúng ta quy nguyên môn tuyệt đối không hội truy cứu cái này kiện sự tình. Ngươi không phải còn nên vì tôn tử của ngươi cùng tăng tôn tử báo thù sao? Thế nào bây giờ muốn đầu hàng? Lẽ nào Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử Tự Bạch đã chết rồi sao? Ta đã nói rồi, tại nơi này ba đại môn phái đệ tử, một cái không lưu. Diệp Thần Phong cũng không muốn thả hổ về rừng. Hắn sẽ tin tưởng Đỗ Phúc Huy lời nói mới là lạ chứ. Ha ha ha. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này sau, Đỗ Phúc Huy đột nhiên gian tưởng tựa như phát điên cười to lên, quát dẹp đường, tiểu súc sinh, cái này là ngươi bức ta, nếu ngươi không muốn để cho ta sống ly khai, ta ngày hôm nay sẽ dùng ta cái mạng này tới huyết tẩy Trấn Thiên Môn. Đỗ Phúc Huy chợt tướng bên cạnh hai gã thiên giai đệ tử chộp được trong tay. Hai bàn tay nhanh chóng cắm vào hai gã thiên giai đệ tử trong đầu. Miệng của hắn chung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc đi nhắc lại, mà hai gã thiên giai đệ tử thể nội sinh cơ cùng năng lượng tại cấp tốc trôi qua, thẳng đến cuối cùng hai gã thiên giai đệ tử dường như mất đi huyết nhục thông thường, da hoàn toàn khô quắt đi xuống. Tại Đỗ Phúc Huy chảo ở hai gã thiên giai đệ tử thời gian, Diệp Thần Phong trong lòng tự có một loại chẳng lành dự cảm, đáng tiếc đã là không kịp ngăn trở. Đỗ Phúc Huy tướng hai gã thiên giai đệ tử thi thể tiện tay ném xuống đất, trong cơ thể hắn chân kình chi lực bắt đầu biến được quỷ dị lên. Thân thể khẳng kheo đang không ngừng phồng lớn, nếp nhăn trên mặt cũng đang chậm rãi tiêu thất, dường như thoáng cái trẻ hơn mấy tuổi giống nhau. Đỗ Phúc Huy không riêng gì bề ngoài sinh ra cực vì cự biến hóa lớn, trong cơ thể hắn chân kình chi lực trực tiếp đột phá tiên thiên trung kỳ, trào vào chân chính tiên thiên đỉnh phong trình tự. Đỗ Phúc Huy cái này một loạt đột nhiên cải biến, có thể dùng Diệp Thần Phong thần kinh não bộ căng thẳng lên, hắn quét sạch cảm thấy Đỗ Phúc Huy thực lực biến hóa. Hắn biết dùng thực lực của hắn bây giờ không phải là đối thủ của Đỗ Phúc Huy, thậm chí hắn liên thủ với Quý Thuận Đức cũng không nhất định sẽ là Đỗ Phúc Huy đối thủ. Diệp Thần Phong suy đoán Đỗ Phúc Huy thi triển nhất định là trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực bí thuật, loại bí thuật này nói như vậy đều cũng có cường đại tác dụng phụ. Sự thực cũng đúng như Diệp Thần Phong sở liệu, Đỗ Phúc Huy thi triển bí thuật là tử vong trước tia sáng chói mắt. Này bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn tướng thực lực tăng lên, để thăng thực lực mức độ muốn nhìn thi triển bí thuật giả cá nhân thân thể tố chất. Bất quá, muốn tướng này bí thuật thi triển ra, phải muốn có hai gã thiên giai cao thủ làm dẫn đạo, với lại bí thuật thời gian qua sau đó, thi triển bí thuật giả hội lập tức thân thể hư thối mà chết. Nếu không loại bí thuật này làm sao sẽ gọi tử vong trước tia sáng chói mắt ni? Danh như ý nghĩa chính là tại tử vong trước bính vọng lại cuối cùng một cổ lực lượng cường hãn. Đỗ Phúc Huy, người vậy mà dùng các ngươi quy nguyên môn cấm thuật. Cái này loại đề thăng thực lực bí thuật không phải sớm đã bị các ngươi quy nguyên môn tổ tiên phủ đầy bụi lên sao? Quý Thuận Đức tại cảm giác được Đỗ Phúc Huy thực lực đề thăng sau, cùng với nhìn đến vừa rồi Đỗ Phúc Huy các loại cách làm. Hắn lập tức đoán được Đỗ Phúc Huy sử dụng là sớm đã bị quy nguyên môn phủ đầy bụi bí thuật tử vong trước tia sáng chói mắt. Quý Thuận Đức, cái này là các ngươi bước ta đi đến bước này, nếu bí thuật thi triển ra, ta khẳng định sống không quá hôm nay, như vậy ta muốn cho các ngươi toàn bộ cấp ta chôn cùng. Đầu tiên là ngươi tên tiểu súc sinh này. Đỗ Phúc Huy ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Ngay cả Diệp Thần Phong đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo tàn ảnh, nhượng hắn căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây, dù sao Đỗ Phúc Huy thực lực đã hoàn toàn cao hơn hắn một bậc. Thần Phong, cẩn thận! Một bên Quý Thuận Đức vẫn đang chú ý Đỗ Phúc Huy động tác, tại Đỗ Phúc Huy hướng Diệp Thần Phong công kích thời gian,
thân ảnh của hắn cũng chợt hướng Diệp Thần Phong đánh đã qua. Phanh, một tiếng. Quý Thuận Đức kịp thời xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, mà nguyên bản nên vỗ vào Diệp Thần Phong ngực một trường kia, lại không sai chút nào vỗ vào Quý Thuận Đức trên người. Đỗ Phúc Huy một trường này có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình, tiên thiên đỉnh phong thực lực phát huy là vô cùng nhuần nhuyễn, trực tiếp tướng Quý Thuận Đức trái tim nội huyết quản cấp chấn bạo. Diệp Thần Phong không có nghĩ đến Quý Thuận Đức hội đột nhiên xuất hiện bang hắn cản như thế một trường, hắn tại trước tiên nâng Quý Thuận Đức, lui về sau có 5-6 bước, vội vàng hỏi Quý tiền bối, ngài không có sao chứ? Quý Thuận Đức trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng cười nói, Thần Phong, người đã già, vô dụng, xem ra hôm nay ta là không giúp được ngươi, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Đỗ Phúc Huy, ngươi còn là nghĩ biện pháp trước đào tẩu đi. Diệp Thần Phong một mặt nâng Quý Thuận Đức, một mặt kiểm tra một chút Quý Thuận Đức thân thể tình trạng, liên tiếp trái tim huyết quản toàn bộ làm vỡ nát, ngay cả Diệp Thần Phong đều vô năng không có sức, thế nhưng vừa rồi một trưởng này là Quý Thuận Đức thế hắn kể bên được, hắn biết nhân tình này hắn phải muốn còn, vì vậy nói rằng Quý tiền bối, sau đó các ngươi quỷ y môn sự tình chính là ta Diệp Thần Phong sự tình, ta sẽ thế ngươi lại tâm nguyện, đây là ta duy nhất có thể thế ngươi làm. Quý Thuận Đức cười điểm gật đầu. Nói rằng, hảo hài tử, nếu như tương lai làm không đến tựu không nên miễn cưỡng, dù sao đỉnh cấp thế lực có thể không phải nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực có thể so sánh, không cần bởi vì ta tử mà cảm thấy chật vật, một trưởng này là lão phu ta cam tâm tình nguyện vì ngươi kề bên. Đều chết đã đến nơi, các ngươi cũng không cần diễn cái này ra cảm tình trò chơi, ta có thể không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi chơi. Đỗ Phúc Huy trên mặt mang giữ tợn cười nhạt. Thân ảnh lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong vào tới, bị Diệp Thần Phong nâng Quý Thuận Đức, hắn dùng tận cuối cùng một ít lực lượng trợ tướng Diệp Thần Phong đẩy ra, sau đó, thân thể hắn đón nhận Đỗ Phúc Huy, khẩu trung đúng Diệp Thần Phong quát, chạy mau, nhanh. Quý Thuận Đức đệ tam cái chạy mau còn chưa kịp nói mở miệng, Đỗ Phúc Huy một quyền trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, đưa hắn toàn bộ đầu đều oanh bạo. Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn người. Bọn họ khi nhìn đến Quý Thuận Đức bị oanh bạo đầu, bọn họ một đám mặt dâng lên phát hiện tức giận biểu tình, mà đứng tại trước mặt nhất Diệp Thần Phong, thân thể hắn hơi rung rung lên, trong cơ thể phẫn nộ chi hỏa bị Đỗ Phúc Huy cấp hoàn toàn đốt, khẩu trung hô hấp cũng đang trở nên càng ngày càng gấp rút. Tiểu súc sinh, nên đến phiên ngươi, ta sẽ tướng trên người ngươi xương một cây đánh nát. Đỗ Phúc Huy âm trầm quát dẹp đường. Diệp Thần Phong hai tay bỗng nhiên chăm chú tụ họp. Trong cơ thể phẫn nộ chi hỏa đang không ngừng bay lên, vẫn chiếm giữ tại hắn bên trong đan điền một đoàn hắc sắc thể khí. Theo Diệp Thần Phong phẫn nộ tâm tình không ngừng tăng lên, đoàn nguyên bản an tĩnh hắc sắc thể khí, bắt đầu chậm chậm biến được sao động bất an. Cuối cùng, đoàn hắc sắc thể khí toàn bộ thoát khỏi Diệp Thần Phong bên trong đan điền, hướng hắn toàn thân cao thấp lan tràn đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.